Diệt vận đồ lục thuyết minh tập 6 Nếu là du vấn đạo khách khí nói chuyện, Thạch Hiên nói không chắc liền biết thời biết thế tiếp nhận rồi, đáng tiếc hắn nhưng đến rồi một câu như vậy, Thạch Hiên đình ở phía xa, mỉm cười nói, ta xem không hẳn, ta còn muốn thử thử có thể hay không phá tan du sư điệp ngươi kim đăng bảo tán. Nói xong cũng là một đạo thượng thanh thủ xu lôi đánh tới, vạn tượng vô ảnh kiếm cũng là đổi thành một đạo hàng phong, đánh xuống kim đăng bảo tán. Du vấn đạo trong lòng hận cực thạch hiên, nhưng có nỗi khổ không nói được. Hai, ba lần công kích sau khi, kim đăng bảo tán phát sinh hào quang màu vàng đã ảm đạm rồi rất nhiều. Du vấn đạo bản thân đều có lão đà lão đảo cảm giác, này cũng không phải kim đăng bảo tán quy lực không tốt, mà là bản thân của hắn linh hồn chi lực sắp sửa tiêu hao hết điềm báo. Đánh rơi hàm răng cùng huyết thôn, du vấn đạo biết lại không chịu thua, sẽ rơi vào cái mặt mày xám xịt sấn thạch hiên công kích khe hở chắp tay hô to sư điệt chịu thua thạch sư thúc ngươi đạo pháp cao minh thạch hiên lúc này mới dừng tay cười hì hì nhìn hắn đồng thời hai người đem đấu pháp đài trận pháp đình chỉ du vấn đạo thu hồi bảo tán cùng hàng quan kiếm bước nhanh đi xuống đấu pháp đài vừa ra đến thời khắc hắn quay đầu lại lần thứ hai lộ ra xem thường vẽ mặt kiêu ngạo địa đối với thạch hiên nói rằng pháp thuật pháp khí cao minh thì có ích lợi gì cảnh giới trọng yếu hơn, không bằng chúng ta lại sau một lần ai tiên đột phá đến dẫn khí kỳ, sư điệt chắc chắn tại trong 10 năm năm đột phá thành công, không biết thạch sư thúc ngươi có dám so với. Ở tình huống bình thường, Bồng Lai phái bên trong đột phá đến dẫn khí kỳ tiêu tốn thời gian đại khái tại 20 năm đến 50 năm không giống nhau, coi như là bái vào Kim Đan tông sư môn hạ, vậy cũng ít nhất phải 10 đến 15 năm. Du vấn đạo nói mình có thể trong 10 năm năm đột phá vậy thì là đối với mình có lòng tin tới cực điểm bởi vậy phía dưới đệ tử đều là ồ lên thạch hiên thấy du vấn đạo vẫn là mạnh miệng không chịu thua không nhịn được đã kích hắn một hồi ta xưa nay bất hòa bại tướng dưới tay lần thứ hai giao đấu du vấn đạo tức đến xanh mét cả mặt mày la lớn ta chỉ ở dẫn khí kỳ thượng đợi ngươi sau đó xoay người rời đi hắn những đồng bạn kia thấy thạch hiên mạnh mẽ biết chiến thắng vô vọng cũng đều đi theo hắn đi rồi. Thạch Hiên lắc đầu liền muốn hạ đấu pháp đài, bỗng nhiên một đạo màu đỏ thẩm lưu quan chui vào đấu pháp giữa đài, đồng thời phát động đấu trên pháp đài bắt đầu giao đấu trận pháp, sau đó dùng âm thanh quái gở, sư điệt cũng muốn hướng thạch sư thúc lĩnh giáo một phen. Thạch Hiên ngưng mắt nhìn lại, thấy là một vị khuôn mặt xa lạ, dung mạo so với so sánh cổ quái một cái trung niên tu sĩ, mặt trên người màu đỏ thẩm đạo bào sư điệt mới vừa từ bên ngoài trở lại môn phái, nghe nói nhiều rồi một vị sư thúc, rất vui mừng, bởi vậy đến đòi giáo một phen. Nói xong cũng không đợi Thạch Hiên trả lời, một đạo hỏa long chân khí liền đánh về phía Thạch Hiên. Người kia là dẫn khí kỳ tu sĩ, lại cùng xuất khiếu kỳ đệ tử giao đấu. Đó là sư thúc, không phải đệ tử. Khà khà, Minh Kinh Nguyệt dậm chân hô, rất vô liêm sĩ tiểu nhân, đường đường dẫn khí kỳ tu sĩ lại đối phó một cái xuất khiếu kỳ đệ tử. Dư Nhược Thủy cùng Chu Điệp Lan cũng tức giận đến sắc mặt đỏ lên, giúp đỡ Minh Kinh Nguyệt mắng hắn. Thạch Hiên nhìn thấy là chân khí đột kích, biết không có thể đối đầu, hóa thân Thanh Phong liền muốn bay đi bên đài, sau đó giải trừ trận pháp, rời đi đấu pháp đài. Tại dẫn khí kỳ tu sĩ thủ hạ thoát đi, làm xuất khiếu kỳ tu sĩ, không ai có thể nói cái không nên. Đáng tiếc kia dẫn khí kỳ tu sĩ sớm có dự liệu, liên tiếp chính đạo hỏa long chân khí phát sinh, đem đấu pháp bên đài thiêu đến là hỏa thế hừng hực, đồng thời trong tay pháp thuật không ngừng tấn công về phía Thạch Hiên, đem Thạch Hiên dần dần làm cho chỉ có thể tại một nơi đảo quanh, hơn nữa chỗ này là càng ngày càng nhỏ. Ta không thấy đệ tử ở nơi nào, ta chỉ là tại hướng sư thúc thỉnh giáo mà thôi. Đúng rồi, sư thúc xin nhớ tên của ta, Thiên Quyền Phong Lục Huyền Nhất khi trung niên tu sĩ còn có rảnh rỗi địa tiếp tục quái gở. Thạch Hiên trong tay thượng thanh thủ xu lôi, vạn tượng vô ảnh kiếm đều là liên tục hướng lục huyền nhất công tới, đáng tiếc dường như lần kia tấn công về phía mạnh ngọc thường, đều bị lục huyền nhất ung dung dùng viêm long thần hỏa chân khí ngăn trở, không có thương tổn được hắn mảy may. Cùng lần kia không giống chính là, Thạch Hiên canh kim kiếm khí còn tại ôn dưỡng, ít nhất muốn hai tháng sau mới có thể lần thứ hai sử dụng vì lẽ đó thạch hiên hoàn toàn không có chiến thắng hy vọng tại tình hình này hạ thạch hiên đầy đủ cảm nhận được dẫn khí kỳ tu sĩ mạnh mẽ không giống lần trước nắm chắc bài tại tay trong lòng không hoảng hốt nghĩ khắp cả trên người hết thảy thủ đoạn thạch hiên cũng không nghĩ tới một cái có thể kích thương đến dẫn khí kỳ tu sĩ phương pháp như thế chính mình cũng có dẫn khí kỳ tu vi khi hiện tại chắc chắn sẽ không không còn sức đánh trả chút nào Thạch Hiên trong lòng lần thứ nhất đối với dẫn khí kỳ cảnh giới sản sinh mãnh liệt như thế ngóng trông, trước chí hướng rộng lớn, phản mà đôi mắt trước cảnh giới không dành cho càng nhiều quan tâm. Đem quyết tâm, không thể tại này lục huyền nhất thủ hạ bị mất mặt đi, ngược lại đấu trên pháp đài công kích đều là ảo giác mô phỏng. Bởi vậy Thạch Hiên dùng tới kim long hộ giáp chú, hóa thành thanh phong, cũng không quay đầu lại địa nhằm phía đấu pháp bên đài, nhưng do kia cháy hừng hực viêm long thần hỏa thiêu đốt chính mình nóng trực đau nhức khó thở thực sự là dường như muốn chết giống như khó chịu thạch hiên kiềm chế ý nghĩ hoàn toàn không để ý tới trên người da thịt đang thiêu đốt tóc đang thiêu đốt chỉ là xông về phía trước cảm giác có bao nhiêu thống thạch hiên trong lòng đối với dẫn khí kỳ ngóng trong liền mãnh liệt đến đâu tự hồ không nghĩ tới thạch hiên có thể như vậy quyết tâm tàn nhẫn đối với mình lục huyền nhất ngốc sửng sốt một chút sau đó liền trơ mắt nhìn thạch hiên lao ra đấu pháp đài tại nhanh lao ra đấu pháp đài thời điểm thạch hiên mắt tối sầm lại suýt chút nữa liền ngất đi còn hảo kiềm chế ý nghĩ vô thượng pháp môn đối với ảo giác mô phỏng có mãnh liệt chống lại mới để thạch hiên đứng giải trừ đấu pháp bên đài bình phong xông ra ngoài dưới đài đệ tử tại thạch hiên vọt tới bên sân thời điểm nhìn thấy thạch hiên trên người thảm trạng toàn thân đen kịt như than củi tóc tinh quang thậm chí da thịt lật lên lộ ra hồng nộm cháy đen hỗn hợp thịt có chút nhát gan nữ đệ tử cũng không nhịn được nước mắt chảy xuống tỉ như chu điệp lan còn hảo đây là ảo giác mô phỏng thạch hiên lao ra đấu pháp đài sau liền khôi phục bình thường minh kinh nguyệt liền muốn nhảy lên đài đi giúp thạch hiên đòi lại công đạo nhưng là kia lục huyền nhất đã từ đấu pháp giữa đài bay ra quái gỡ địa trào phúng thạch hiên thạch sư thúc thực sự là chạy trốn thật nhanh. Họ lục, có đảm so với ta đấu một hồi. Minh Kinh Nguyệt chỉ vào lục huyền nhất quát lên. Lục huyền nhất khóe miệng hơi co giật một hồi, mạc sư thúc tổ vẫn tính giảng chút đạo lý, đấu pháp Việt cũng coi như là luận bàn, lại không thương hại tại người, hơn nữa sẽ không trả thù, ngọc sư thúc tổ mà, vẫn là quên đi, lấy cùng Minh Kinh Nguyệt tu vi trên lệch, thật muốn giao đấu thắng, ngày mai sẽ đến bị nàng nắm lấy ném đến đấu trên pháp đài, chà đạp một trăm lần. Bởi vậy hắn tiếp tục dùng hắn quái gỡ địa ngữ khí, sư điệt còn có việc bận biệu, đã có vị sư thúc chỉ giáo quá, cũng là hài lòng. Đa tạ thạch sư thúc chỉ điểm. Lục huyền nhất trước khi rời đi còn không quên tiếp tục trào phúng một hồi thạch hiên, sau đó cũng không quay đầu lại địa hóa thành màu đỏ thẩm lưu quang bay đi. Thực sự là tiểu nhân, không dám đường đường chính chính tỷ thí, chỉ dám bắt nạt nhỏ yếu. Minh Kinh Nguyệt hận hận nói rằng, bất quá lập tức tỉnh ngộ lại, sốt ruột địa đối với Thạch Hiên giải thích, ai nha, ta không phải nói ngươi nhỏ yếu. Thạch Hiên lắc đầu than thở, ta xác thực rất nhỏ yếu, cho tới hôm nay ta mới phát hiện. Minh Kinh Nguyệt gấp đến độ nhanh khóc, ta thật không phải ý kia, Thạch Hiên ngươi không nên như vậy. Thạch Hiên mỉm cười biểu thị chính mình không có chuyện gì, chính là bởi vì nhỏ yếu, mới cho ta trở nên mạnh mẽ động lực cùng quyết tâm. Trước đây ta một mực chỉ nhìn thấy kim đăng đại đạo, nhưng là đã quên trước còn có nhiều như vậy quan ải, nhỏ yếu liền muốn bị bắt nạt. Kinh Nguyệt ngươi từng nói với ta tu hành đến không vội không từ, ta chỉ nhớ rõ không vội, nhưng là đã quên không từ. Minh Kinh Nguyệt thấy thạch hiên nhưng là không chuyện gì, hơn nữa còn tự hồ có một phen thể ngộ, lúc này mới yên lòng lại, bất quá nàng vẫn là lo âu nói rằng nhưng là không từ là tại không vội điều kiện tiên quyết thạch hiên ngươi cũng không thể đi sai lệch con đường kinh nguyệt ngươi phóng tâm còn có nhược thủy điệp lan các ngươi cũng phóng tâm việc tu luyện của ta con đường khẳng định là sẽ không thay đổi chỉ là trên tâm tính sẽ không như vậy nhàn nhã cảm giác mình thực lực mạnh mẽ vì lẽ đó có niềm tin bây giờ suy nghĩ một chút thật là có chút tự cao tự đại vừa vạn mạnh ngọc thường chết rồi ta có thể mỗi tháng đều đi âm phong động ngoại tu luyện không cần giống như trước chỉ có thể cách một tháng đi một lần thạch hiên mặc dù đối với đột phá đến dẫn khí kỳ tràn ngập khát vọng nhưng cũng sẽ không thay đổi việc tu luyện của chính mình con đường ba nữ thấy thạch hiên thần trí tỉnh táo nói chuyện cũng có đạo lý biết được hắn là thật sự có một phen trên tâm tính điêu luyện liền hộ tống hắn hồi động phủ để hắn nghỉ ngơi thật tốt một phen khôi phục tinh lực, ngày mai lại bắt đầu nỗ lực tu luyện. Kỳ thực Thạch Hiên trong lòng còn có một nghi vấn, kia lục huyền nhất là thiên quyền phong, lẽ nào là Mạnh Ly Sai khiến hắn làm ra? Là muốn thăm dò chính mình. Mạnh Ly hội sẽ không cuối cùng điên cuồng lên. Những vấn đề này để Thạch Hiên càng thêm cảm thấy đột phá cảnh giới cấp bách. Thiên quyền phong một tòa hoa lệ trang sức bên trong cung điện, Mạnh Ly đứng màu đỏ thẫm sang hô, màu đỏ thẩm nham thạch, màu đỏ thẩm bảo trong đá, nghe lục huyền nhất báo cáo. Sư tổ, kia thạch hiên chủ yếu là kiếm thuật tinh xảo, trừ ra có một môn cấp bốn thiên phú tiểu thần thông ngoại, cũng không cái khác xuất chúng chỗ, cư ta phán đoán, nên không thể có thực lực giết chết ngọc thường sư điệt. Lục huyền nhất cung cung kính kính địa nói chuyện, không còn nữa vừa nãy quái gở. Mạnh ly lẩm bẩm nói, ngươi nói hắn hội sẽ không che giấu tu vi, hoặc là ẩn dấu thượng phẩm pháp khí, đạo thuật. Lục huyền nhất trả lời khẳng định, không thể, mỗi tháng đều muốn trách thử một lần tu vi, hắn làm sao có khả năng ẩn dấu phải ở, lại nói tại sao muốn ẩn dấu tu vi, tiến vào vào nội môn không tốt sao. Hôm nay giao thủ, ta cũng nhìn không ra hắn có một chút ẩn dấu chỗ, nhiều nhất có thể nói đúng chính mình đủ tàn nhẫn. Mà đạo thuật, sư tổ ngươi cũng biết, nào có xuất khiếu kỳ liền có thể tu luyện đạo thuật, thân thể linh hồn chịu đựng phải ở sao? Cho tới thượng phẩm pháp khí, có thể giết chết ngọc thường sư điệt, ít nhất phải là ngũ trọng thiên viên mãn, thậm chí cao hơn nữa, bởi vì sư tổ ngươi nhưng là cho ngọc thường sư điệt đạo thuật ngọc bội phòng thân. Hắn có bao nhiêu linh hồn chi lực, có thể toàn lực kích phát mấy lần loại này thượng phẩm pháp khí. Ân, ừ, ngươi lui ra đi. Mạnh Ly dơ giơ tay áo bào, lục huyền nhất cung kính xin cáo lui chờ đến lục huyền nhất lui ra đại điện mạnh ly sắc mặt mới lộ ra hung ác vẻ mặt nếu là lại không tìm được nguyên nhân cái chết ta liền đem những kia cùng ngọc thường có cừu oán đều giết chết vì ngọc thường chôn cùng sau khi tháng ngày thạch hiên tại đệ tử nội môn tựa như cười mà không phải cười trong ánh mắt bắt đầu rồi chính mình khắc khổ tu luyện những kia đệ tử nội môn trước nhất thời bị kim đang tông sư đệ tử tên tuổi cho làm cho khiếp sợ hoàn toàn quên đây là một cái tu vi so với bất quá chính mình sư thúc tỉnh ngộ sau khi khó tránh khỏi hơi khác thường đương nhiên cũng có một chút là vẫn kéo xuống da mặt tiếp tục nịnh bợ thạch hiên bất quá những này đối với thạch hiên toàn không ảnh hưởng nịnh bợ cũng được xem thường cũng được cũng không thể ngăn cản hắn tu hành mỗi ngày âm phong động động phủ hai điểm một đường cất bước. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thạch Hiên cảm thấy thời cơ đột phá càng ngày càng gần. Ba năm sau khi, chính là bồng lai phái cuộc thi đấu trong môn phái thời gian, chia làm dẫn khí, xuất khiếu, dưỡng khí ba cái cảnh giới tỷ thí, diêu quan phong, tham thủy phong một phái náo nhiệt trộn ràng dáng vẻ. Đối với rất nhiều đệ tử tới nói, chính mình lên sân khấu đấu pháp là hiếm thấy kinh nghiệm, mà quan sát người khác đấu pháp cũng là phi thường cơ hội quý giá, đặc biệt là cấp cao tu sĩ đối với pháp thuật, pháp khí vận dụng, để đệ tử cấp thấp môn đều có chút bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Bất quá, đối với đông đảo đệ tử tới nói, có thể tại cuộc thi đấu trong môn phái thượng đoạt được phía trước vài tên, không chỉ có là vinh quang, hơn nữa có phi thường phần thưởng phong phú, như đối với xuất khiếu kỳ đệ tử tới nói, nên cảnh giới ba người đứng đầu được khen thưởng liền để bọn họ vừa nghĩ tới liền đỏ mắt người thứ nhất năm hạt thái thượng cảm ứng đang thêm một cái tứ trọng thiên viên mãn thượng phẩm pháp khí lôi âm điện quan truy người thứ hai bốn hạt thái thượng cảm ứng đang thêm một cái tam trọng thiên viên mãn thượng phẩm pháp khí ngũ hỏa lưu ly kính người thứ ba ba hạt thái thượng cảm ứng đang thêm một cái lưỡng trọng thiên viên mãn thượng phẩm pháp khí xích hỏa lưu diễm kiếm sau khi mãi cho đến người thứ mười đều có phần thưởng giá trị. Đương nhiên, so với dẫn khí kỳ đệ tử khen thưởng tới nói, những này lại phải kém một chút, dẫn khí kỳ phần thưởng đệ nhất chính là có trợ giúp dẫn khí đại thành cửu chuyển chân khí thần đang cùng với một cái thất trọng thiên viên mãn thượng phẩm pháp khí lôi trạch thần kiếm. Diêu quan phong một chỗ đấu trên pháp đài, hai vị dẫn khí kỳ đệ tử chính đang tỷ đấu, chân khí, pháp khí chưa sắc bay lượng, đánh đến là đặc sắc vạn phần, phía dưới quan chiến đệ tử ngoại môn một bên âm thầm phỏng đoán, vừa cùng bên cạnh một bên đồng bạn giao lưu chút thêm mắm dặm muối. Ta xem lần này dẫn khí kỳ giao đấu, Minh Sư Thúc lẽ ra có thể nắm đệ nhất đi. Một cái rất là sùng bái Minh Kinh Nguyệt Thanh Thuần nữ đệ tử đối với đồng bạn bên cạnh nói rằng. Bên cạnh một bên khác một nhóm người trong nhỏ gầy nam đệ tử không biết là muốn cùng vị này Thanh Thuần nữ đệ tử tiếp lời, vẫn là xác thực không quá đồng ý, lại tiến đến nhân gia cô gái bên này, ta xem không hẳn, Minh Sư Thúc một năm trước mới dẫn khí tiểu thành, lần này không biết có bao nhiêu ra ngoài du lịch nội môn sư huynh sư tỷ trở lại, chính là vì kia một cái lôi trạch thần kiếm, trong đó không thiếu dẫn khí đại thành hạng người. Thanh thuần nữ đệ tử kiều tiểu mạnh mẽ đồng bạn kinh thường phản bác, nhân gia Minh Sư Thúc nhưng là có một cái bác trọng thiên viên mãn phiên hải xích, còn có thể sợ bọn họ đi nhỏ gầy nam đệ tử cười hít mắt nhìn các nàng, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, bác trọng thiên viên mãn muốn hoàn toàn nắm giữ trụ ít nhất phải 15 năm, đạt được nhiều thậm chí ba mươi mấy năm, minh sư thúc bắt được pháp khí mới 5 năm, hiện tại nhiều nhất nắm giữ đến lục trọng thiên, thậm chí khả năng chỉ có ngũ trọng thiên, những kia dẫn khí đại thành sư huynh các sư tỷ trên tay người nào không cái tứ, ngũ trọng thiên pháp khí, không hẳn liền có thể thua đi. Mấy câu nói nói tới hai vị cô nương vạn phần không kiên nhẫn, liếc mắt hoành hắn một hồi, liền muốn đi cái khác đấu pháp đài. Lúc này phía trước rối loạn tưng bừng, một vị băng sương tiên tử giống như tuyệt thiếu nữ xinh đẹp điều động một vệt màu trắng lưu quan rơi xuống diêu quang phong thượng. Đó là băng tuyết tiên tử lãnh như mi lãnh sư thúc, gần nhất mới vừa vừa xuất quan, lần này là đến làm đấu pháp phán xét, chờ cuộc thi đấu trong môn phái kết thúc sẽ ra ngoài tìm kiếm thành đan cơ duyên, rồi cùng tạ phương vĩ tạ sư thúc như thế. Chà chà, thật là đẹp a. À. Khi xấu tiểu đệ tử nhìn ra mắt cũng không chớp cái nào. Khi kiều tiểu mạnh mẽ cô nương hừ một tiếng, lạnh như băng có cái gì tốt xem. Chính là liền là. Nhưng là phía sau bọn họ mặt khác một vị đệ tử ngoại môn lầm bầm lầu bầu, hắn xấu cao to, ngũ quan anh tuấn nhưng sắc mặt tái nhợt, chính là Chiêu Thu đệ tử pháp hội thượng phụ trách dẫn những đệ tử này đến Thượng Huyền Ngọc Cảnh lâu Dung Lịch đỉnh. Dung Lịch đỉnh bên người một cái gã sai vặt dạng tạp dịch không hiểu hỏi: "Thiếu gia, ngươi không phải yêu thích so với mình tuổi tác lớn sao? Băng Tuyết tiên tử lớn hơn ngươi đến mấy chục tuổi, tướng mạo lại tuyệt sắc, xem ra lại tuổi trẻ, làm sao sẽ không lọc mắt?" Dung Lịch đỉnh lắc đầu thở dài: "Ngươi a, không hiểu được thưởng thức Băng Tuyết nha đầu trong 50 năm có 49 năm tại luyện công, tướng mạo cùng nội tâm đều là cái tiểu nha đầu, thật sự nữ nhân hẳn là loại kia ung dung hoa quý, tri tình thức thời, tràn ngập mẫu tính quan tâm thuộc nữ, khóe mắt không có điểm nhàn nhạt nếp nhăn, tóc bên trong không cất giấu mấy sợi tóc bạc, cười lên không có loại kia thành thục ý nhị, thiếu gia ta căn bản không lọc mắt. Lời nói này không chỉ có đem bên người gã sai vặt cho chấn động ở Phía trước mấy vị cũng là há to mồm nói không ra lời, đã sớm nghe nói dung lịch đỉnh người này vô học, háo sắc cực kỳ, chỉ là không nghĩ tới hắn háo sắc như thế kỳ hoa, hơn nữa còn không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh, thật không biết dung Tường dung sư thúc tổ đem người như thế làm vào môn phái đến làm gì, này đều nhập môn 15 năm, còn không tìm thấy dẫn khí kỳ ngưỡng cửa. Bạch Mù có cái kim đang tông sư thúc tổ. Chờ dung lịch đỉnh sau khi rời đi, Phía trước mấy vị mới khôi phục bình thường, kia nhỏ gầy nam đệ tử thấy hai vị cô nương muốn rời khỏi, vắt hết óc rốt cục nghĩ đến một cái đề tài, nghe nói lần này thạch sư thúc sẽ không tới tham gia cuộc thi đấu trong môn phái. Có phải là sợ bại bởi sư điệp bối mất mặt a? À? Thanh thuần nữ đệ tử đối với thạch hiên cũng khá là giữ gìn, tức giận bất bình nói, nhân gia thạch sư thúc trên tay có càng dương thanh đăng, trừng trị ngươi loại này còn không phải tự nhiên kiếm được nhân gia chỉ là không muốn cùng chúng ta những đệ tử ngoại môn này tranh, chúng ta muốn chiếm được thái thượng cảm ứng đang cơ hội vốn là ít, trừ ra khổ cực tích lũy thiện công, chính là cuộc thi đấu trong môn phái, thạch sư thúc nhưng là có thể từ mạc sư thúc tổ nơi đó bắt được. Hừ hừ, ta xem là linh hồn của hắn tu vi quá thấp, thật không tiện ra đến hiện, ta nghe nói linh hồn của hắn tu vi so với nhân gia du vấn đạo kém xa, gần như chỉ có bảy. 8 phần 10 dáng vẻ so với ta còn không bằng. Nhỏ gầy nam đệ tử tức giận bất bình địa đạo, dựa vào cái gì một cái cái gì cũng không bằng người của mình, có thể bị Kim Đan tông sư vừa ý thu làm đệ tử, từ đây một bước lên trời. Hắn câu nói này vừa ra, chu vi không ít đệ tử ngoại môn dùng dập biểu thị đồng ý. Chính là chính là, đổi làm là ta, không chắc cũng sắp đột phá dẫn khí kỳ nhân gia giải sư thúc mấy ngày trước đều khẳng định nói có thể tại trong vòng 3 năm đột phá đến dẫn khí kỳ, bất quá đó là mượn thái thượng cảm ứng đan, lấy cuối cùng cho mình định mục tiêu là 7 năm. Mà thạch sư thúc, kha kha, thạch sư thúc linh hồn tu vi vẫn là trước sau như một địa chậm chậm tiến bộ. Đúng vậy, du vấn đạo cũng nói mình có thể tại trong 10 năm năm đột phá, không đúng, là 12 năm. Không biết thạch sư thúc có thể tại trong vòng mấy năm đột phá. Ha ha, ta nghe nói du vấn đạo lần này là đầy cõi lòng tự tin muốn tại thi đấu thượng đánh bại thạch sư thúc. Ai biết nhân gia thạch sư thúc liền dứt khoát không có tham gia. Chà chà, thật không biết mạc sư thúc tổ vừa ý hắn cái gì, lẽ nào thật sự là có cái gì thân thích quan hệ? Hơn nữa chính là, bằng không làm sao không thu chúng ta? Hai vị cô nương bị tức giận đến xanh mặt, lại tranh luận bất quá nhiều đệ tử như vậy chỉ được bước nhanh rời đi chỗ này đấu pháp đài những lời nói này thạch hiên tự nhiên không nghe được hắn không tham gia cuộc thi đấu trong môn phái duy nhất nguyên nhân cũng chỉ là đang sắp đột phá không thể phân tâm ba năm qua từng bước từng bước ổn trắc đi tới tại nửa tháng trước linh hồn cùng nhục thân trong lúc đó nhục thân cùng bên trong thiên địa cảm ứng đã vô cùng rõ ràng thạch hiên rõ ràng đây là đột phá điềm báo bởi vậy cho sư phụ mạc quyên nói rõ sau quyết định không đi tham gia cuộc thi đấu trong môn phái, tại chính mình động phủ điều hòa âm dương, bình ức tâm tình, làm một nâng đột phá làm chuẩn bị. Kỳ thực, từ lúc một năm trước, Thạch Hiên Tu Vi liền đạt đến chỉ cần một hạt thái thượng cảm ứng đang liền có thể đột phá trình độ, đây là Mạc Quyên Tại nói cho hắn đạo thì, hỏi qua hắn tu hành cảm giác sau khi, hạ kết luận, hơn nữa còn tại chỗ cho Thạch Hiên một cái thanh bình ngọc, bên trong là một hạt thái thượng cảm ứng đang bất quá thạch hiên từ chối mạc quyên hảo ý nếu muốn đi tới nguyên thần đại đạo kia cơ sở liền muốn đánh cho vững chắc cực kỳ bởi vậy không muốn cho mượn dùng đang dược lực lượng đột phá đối với thạch hiên lựa chọn mạc quyên giống như hài lòng gật gật đầu quan tưởng ngũ phương lôi thần chân hình đồ linh hồn trong ngũ đại lôi thần cấu kết bên trong ngũ tạng thần bí chỗ linh hồn đối với thiên địa linh khí cảm ứng từng giọt nhỏ địa truyền tới mà từ giữa ngũ tạng trong lại lan truyền đến các vị trí cơ thể. Mỗi lần hít thở trong lúc đó, thân thể theo rung động, tự hồ có thể cảm giác được thiên địa linh khí liền ở bên người hoạt động, có thể còn hơi kém hơn như vậy một điểm. Sử dụng, bảo lục, vào lúc này cung cấp bí pháp, thạch hiên linh hồn trong, đông phương lôi thần quỳ, phía nam lôi thần công, phương tây lôi thần tể, phương bắc lôi thần trạch, mỗi người ngẩng đầu ưỡn ngực, giữ tận khuôn mặt, sau đó cấp tốc mở rộng, làm gần như chiếm cứ thạch hiên linh hồn hơn nữa sau khi, tứ đại lôi thần đều tới trung gian cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn nê hoàng cung đầu đi, trong khoảng thời gian ngắn, cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn biến. Thành thân cao tám trượng, khẩu ra tiếng sấm, giữa trán con mắt thứ ba từ từ mở ra, thả ra ba thước lôi quan. Lôi quan tự hồ trực tiếp đáp thông linh hồn cùng hiện thực giới hạn, linh hồn đối với thiên địa linh khí cảm ứng không có một chút nào trở ngại liền lan truyền đến trên thân thể thân thể chấn động chênh lệch như vậy một điểm cảm giác hoàn toàn biến mất bốn vạn tám nghìn lỗ chân lông cùng nhau mở ra chỉ cảm thấy bình thường hô hấp thì không hề dị thường khí tức biến thành các loại linh khí giao tạp ôn hòa khí bên trong có hỏa linh khí thủy linh khí thổ linh khí các loại thậm chí có thể cảm giác được vì sao trên trời chiếu xạ hạ xuống tinh thần chi lực cái cảm giác này từ thân thể trở về ngũ tạng ngũ tạng lại trở về linh hồn linh hồn đột nhiên dâng lên lại như phá tan biết thấy chướng như thế sản sinh linh giác có thể rõ ràng địa nhìn thấy nhục thân bên trong bé nhỏ chỗ có thể xem tới chỗ nào đoán thể còn chưa đủ nơi nào có nhỏ bé tổn thương các loại các loại chính là đánh vỡ hư không có thể thấy thần cái này thần chính là chỉ chính mình có thể nội thị cảm giác được những kia thiên địa linh khí tự hồ cũng tranh nhau chen lớn muốn chui vào thạch hiên thân thể, thậm chí thạch hiên trong suy nghĩ cũng là huyễn tướng tần hiện, nội tâm dị động không ngừng, còn hảo thạch hiên đã sớm chuẩn bị, kiềm chế ý nghĩ vô thượng pháp môn vận lên, để ở một bên càng dương thanh đăng cũng thả ra ấm áp vần sáng, liền các loại ảo giác hết mức biến mất. Thạch hiên thở dài một cái, vui sướng trong lòng không ngớt, rốt cục đột phá đến dẫn khí kỳ, năm năm gian nan tu luyện, năm năm mắt lạnh cùng cười nhạo, ba năm đối với người khác nịnh hót, lấy lòng coi thường, ba năm đối với dẫn khí kỳ ngóng trông, khát vọng, hôm nay rốt cục một lần đột phá. Bất quá hiện tại không phải tiếp tục lúc tu luyện, muốn tiếp dẫn thiên địa linh khí, còn phải xin mời sư phụ lại đây tỏa trấn, miễn cho xảy ra sự cố, thiên địa linh khí không phải là cái gì ngoan ngoãn nhu thuận đồ vật. Đứng dậy sau khi, Thạch Hiên liền muốn đi tới Mạc Quyên Động Phủ, nhưng là vừa đẩy ra động phủ môn, liền nhìn thấy Mạc Quyên đứng ở ngoài cửa. Nhìn thấy Thạch Hiên ra đến, Mạc Quyên lãnh đạm gật đầu một cái, ta cảm giác được bên này có thiên địa linh khí dị động, nghĩ đến là ngươi đột phá, liền liền tới xem một chút, ngươi là phải tiếp tục tu luyện, vẫn là tiên bình tĩnh tâm tình sau khi tu luyện nữa. Đột phá dẫn khí kỳ thì cũng sẽ không có thành đan thì gió nổi mây vần, long hổ tụ hợp thiên địa dị tượng, nhưng cũng sẽ tạo thành trong phạm vi nhỏ thiên địa linh khí dị động chỉ là loại này dị động rất yếu ớt không phải tu vi cao thâm giả căn bản không cảm giác được thạch hiên mỉm cười nói tự nhiên là bình tĩnh tâm tình sau khi trở lại tu luyện lần thứ nhất tiếp dẫn thiên địa linh khí vẫn là cẩn tắc vô ưu vậy ngươi sau khi chuẩn bị xong liền đến động phủ tìm ta vi sư mấy ngày nay sẽ không bế quan mà quyên dặn dò vài câu trở về chính mình động phủ Thạch Hiên tâm tình khoan khoái, trở lại động phủ sau khi uống tạp dịch pha trà, nhìn chút thần quái chí dị, muốn nhiều hưởng thụ liền nhiều hưởng thụ, đây chính là Thạch Hiên hai đại ham muốn một trong, đời trước bảo lưu lại đến mặt khác một đại ham muốn chính là du lịch, đời này tu tiên cầu đạo, sau đó nghĩ đến có thể đến địa phương sẽ không thiếu, hơn nữa các loại kỳ dị phong thổ là kiếp trước so với không được. Chủ nhân, ngươi nhưng là đột phá đến dẫn khí kỳ ở bên cạnh Hầu Hạ Thanh Liên có chút chần chờ hỏi, tuy rằng không có động tĩnh gì, nhưng chi trước chủ nhân nhưng là đang bế quan, trong chớp mắt ra đến, kia không phải gặp phải bình cảnh chính là đột phá. Thạch Hiên uống một hớp trà, gật gật đầu, xác thực đột phá. Ngày sau cũng coi như là danh xứng với thực đệ tử nội môn. Thanh Liên cùng ở bên cạnh đứng thanh trúc vô cùng phấn khởi địa chúc mừng Thạch Hiên, đối với bọn hắn tới nói, Thạch Hiên cảnh giới tăng cao địa vị tăng cao, chính mình cũng có thể có càng nhiều chỗ tốt. Không bao lâu, nghe tiếng đến đây thanh tùng, Nguyệt Quý cũng là vui vẻ chúc mừng Thạch Hiên một phen. Ba người bọn họ một hoa đều là tại dưỡng khí kỳ bên trong bồi hồi, đặc biệt là Nguyệt Quý, tại dưỡng khí kỳ trước, thân thể cùng thân người khác thường, toàn bằng bản năng tu luyện, muốn so với hắn ba nhân tinh tiến vào chậm không ít, nhưng so ra Nàng loại này thành tinh đóa hoa lại muốn so với phổ thông nhân loại hoặc đến thời gian càng lâu chút, gần như có hai bách thọ nguyên. Đến trạng vạn, kết thúc một ngày đấu pháp minh kinh nguyệt ba người kết bạn đi tới Thạch Hiên Động Phủ, nhìn thấy Thạch Hiên tại bên trong đại sảnh sưởi chiều tà uống trà, rất là kỳ quái, Thạch Hiên ngươi làm sao liền xuất quan. Nghe được Minh Kinh Nguyệt vấn đề, Thạch Hiên nâng trà ra hiệu một hồi, cười hì hì trả lời, tự nhiên là đột phá mới ra đến cái gì nhất quán anh khí minh kinh nguyệt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hơi mở ra cái miệng nhỏ đặc biệt đáng yêu dương nhược thủy cũng là kinh ngạc không thôi làm sao có khả năng lúc này mới bao lâu chu điệp lan liền dứt khoát nói không ra lời chờ đến ba nữ bình tĩnh lại thạch hiên mới chậm rãi nói rằng ta lần này không đi tham gia cuộc thi đấu trong môn phái cũng là bởi vì cảm giác đang sắp đột phá Minh Kinh Nguyệt lên tiếng trước nhất, không nghĩ tới Thạch Hy ngươi có thể tại trong vòng 5 năm liền đột phá đến dẫn khí kỳ, thêm vào nhập môn trước một năm, tổng cũng mới 6 năm, đều nhanh đuổi tới thượng của thời đại tu sĩ, khi đó có hảo công pháp tu sĩ gần như chỉ dùng 5 năm tả hữu. Bất quá vẫn là không sánh được ngươi nha, Kinh Nguyệt ngươi nhưng là 16 tuổi liền đột phá đến dẫn khí kỳ. Đối với Minh Kinh Nguyệt có thể như thế tiểu liền đến dẫn khí kỳ, Thạch Hiên nhất quán là hiếu kỳ chỉ là Minh Kinh Nguyệt xưa nay không nói. Hừ, chúng ta còn vì ngươi là đang bình thường bế quan, ngày hôm nay tại đấu pháp bên đài còn nghe được người khác nói nói xấu ngươi, khí cho chúng ta không được, như thế tại đấu pháp trong gặp gỡ, ta muốn cho những kia bại hoại từng cái từng cái nếm chút khổ sở. Dư Nhược Thủy tức giận địa nói chuyện. Thạch Hiên có thể đại khái đoán được những câu nói kia là cái gì, bất quá hiện tại chính mình đột phá đến dẫn khí kỳ, ra bên ngoài một truyền, những kia nói tiểu thoại cũng chỉ có thể ăn quả đắng, hơi nghi hoặc một chút hỏi, các ngươi đã không biết ta xuất quan, vì sao hướng về ta động phủ đến đây? Dư nhược thủy mặt soạt một hồi liền đỏ, vẫn là minh kinh nguyệt cười khẽ, như thủy muội muội tiến vào xuất khiếu kỳ 16 vị trí đầu, ngày mai đối thủ có kiện lợi hại pháp khí, gọi là huyễn quan lăng, sản sinh các loại ảo giác làm mệt mỏi, mê người, chúng ta tính toán một hồi, nhưng là hướng ngươi mượn Càng Dương Thanh Đăng. Càng Dương Thanh Đăng tại trong 3 năm này, đã bị Thạch Hiên nắm giữ đến tầng thứ 46 cấm chế, trở thành trong tay hắn lợi hại nhất pháp khí. Mà nó đối với quỷ đạo loại, âm u loại, mê huyễn loại pháp khí có rất mạnh khắc chế, dư như nhược thủy các nàng nhãn quan không sai. Vậy thì thật là chúc mừng nhược thủy, không biết hai vị làm sao. Thạch Hiên một bên lấy ra Càng Dương Thanh Đăng, một bên hỏi. Minh tỷ tỷ còn dùng hỏi. Hôm nay chỉ dùng thương lãng chân khí liền giải quyết đi đối thủ. Tiến vào dẫn khí kỳ tám người đứng đầu. Đáng tiếc cái kia đáng ghét lục huyền nhất cũng bị đào thải, bằng không minh tỷ tỷ có thể giáo huấn hắn một trận. Chu Điệp Lan vui sướng hài lòng địa thế minh kinh nguyệt khoe khoang, có thể xem vẻ mặt của nàng, liền biết thành tích của nàng cũng không kém. Chu Điệp Lan cùng dư nhược thủy mấy năm qua tùy tùng thạch hiên tu hành, tại đối với nhục thân cùng trên linh hồn khống chế thượng so với bình thường tu sĩ mạnh hơn không ít, do đó pháp thuật, pháp khí vận dụng cũng càng thêm dễ sai khiến, thành tích đương nhiên sẽ không kém, hơn nữa các nàng mấy năm qua bởi vì đang dược tỉnh không ít thiện công, từng người hối đoái một cái không sai tam trọng thiên viên mãn hạ phẩm pháp khí. Minh Kinh Nguyệt thấy Chu Điệp Lan đã giúp nàng nói rồi, thiển cười nói, sau khi đối thủ đều là dẫn khí đại thành đệ tử nội môn, bọn họ trên tay cũng không thiếu tứ, ngũ trọng thiên pháp khí, cùng bọn họ giao thủ chính là một loại vô cùng tốt trải nghiệm. Vừa nói vừa lộ ra say mê vẻ mặt. Sau đó mới chỉ vào Chu Điệp Lan, nha đầu này hiện tại cũng tiến vào xuất khiếu kỳ 16 vị trí đầu, bất quá nàng nền tảng so sánh với thủy muội muội nhược một chút, dù sao tiến vào xuất khiếu kỳ mới hơn 3 năm, cuối cùng có thể đến 10 vị trí đầu là tốt lắm rồi người thứ 10 cũng có một cái không sai trung phẩm pháp khí. Thạch Hiên cổ vũ địa đối với Chu Điệp Lan cười cực, tiếp theo đem Càn Dương Thanh đăng đưa cho Dư Nhược Thủy, ta đã thả ra trung su cấm chế, ngươi làm quen một chút là có thể sử dụng. Loại này mượn người khác pháp khí đến sử dụng, cần nguyên chủ nhân thả ra pháp khí trung su cấm chế, hơn nữa người sử dụng nhiều nhất có thể dùng ra nguyên chủ nhân một nửa uy lực, nói cách khác, dư Như nhược thủy sử dụng thì tương đương với dùng tầng 23 cấm chế pháp khí, cũng chính là lưỡng trọng thiên nhiều hơn chút, bất quá đối với huyển quang lăng, lưỡng trọng thiên nên được rồi, dù sao càng dương thanh đăng trên bản chất muốn tốt hơn rất nhiều. Mấy người cười cười nói nói, đảo mắt liền trời tối, ba nữ ngày mai còn có tỷ thí, cần nghỉ sớm một chút, liền lần thứ hai chúc mừng thạch hiên một phen sau cáo từ. Chờ ba nữ rời đi, Thạch Hiên xem xong trên tay thần quái chí dị, liền kiểm tra một phen chính mình phát khí, vật liệu, có chút thu thập vích Thạch Hiên rất yêu thích thời điểm như thế này. Vạn tượng vô ảnh kiếm vừa vặn tam trọng thiên viên mãn, cũng chính là 27 tầng cấm chế, không chỉ có càng thêm sắc bén, hơn nữa điều động kiếm quan tốc độ phi hành càng nhanh hơn, cùng Thạch Hiên hiện tại tiểu hữu thanh phong độn gần như nhanh. Mê hồn phiên nhưng là đến 30 tầng cấm chế, bất quá trừ ra phòng ngự, khốn địch càng mạnh hơn ở ngoài, công kích còn chưa có hiện ra biến hóa, trong đó điên đảo mê hồn uế khí đại trận bị nguy với thiếu hụt hung tàn, hung lệ uế khí, sát khí, bệnh khí, bất quá theo pháp khí cấm chế tăng lên, có thể thu nạp uế khí, sát khí, bệnh khí thì càng thêm cấp cao, mà đem tu sĩ linh hồn soạt ra đến hiệu dụng, thạch hiên phỏng chừng là số chẳng cấm chế viên mãn mới sẽ tăng cao, hẳn là đến tứ trọng thiên thì mới phải xuất hiện biến hóa trên người khá một chút vật liệu chính là từ hỏa diễm thần sơn lấy ra nham thạch căn cứ những năm này thạch hiên tìm đọc đạo thư du ký đại toàn các loại cơ bản phán đoán ra này nham trong đá đựng ly hỏa kim tinh chỉ là ở bên ngoài những kia nham thạch tinh luyện không ra bao nhiêu nam minh ly hỏa bên hồ nham thạch thì lại cơ bản tất cả đều là ly hỏa kim tinh nhưng là luyện chế hỏa tính pháp khí tài liệu tốt nhất trên bản chất tới nói chỉ so với Thái ất chân kim, Tây phương kim tinh, Thái bạch chi tinh, canh kim chi tinh, vạn năm hàng thiết chờ cực phẩm kim loại kém hơn không ít, đáng tiếc Thạch Hiên chính mình còn không luyện khí kế hoạch, cũng không cách nào xuất thủ, thậm chí ngay cả đưa điểm cho ba nữ cũng không dám, sợ bại lộ. Ngày thứ hai, Tham Thủy phong đấu trên Pháp Đài, Dư Nhược Thủy cùng một vị kiều diễm nữ đệ tử chính ở trên Đài đấu Pháp nàng liệt hỏa kiếm cùng đối phương nhu thủy kiếm trên không trung kịch liệt tranh đấu dương nhật thủy những năm này nghiên cứu kiếm thuật trục nhật tam thập lục lộ kiếm pháp đã là dần xu đại thành thậm chí thạch hiên trảm phong lục kiếm cũng học chút thành tựu bởi vậy liệt hỏa kiếm hóa thành một đạo màu đỏ thẩm lưu quang tả đâm hữu kích để phía dưới đệ tử chỉ cảm thấy kiếm khí túng hoành không thể nhìn thẳng vị kia nữ đệ tử ngăn cản được từ từ vất vả đem quyết tâm bên hông lăng đái bay ra, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy trên đài bạch sắc lăng đái trải rộng toàn trường, tiện luôn sản sinh sương mù từng trận, đem dư nhược thủy vây ở trung gian. Trên đài chư vị đệ tử mấy ngày nay quan chiến tới nay, sớm liền hiểu cái này huyễn quan lăng lợi hại, đều đang vì dư nhược thủy ám lao một vệt mồ hôi. Bởi vì trước dư nhược thủy kiếm thuật thượng biểu hiện để không ít yêu thích học kiếm đệ tử ngoại môn khâm phục không thôi, đối với nàng cũng là chống đỡ vạn phần chính đang mọi người lo lắng thời khắc đấu pháp đài trung ương sương mù nơi sâu xa một điểm đèn đuốc sáng lên thoáng qua liền soi sáng toàn trường sương mù lập tức tiêu tan không còn một mống bạch sắc lăng đái cũng vô lực địa rũ xuống tới trên đất mọi người liếc mắt nhìn lại chỉ thấy dư nhược thủy bàn tay trái thắt một chiếc thanh đồng cổ đang chậm rãi hướng đi kiều diễm nữ đệ tử một thanh nhang bên trên đèn đuốc thả ra vạn đạo hào mang sáng sủa nhưng không chói mắt, liệt hỏa kiếm thì lại xoay quanh tại trước người của nàng. Một thanh nhang thấy huyễn quang lăng bị phá, biết lại không phần thắng, chỉ được phẫn nộ chịu thua, không tốt chỉ trích dư nhược thủy mượn tới thượng phẩm pháp khí càng dương thanh đăng, chỉ có thể chính mình dậm chân xuống đài. Ồ, khi ngọn đăng có phải là trong truyền thuyết mạc sư thúc tổ càng dương thanh đăng? Rất lợi hại a à, không hổ là thất trọng thiên viên mãn thượng phẩm pháp khí nhưng là này không phải tại thạch sư thúc trên tay sao mọi người nghị luận trong dư như nhược thủy đã sớm cùng minh kinh nguyệt chu điệp lan quyết định chủ ý lúc này lớn tiếng nói này ngọn càng dương thanh đăng là ta hôm qua chúc mừng thạch sư thúc đột phá đến dẫn khí kỳ thì thuận tiện hướng hắn mượn tới giao đấu quy cũ có thể không nói không thể mượn pháp khí a à, trên đài tất cả xôn xao chư vị đệ tử mắt trọng điểm đã sớm không ở pháp khí là mượn tới mặt trên, mà là dùng dập khiếp sợ với phía trước cái kia tin tức. Cái gì? Thạch sư thúc đột phá đến dẫn khí kỳ. Nhưng là hôm qua vị kia nhỏ gầy nam đệ tử. Làm sao có khả năng, mới nhập môn 5 năm A. Không phải nói linh hồn hắn tu vi chỉ có du vấn đạo 7, 8 phần 10 sao. Rất sớm bị đào thải thẩm hồng văn cũng là một mặt không thể tin tưởng. Miêu Đại Vân tại bên cạnh hắn cũng là mở lớn đỏ tươi miệng nhỏ, không thể, không thể, hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy đột phá. Có một cái vừa tỉ thí xong, thuận lợi tiến vào tám vị trí đầu đệ tử đi ngang qua, vừa vặn nghe nói như thế, nhất thời sắc mặt dại ra, tự lẩm bẩm, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Người này chính là Du Vấn Đạo. Mà cái khác chán ghét đố kỵ thạch hiên đệ tử đều kinh ngạc mau đem cầm trật khớp. Những kia đối với thạch hiên khá là thưởng thức, hoặc là khá là sùng bái đệ tử, thì lại dùng dập vui mừng không xiết. Ta đã sớm nói thạch sư thúc là một thiên tài. Ân, ừ, so với cái kia ngạo khí mười phần du vấn đạo cường có thêm. Ta như thế cùng thạch sư thúc hiểu biết là tốt rồi. Nhân gia thạch sư thúc nhưng là nhắm thẳng vào thượng phẩm kim đan. Minh Kinh Nguyệt tuyên bố thời điểm, Thạch Hiên chính đang nàng dưới đài quan chiến, nhất thời gây nên các đệ tử liên tiếp quan tâm, không ít đệ tử rất có sông lên hỏi cho ra nhẽ tư thế. Bất đắc dĩ, Thạch Hiên không thể làm gì khác hơn là lôi kéo Minh Kinh Nguyệt trốn về chính mình động phủ, mãi cho đến tọa hạ uống một chén trà sau khi, mới cảm giác thở vào nhẹ nhõm, trêu đến Minh Kinh Nguyệt vui cười không ngớt. Những đệ tử kia thực sự là quá hiếu kỳ đi, đều nhanh muốn đem ta cản lại hỏi cho ra nhẽ. Thạch Hiên rất là không rõ, không phải là đột phá đến dẫn khí kỳ sao? Minh Kinh Nguyệt hé miệng cười nói, dẫn khí kỳ có thể coi là thực khí giả, tuy rằng không thể giống như thần linh bất tử, nhưng cũng từ đây thoát khỏi nhân gian thức ăn bình thường hạn chế, đạt đến chân chính về mặt ý nghĩa ít cốc, là những người bình thường kia trong mắt lục địa thần tiên. Mà đối với tu hành giả mà nói, xuất khiếu đến dẫn khí cũng là một đại khảm, nội thiên địa cùng ngoại thiên địa kết hợp trọng yếu một khâu. Đến dẫn khí kỳ, cô động chân khí, với phổ thông xuất khiếu kỳ tu sĩ mà nói, liền không phải nhiều người liền có thể thủ thắng. Trừ phi có thượng phẩm pháp khí, linh khí, đạo thuật, thậm chí pháp bảo. Thạch Hiên cười khổ nói, ta biết dẫn khí kỳ phong quang, có thể vậy cũng không phải vừa nảy màn này nguyên nhân A. À. Đó là bởi vì ngươi chỉ dùng 6 năm liền đột phá đến dẫn khí kỳ cái trước nhanh như vậy liền đột phá vẫn là hơn 8.000 năm trước bản môn đời thứ bảy trưởng môn hứa tri phi hứa chân nhân, hắn nhưng là hàng thật đúng giá nguyên thần chân nhân A, đáng tiếc sau đó có người nói vẫn lạc ở lần thứ bốn thiên kiếp bên dưới. Vì lẽ đó những đệ tử kia môn mới kinh ngạc như thế. Minh Kinh Nguyệt với môn phái điển cố rất quen thuộc, không giống Thạch Hiên đối với phía trước chư vị chân nhân cuộc đời, là làm tiểu thuyết đến đọc, hiện nay đọc được đệ tam đại đệ tử nơi đó chẳng trách chẳng trách thạch hiên chỉ có thể uống trà cười khổ chẳng lẽ còn có thể đình chỉ không đột phá không được chờ đến dư nhược thủy chu điệp lan trở về nghe nói diêu quang phong phát sinh sự lại là một phen vui cười sau đó mấy ngày thạch hiên vẫn chưa bắt đầu dẫn khí nhập thể mà là xem ra cuộc thi đấu trong môn phái đương nhiên thiếu không được bị những đệ tử khác ước ao ghen tị chu điệp lan thực lực không đủ không có tiến vào tám vị trí đầu, nhưng cuối cùng vẫn là chiến thắng cái khác bị đào thải đối thủ, thu được đệ cửu, bắt được một cái tam trọng thiên viên mãn trung phẩm pháp khí, hỏa tước song hoàng. Dương Nhược Thủy thì lại dựa vào cao cường kiếm thuật, càng dương thanh đăng uy lực, một đường vượt ải, mãi đến tận thăng cấp trận chung kết thì tiếc thua ở một vị sư huynh tay, chỉ có thể thu được đệ tam, bất quá Dương Nhược Thủy rất là thỏa mãn, nếu là không có càng dương thanh đăng, có thể không thế tiến vào bốn vị trí đầu còn phải chưa biết, vị sư huynh kia hoàng thủ Dương nhưng là nhập môn 25 năm, sắp đột phá đến dẫn khí kỳ nhân vật. Hơn nữa đối với dư nhược thủy tới nói, xích hỏa lưu diễm kiếm cái này lưỡng trọng thiên viên mãn thượng phẩm pháp khí mới là nàng vừa ý tưởng thưởng, nhìn nàng vô cùng phấn khởi dáng vẻ, Thạch Hiên đều có chút hoài nghi, nha đầu này có phải là tại đấu pháp trong nhường, để bắt được thanh phi kiếm này? Minh Kinh Nguyệt không phụ sự mong đợi của mọi người, chiến thắng rất nhiều dẫn khí đại thành đệ tử nội môn, một lần bắt dẫn khí kỳ đệ nhất, Minh Kinh Nguyệt cùng thương lãng chân khí khiết hòa trình độ, đối với Thủy, Vân, Vụ, lôi pháp thuật thiên phú, cùng với này thanh phiên hải xích uy lực cực lớn, cũng làm cho các đệ tử đại đại mở ra một phen tầm mắt. Bốn người trắng trợn chúc mừng một phen sau khi, Thạch Hiên với định trong cảm thấy tâm tình khôi phục, liền đi tới mạc viên động phủ xin hắn ngày thứ hai đến vì chính mình hộ pháp. Ngày mai, Thạch Hiên cùng Mạc Quyên ngồi xếp bằng tại giường đá hai bên, bắt đầu rồi Thạch Hiên lần thứ nhất dẫn khí nhập thể tu luyện. Thạch Hiên tiến vào quan tưởng bên trong, để linh hồn duy trì tại một loại không minh trạng thái, sau đó thân thể cảm thụ thiên địa linh khí, cảm ứng hỗn tạp tại rất nhiều linh khí trong phong tính linh khí. Từ từ, linh giác từ rất nhiều linh khí trong chia lìa một tia phong tính linh khí, kinh mạc uyên xác nhận tại thạch hiên trong phạm vi chịu đựng sau khi thạch hiên mới quan tưởng lên thanh phong thần ý nhu hòa thanh phong từ trong nê hoàng cung thổi mà vào gột rửa linh hồn tại thần ý dẫn dắt hạ phong linh khí từ nê hoàng cung tiến vào thạch hiên bên trong kinh mạch từ khác nhau huyệt vị tiến vào kinh mạch chính là mỗi môn chân khí không giống nhau một trong những nguyên nhân làm phong linh khí xuyên qua da đầu thì thạch hiên chỉ cảm thấy thấu xương kia phong ý kia cuồng bạo muốn xé bỏ da thịt lực lượng cũng may thạch hiên năng lực khống chế đủ mạnh linh giác chỉ huy phong linh khí từ lỗ chân lông trong cẩn thận từng ly từng tí một địa tiến vào làm phong linh khí tiếp xúc được kinh mạch trong nháy mắt thạch hiên đem chính mình nội khí một khỏa liền bao vây này tia phong tính linh khí tiến vào kinh mạch lúc này phong linh khí bắt đầu biểu hiện chính mình cuồng bạo bản chất chung quanh lăn lộn tán loạn thỉnh thoảng mang theo nội khí đụng vào kinh mạch trên vách thậm chí có chút xuyên thấu qua kinh mạch bích rót vào huyết nhục. Còn hảo thạch hiên thân thể rèn luyện không sai, huyết nhục nhúc nhích, liền đem kia lộ ra đi một tia phong linh khí cùng nội khí hỗn hợp vật bức cho trở về kinh mạch. Thạch hiên dùng linh giác chỉ huy bao vây phong linh khí nội khí, dựa theo, bảo lục, thượng nói, dùng huyền diệu trình tự, từng bước từng bước đem này tia phong linh khí cùng chính mình nội khí kết hợp lại. Bất tri bất giác, một canh giờ trôi qua, Thạch Hiên trên đầu bốc lên mồ hôi lạnh, bất quá bên trong kinh mạch phong linh khí đã cơ bản cùng chính mình nội khí kết hợp lại, đã biến thành một đạo màu xanh trong suốt chân khí. Linh hồn quan tưởng trong cuồng phong càng quấy, các vàng cuồn cuộn, chính là lần thứ nhất tiếp dẫn thiên địa linh khí sản sinh ảo giác, Thạch Hiên tay nắm pháp quyết, kiềm chế ý nghĩ, nhưng là so với trước còn muốn ung dung liền khôi phục bình thường, liền càng dương thanh đăng đều vô dụng. Làm ảo giác biến mất trong nháy mắt, đạo kia màu xanh trong suốt chân khí nhẹ nhàng chấn động, tại thạch hiên linh giác hạ tùy tâm đi khắp, này mới xem như là thực sự trở thành thạch hiên chính mình đồ vật, từ đây là thân thể không thể phân cách một phần. Thạch hiên chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy mặt uyên khen ngợi vẻ mặt, suýt chút nửa lệ rơi đầy mặt, tại chính mình sư phụ trên mặt nhìn thấy trừ ra lạnh lùng bên ngoài lộ ra vẻ gì khác dễ dàng à. Ngươi lần thứ nhất tiếp dẫn thiên địa linh khí liền có thể làm giỏi như vậy, thực sự không sai, vi sư rất là vui mừng, ngươi hiện tại xem như là vi sư đệ tử nhập thất, nhớ tới đi linh tinh sư huynh nơi đó báo bị một hồi. Mạc Quyên lại biến trở về lạnh nhạt vẻ mặt. Thạch Hiên tâm tình khoái trá, vâng, sư phụ. Còn có chính là, ngươi hiện tại là dẫn khí kỳ, có một số việc đúng là cần muốn nói với ngươi nói chuyện. Mạc Quyên nghiêm mặt nói. Thạch Hiên nghi hoặc không rõ, có thể có chuyện gì, sư phụ ngài cứ việc nói. Một cái là bên trong một chuyện, ngươi cũng nên biết được, ngươi cũng biết vì sao bác đại môn phái sẽ có nhiều như vậy thái thượng cảm ứng đang. Mạc Uyên xem ra là muốn đem bên trong bí ẩn sự cho Thạch Hiên giảng một hồi, dù sao Kim Đan Tông Sư đệ tử nhập thất, xem như là hạch tâm đệ tử. Không biết. Ta cũng rất tò mò, tại sao bên trong không thấy nhiều như vậy quý giá cực kỳ linh dược, liền ngay cả thất đại phong trong ruộng thuốc đều là một ít khoảng trăm năm. Thạch Hiên đối với việc này đã sớm hơi nghi hoặc một chút. Mạc Quyên lạnh nhạt nói, đó là bởi vì không loại ở chỗ này, tại thượng cổ đại phá diệt sau khi, có chút tiểu thiên thế giới cùng với còn chưa trở thành tiểu thiên thế giới bí cảnh cũng là bảo lưu lại, thời đại trung cổ những tông môn kia liền đưa chúng nó chia cắt, bên trong linh khí, hoàn cảnh đều rất tốt, bởi vậy trở thành các đại môn phái trồng trọt quý giá linh dược, vạc hái quý giá khoáng thạch vị trí, thậm chí có chút tiểu thiên thế giới, bí cảnh bên trong còn có cực phẩm tài liệu luyện. Khí Đến trung cổ kết thúc, mới xuất hiện môn phái liền kế thừa những kia tiểu thiên thế giới, bí cảnh. Thì ra là như vậy. Thạch Hiên một giải trong lòng chi hoặc, chẳng trách trong tông môn thái thượng cảm ứng đang rất nhiều, mà bên ngoài giới tu hành thì lại lại như vậy ít hóa ra là có tiểu thiên thế giới bí cảnh chúng ta có những này tiểu thiên thế giới bí cảnh ở bên ngoài liền rất ít giữ lấy linh dược nhiều hòn đảo địa phương chỉ chiếm một chút có quý giá khoáng sản đại gia đều có ăn ý để tán tu môn cũng có thể có một con đường đi mạc quyên làm rõ mấy đại tông môn tâm thái chẳng trách kia gì đó lan gia đảo hải long đảo không có tông môn đi chiếm không cần nói nhân thủ không đủ thật muốn chiêu còn có thể chiêu không tới không biết tông môn tại sao lại như vậy thạch hiên khẳng định không tin là trách trời thương người mạc quyên nhìn thạch hiên một chút nếu là không có những tán tu kia chỉ có mấy đại tông môn kia toàn bộ tu chân giới chính là cục diện đáng buồn đối với tông môn bồi dưỡng đệ tử rất bất lợi thạch hiên đối với thuyết pháp này rất là tán đồng mạc quyên lại nói ngoài ra còn có một ít có tranh luận tiểu thiên thế giới bí cảnh, nhưng là căn cứ mỗi 100 năm thương mãn pháp hội đấu pháp kết quả đến định đoạt, lần trước là 10 năm trước, lần sau ngươi rất lớn có thể sẽ đại biểu tông môn, bởi vậy nói với ngươi nói chuyện. Nguyên lai like thương mãn pháp hội là muốn tranh cái này a. À? Thạch Hiên cho rằng là loại này đại hội võ lâm đây. Lẽ nào ngươi cho rằng mấy đại tông môn không có chuyện gì phái ra đệ tử đến đánh chơi, tranh cái hư danh có ích lợi gì? mạc quyên nói một cách lạnh lùng mạc quyên tự hồ suy nghĩ một chút nhìn thạch hiên nói cái thứ hai là chân quân nói ngươi kia môn xuất khiếu kỳ liền có thể sử dụng đạo thuật rất tốt nếu là nguyện ý hiến cho tông môn có thể tự đi thiên nhai hải giác lâu tuyển chọn một môn đạo thuật làm bồi thường cái gì thạch hiên kinh hãi đến biến sắc trong lòng bí mật bị vạch trần để nhất quán tự xưng là tâm lý tố chất hài lòng thạch hiên cũng khống chế không được chính mình kinh ngạc mặt quyên mặt không biến sắc, lẽ nào ngươi cho rằng Nam Minh Ly hỏa hồ sẽ chính mình liền bạo phát? Thạch Hiên thật vất vả khống chế lại kinh ngạc, lại suýt chút nữa giật mình, lẽ nào đó là sư phụ ngươi làm ra? Tự nhiên. Lẽ ra ta chờ xuất thủ, ai biết ngươi dùng môn đạo thuật ra đến? Ân, tâm tư kín đáo, hành động mau lẹ, đầu não bình tĩnh. Mạc Quyên trực tiếp liền lời bình lên Thạch Hiên ngay lúc đó biểu hiện. Thạch Hiên không nói gì, một hồi lâu mới hỏi, người sư phụ kia ngài tại sao lại tại hỏa diễm thần sơn? Còn có mã nguyên cảnh là sư phụ ngài xuất thủ sao? Theo ngươi đi, Mạnh Ngọc thường muốn diệt trừ ngươi tâm tư quá rõ ràng. Mã nguyên cảnh nhưng là cùng Mạnh Ngọc thường tranh cướp chu tước lông chim bắt đầu xấu xa, bị hắn giết chết. Mạc Nguyên vẫn như cũ nói mà không có biểu cảm gì để Thạch Hiên kinh ngạc không thôi. Nhưng là, tại sao sư phụ ngài sẽ quan tâm ta thạch hiên vạn phần không nghĩ ra bên trong nhiều đệ tử như vậy mạc quyên sẽ quan tâm chính mình mạc quyên từ tốn nói lúc ngươi tới vi sư một hồi liền nhìn thấy trên người ngươi có đạo tuyền tử tiền bối dấu ấn thạch hiên bừng tỉnh chẳng trách khi đó ta có bị người dò xét cảm giác nhưng là không tìm được là ai bỗng nhiên tỉnh ngộ dò xét này từ không được liếc mắt nhìn mạc quyên sắc mặt hắn vẫn như cũ bất biến. Mặt khác chân quân cũng thôi toán ra, này mấy lần pháp hội sẽ có một tên cùng ta bồng lai phái hữu duyên đệ tử đến đây, thêm vào đạo tuyền tử tiền bối dấu ấn, tự nhiên trước đem ngươi chiêu vào tông môn lại nói, còn có hay không hữu duyên, còn phải nhìn lại một chút. Mạc Quyên giải thích lúc trước pháp hội thì sự tình. Thạch Hiên rốt cục mở ra một cái quái nhiễu rất lâu bí ẩn, bất quá chân quân là ai? Mạc Quyên tiếp tục nói, sau khi vào cửa, Tông Môn đối với các đệ tử cũng là muốn tử quan sát kỹ, không riêng là ngươi, chỉ là bởi vì chuyện lúc trước đối với ngươi quan sát nhiều hơn một chút mà thôi. Ta xem ngươi có thể kiên định con đường của chính mình, không ở mạnh ngọc thường chèn ép hạ khuất phục, lại không lỗ mãn phản kháng, không ở người khác cười nhạo, không hiểu, trào phúng, xem thường hạ chuyển biến, không nhân tu vi tạm thời tiến bộ chậm chậm mà từ bỏ cảm thấy ngươi là cái có thể tạo chi tài bởi vậy chuẩn bị thu ngươi làm đồ đệ làm mạnh ngọc thường phải trừ hết ngươi thì đương nhiên phải cùng đi xem xem thạch hiên dở khóc dở cười sư phụ ngươi không phải nói là bởi vì cái kia vấn đề sao những đệ tử khác tại giai đoạn này ngông cùng nghị luận bản tính để ngươi không thích lừa ngươi mạc quyên nhàn nhạt nhìn thạch hiên một chút nhẹ nhàng phun ra ba chữ nhìn Mạc Uyên vẫn như cũ gương mặt không chút biểu tình, Thạch Hiên chỉ có thể không nói gì hỏi trời xanh. Sau một chốc mới tiếp tục hỏi, kia vì sao sư phụ ngươi hôm nay mới nói cùng ta nghe, không phải nên thu đồ đệ kia thiên liền nói sao? Trước đó là tại nghịch cảnh, cảnh khốn khó bên dưới biểu hiện, ta tự nhiên còn phải xem xem ngươi tại thuận cảnh bên dưới thì, tại người khác định bợ, nịnh hót thì có thể dao động hay không con đường của chính mình, tại chịu đến to lớn đã kích thì hội sẽ không thay đổi tự thân kiên trì ta rất vui mừng ngươi đều có thể nắm giữ trụ chính mình kiên trì con đường của chính mình mà quyên hiếm thấy lại lộ ra khen ngợi vẻ mặt thạch hiên cảm khái không thôi đạo môn đại phái tại thu chân chính truyền thừa chính mình đạo thống đệ tử thì là như thế nghiêm ngặt phải trải qua như vậy lâu dài quan sát như vậy lâu dài thử thách đem so sánh mà nói chính mình tại trung thổ thời gian thu đồ đệ đệ liền có vẻ không như vậy thận trọng thậm chí nói tùy ý mạc quyên thấy thạch hiên đâm chiêu cũng không nói tiếp đợi được hắn phục hồi tinh thần lại mới nói vì sư nơi này tạm thời liền không những chuyện khác bàn giao cho ngươi ngươi nhưng còn có những chuyện khác muốn hỏi không biết mùi vị cùng môn phái hữu duyên là có ý gì còn có tại sao có đạo tuyền tử đạo trưởng dấu ấn sư phụ liền cảm thấy ta có thể tin tưởng thạch hiên cũng không dám trực tiếp hỏi chân quân là ai nếu là mạc quyên muốn nói tự nhiên sẽ nói mạc quyên nói cái gọi là hữu duyên ta cũng không rõ lắm suy đoán hẳn là có thể lớn mạnh bản phái hoặc là trợ bản môn đi trừ kiếp số cũng hoặc là cái khác còn đạo tuyền tử đạo trưởng dấu ấn đó là bởi vì hắn tu luyện chính là doanh châu phái chân truyền công pháp thái thượng tưởng nhĩ cửu giới chú sơ là một môn thông qua giới luật đi trừ hậu thiên nhiễm cùng đạo từ từ tiếp cận linh hồn từ từ trở nên thần quái cũng đồng thời tu luyện tiên thiên nhất khí đạo môn công pháp tu luyện giả cần khẩn nắm giới luật đương nhiên sẽ không làm trái phản giới luật trong vọng ngôn dối gạt người điều khoản cử động đương nhiên không ở giới luật quy định trong không khỏi thì có chút hành vi phóng đảng thứ yếu là danh châu phái nhất quán cùng bản môn giao hảo cũng sẽ không có cái gì ám hại chi tâm Thạch Hiên lẽ ra suy đoán cùng mình người mang, bảo lục, có quan hệ, còn vận lên vô thượng đại pháp, kiềm chế trụ ý nghĩ, khiến nội tâm không hề lay động, có thể xem Mạc Uyên cũng không rõ lắm dáng vẻ, cũng liền không hỏi thêm nữa, ngược lại hỏi những chuyện khác, kia vì sao chân quân không trực tiếp suy tính ra đây. Chỉ có đến tạo hóa chi chủ cảnh giới này, mới có thể chư thiên vạn giới thôi diễn không có sai sót, bên dưới sao có thể thôi toán như vậy rõ ràng chỉ là đến cái đại khái mà thôi. Mạc Quyên thuận miệng giải thích. Sư phụ, kia bản môn nhiều như vậy âm thần tôn giả, còn có nguyên thần chân nhân đi đâu? Thật sự đang bế quan. Thạch Hiên quanh co lòng vòng địa hỏi dò. Mạc Quyên lắc đầu một cái, chờ ngươi đến Kim Đan Kỳ, thì sẽ nói cho cho ngươi, ngươi hiện tại biết những này, trái lại định không dưới tâm tư. Được rồi, Ngươi nếu là nguyện ý đem kia môn xuất khiếu kỳ liền có thể sử dụng đạo thuật hiến cho tông môn, liền đi thiên nhai hải giác lâu tuyển chọn một môn đạo thuật làm bồi thường, nếu là không muốn, tông môn cũng không bắt buộc. Không bắt buộc. Thạch Hiên còn tưởng rằng là tất yếu đây. Tông môn đạo thuật tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có 17 môn, phạm không được vì kia một môn đạo thuật hãm hại chính mình đệ tử, bị những tông môn khác biết được, sẽ bị bọn họ cười mấy ngàn năm hơn nữa cũng sẽ hỏng rồi môn phái truyền thừa, thử nghĩ, một cái tùy ý áp bức chính mình đệ tử tông môn, có mấy cái đệ tử sẽ chân tâm thực lòng đi truyền thừa bản môn đạo thống. Mạc Quyên lần này thuyết pháp ý tứ kỳ thực chính là đại môn phái tự nhiên có đại môn phái khí độ. Thạch Hiên đối với này rất hài lòng, cung kính mà đối với Mạc Quyên hành lễ, đệ tử đồng ý dân cho tông môn. Đạo thuật đổi đạo thuật, thực sự là công bằng cực kỳ, hơn nữa mình còn có tứ môn đạo thuật thần thông đây đầy đủ làm lá bài tẩy ân kỳ thực nói đến có thể tu luyện tới kim đan kỳ tu sĩ khẳng định đều có một phen kỳ ngộ như tông môn đều là cứng rắn đối xử còn có thể còn lại hạ kim đan tông sư sao hơn nữa tông môn có trấn phái công pháp nhắm thẳng vào hợp đạo đạo thuật tiên thuật pháp bảo tuy rằng không nhiều nhưng cũng không phải là không có làm sao có khả năng vừa thấy được đệ tử kỳ ngộ liền quặm mặt lại bị đi tới chia cắt mạc quyên hiếm thấy cảm thán một hồi thạch hiên hiện tại khôi phục tâm tình mỉm cười truy hỏi một câu nếu là người mang đại đạo linh bảo đây bởi vì mạc quyên chỉ nói đạo thuật tiên thuật vì lẽ đó thạch hiên theo liền hỏi tiếp mạc quyên quét thạch hiên một chút than thở đương nhiên nếu là ngươi người mang đại đạo cùng với ngưng tụ đạo chủng bí mật kia lại là mặt khác một phen thuyết pháp bị tự nguyện cũng không phải không thể mê hoặc đầy đủ khó bảo toàn sẽ không có người phạm hồ đồ dù sao tông môn là tử người là hoạt đúng rồi sư phụ bản môn pháp bảo là cái gì còn có đạo thuật có cái nào đệ tử tuyển chọn cái nào môn thích hợp thạch hiên lẽ ra chỉ muốn hỏi một chút pháp bảo thỏa mãn hạ lòng hiếu kỳ bất quá lại nghĩ đến tuyển chọn đạo thuật thoại vẫn là xin sư phó chỉ điểm một hồi, miễn cho lựa chọn sai lầm. Lẽ ra trấn phái pháp bảo có hai cái, một cái là Chư Thiên Thần Lôi Giám, một món khác là Như Ý Khổng Tiên Tác, bởi vì sử dụng không nhiều, ngoại giới không quá biết được, có thể tại trong bổn môn, nhưng là không tính bí mật. Còn đạo thuật mà lựa chọn tốt nhất ngay lập tức sẽ có thể dùng tới, mà kia 17 môn đạo thuật bên trong có thể tại dẫn khí kỳ tu luyện chỉ được hai môn, không phải có công lớn lao đệ tử không thể truyền, tỷ như vi sư liền không thể lén lút truyền cho ngươi. Mạc Quyên ngày hôm nay thực sự là hỏi gì đáp nấy, không giống như trước, Thạch Hiên thỉnh giáo xong tu luyện thượng cái vấn đề sau, liền không nói một lời. Nha, không biết là cái nào hai môn đạo thuật, đệ tử nên lựa chọn cái nào môn. Thạch Hiên tự nhiên là nắm lấy cơ hội, để hỏi rõ ràng một môn là liệt hỏa kim đồng, nhìn thấu hư vọng, phần tẩn bát hoang, mặt khác một môn là toái ngọc quyết, có thể kích phát tiềm lực, khiến thực lực trong thời gian ngắn tăng cao 5 phần 10, tương ứng công kích, phòng ngự, động pháp cũng đều tăng cao 5 phần 10, nếu như có thể luyện đến tiên pháp, thậm chí có thể trong thời gian ngắn phát huy tự thân 11 lần thực lực, đương nhiên, dùng hết sau khi, trong vòng 3 tháng chỉ có thể sử dụng một nửa thực lực, thậm chí đầu nửa tháng chỉ có thể sử dụng một thành thực lực. Bất quá, có một chút phải nhớ cho kỹ, thực lực chưa hoàn toàn khôi phục tình huống, như thế liên tục sử dụng ba lần, vậy thì sẽ thân tử đạo tiêu. Mạc Uyên đem hai môn đạo thuật cặn kẽ cho Thạch Hiên giảng giải một hồi, bất quá xem ý của hắn, là hy vọng Thạch Hiên tuyển đệ nhị môn. Thạch Hiên đối với chính mình sư phụ cũng coi như có chút giải, có thể phỏng đoán hắn thoại ngoại ý tứ, sư phụ ý của ngài là, liệt hỏa kim đồng cùng trên tay ta càng dương thanh đăng công dụng trùng điệp bởi vậy không cần thiết tuyển mà toái ngọc quyết nhưng là có thể bảo mệnh trở mình đạo thuật tốt nhất tuyển này một môn mạc quyên gật gật đầu xác thực như vậy hơn nữa kim đan kỳ sau có thể tu luyện mặt khác một môn đạo thuật lôi quan tử đồng uy lực càng hơn liệt hỏa kim đồng không ít hiện tại như thế luyện liệt hỏa kim đồng ngày sau muốn chuyển luyện lôi quan tử đồng cũng không thể Thạch Hiên bỗng nhiên nhớ tới, chính mình, Bảo Lục, Thượng cũng là có cái môn này lôi quan tử đồng, xem ra đúng là một môn bất phàm đạo thuật, bởi vậy đứng lên hành lễ nói, đệ tử kia liền đi thiên nhai hải giác lâu tuyển toái ngọc quyết, chọn xong sau kính xin sư phụ nhiều chỉ điểm. Mà Quyên lạnh nhạt nói, ngươi tự đi thôi. Thạch Hiên đi tới thiên nhai hải giác lâu thì, trị thủ đệ tử là lần này thi đấu mới trở về, cũng không quen biết Thạch Hiên, bởi vậy ít một chút hàng huyên phí lời thời gian, trực tiếp liền lên lầu 2. Tiểu Bằng Hữu, lần này là tới chọn cái gì? Vị kia râu tóc bạc trắng, tuổi già sức yếu đạo sĩ, nhìn thấy Thạch Hiên đến, cười híp mắt hỏi. Thạch Hiên khách khí nói, lão tiền bối, đệ tử là đến giao một môn đạo thuật, lại tuyển một môn đạo thuật. "Ồ, Tiểu Bằng Hữu ngươi xem ra có kỳ ngộ a, à, bất quá ta trước phải hỏi một chút." sau đó nhắm mắt ngưng thần chốc lát sau khi mở mắt nói ngươi đem đạo thuật khắc với trên thẻ ngọc cho ta là được đồng thời đưa tới một cái trống không thẻ ngọc cũng không biết lão đạo sĩ này đang hỏi ai bất quá xem dáng dấp kia của hắn hẳn là dùng thần thức giao lưu vậy hắn chí ít là thần hồn kỳ đại cao thủ bất quá thạch hiên biết tùy tiện hỏi người khác là không tốt hành vi cũng không lắm miệng tiếp nhận thẻ ngọc Dùng dẫn khí kỳ mới hình thành linh giác đem thái âm phế dương canh kim kiếm khí phương pháp tu luyện khắc vào trong đó, chỉ chốc lát sau, khắc xong giao cho lão đạo sĩ. Chà chà, lại là xuất khiếu kỳ liền có thể tu luyện đạo thuật, không tồi không tồi, lão đạo còn chưa từng thấy đây. Lão đạo sĩ này nắm quá thẻ ngọc sau khi lại tập trung tinh thần địa xem lên. Thạch Hiên không nói gì, lẽ nào thủ thiên nhai hải giác lâu lâu hai là có thể tùy tiện xem đạo thuật sao? sư phụ, ta cũng muốn thủ thiên nhai hải giác lâu lầu hai. Một hồi lâu, lão đạo sĩ mới xem xong, mang theo chút mê hoặc biểu hiện, tự nhiên tự nói, luôn cảm thấy có chút vấn đề ở bên trong, thật giống trên lệch gì đó. Thạch Hiên cũng không hiểu hắn đang nói cái gì, chờ hắn xem đem lại đây, mới cung kính mà trả lời, lão tiền bối, đệ tử muốn tuyển, toái ngọc quyết, đạo thuật thẻ ngọc. Lão đạo sĩ cười mắng, nhất định là Mạc Nguyên tiểu tử kia cho ngươi ra chủ ý. Tay một chiêu, một cái thẻ ngọc liền từ có 17 cái thẻ ngọc cái kia trên giá sách bay tới, sau đó hắn đem phục chế đến mặt khác một cái trống không trên thẻ ngọc, quy tắc cũ, học được sau khi nhớ tới trả về đến, lần trước cái kia thẻ ngọc ngươi còn chưa trả chứ. Thạch Hiên cung kính mà tiếp nhận thẻ ngọc, sau đó từ trong bao trữ vật lấy ra, Thiên Địa Lục Hợp Thần Phong chân giải, trả lại lão đạo sĩ đệ tử nhớ kỹ nội dung bên trong, lần này cũng coi như là đến trả thẻ ngọc. Đúng rồi, còn không biết lão tiền bối xưng hô như thế nào. Thấy lão đạo sĩ trực tiếp xưng hô mạc viên tiểu tử, Thạch Hiên tò mò nhiều hỏi một câu. Lão đạo không nhớ rõ. Lão đạo sĩ lắc đầu thở dài, lẩm bẩm thì thầm, đông lai nhất giả hạt, khô sàng đẳng tử nhân. Thấy lão đạo sĩ không muốn trả lời, Thạch Hiên chỉ có thể hành lễ xin cáo lui. Thạch Hiên cũng không có trực tiếp đến Mạc Uyên động phủ, mà là trước về đến chính mình động phủ, chậm rãi đem Toái Ngọc Quyết phỏng đoán một lần. Này Toái Ngọc Quyết nhưng là như Mạc Uyên nói, là tương tự với Thiên Ma giải thể đại pháp đạo thuật, chỉ là di chứng về sau không nghiêm trọng như vậy, tương ứng quy lực cũng không mạnh như vậy. Đạo thuật đệ nhất giai là tăng cường 5 phần 10, đệ nhị giai là tăng gấp đôi, đệ tam giai là tăng cường 2 lần, đệ cửu giai là tăng cường 8 lần nếu là lĩnh ngộ bản chất, lên cấp tiên thuật, nhưng là tăng cường gấp 10 lần. Xem tới đây, thạch hiên này mê hoặc, chính mình thái âm phế dương canh kim kiếm khí nhưng là không có đệ nhất giai, đệ nhị giai thuyết pháp như vậy, chỉ là gọi mình nhiều ôn dưỡng rèn luyện, uy lực sẽ từ từ lớn lên một ít. Căn cứ chính mình thường thức mà nói, này đạo thuật khẳng định là muốn phân giai, kia thái âm phế dương canh kim kiếm khí là xảy ra chuyện gì lẽ nào nhục thân thần thông có sự khác biệt, hoặc là không tính đạo thuật. Thạch Hiên ấn xuống trong lòng nghi hoặc, đem toái ngọc quyết hoàn chỉnh địa phỏng đoán xong, đem vấn đề thu thập hảo sau, trực tiếp liền đến Mạc Quyên động phủ. Chỉ thấy Mạc Quyên đang uống trà nhàn tọa, rõ ràng sư phụ là đang chờ mình nhắc tới hỏi, trong lòng hơi có chút cảm động, phải biết Mạc Quyên nhưng là cái tu luyện cùng nhân. Sư phụ, đệ tử đã xem qua toái ngọc quyết, còn có chút vấn đề hướng ngài thỉnh giáo. Thạch Hiên cũng không trì hoãn thời gian, trực tiếp liền hỏi lên. Mạc Quyên đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói, ngươi hỏi đi. Đến Thạch Hiên hỏi xong toái ngọc quyết thượng vấn đề, làm bộ thuận tiện hỏi, sư phụ, ta kia môn xuất khiếu kỳ liền có thể tu luyện đạo thuật, làm sao sẽ không có phân giai đây? Chỉ là ôm dưỡng rèn luyện, liền có thể tăng cường một ít uy lực mà uy lực này so với theo đạo lý giảng đệ nhị giai e sợ phải yếu hơn không ít ngược lại mạc uyên đã biết mình có như thế một môn đạo thuật thạch hiên liền đánh bạo hỏi mạc uyên cũng phi thường nghi hoặc hiếm thấy toát ra suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt vừa cẩn thận hỏi dò một phen mới đi vào động phủ thư phòng lật xem nổi lên sưu tập lên đạo thư thẻ ngọc một hồi lâu mới đi ra sư phụ nhưng là tìm tới nguyên nhân Thạch Hiên cẩn thận từng ly từng tí một. Mạc Quyên gật gật đầu, ta nguyên tưởng rằng đạo kia thư thượng là bị chuyện, không nghĩ tới là thật sự. Nó ghi chép tại thời đại thượng cổ, vũ dư đại thế giới một vị đại năng tu sĩ không biết từ chỗ nào học được một môn bí pháp. Sau khi hắn vì để cho một ít hậu bối có thể tại xuất khiếu kỳ liền có thể tu luyện đạo thuật, tăng cường năng lực tự vệ, kết hợp môn bí pháp này, sáng tạo ra đạo thuật phân tách phương pháp, có thể mang một môn yêu cầu rất cao đạo thuật, căn cứ nó pháp tắc, quy luật phân tách thành mấy môn đạo thuật, do đó hạ thấp tu luyện yêu cầu. Mạc Quyên lại muốn chốc lát mới nói, những này phân tách đạo thuật tu luyện thành công sau khi, liền không thể tiếp tục tu luyện, tăng cường cấp bậc. Có người nói chỉ có thể chờ đợi đến đêm đồng nhất môn đạo thuật phân tách mà đến mấy môn đạo thuật đều học được, mới có thể thông qua một loại nào đó thời cơ, tại một cái nào đó giai đoạn đưa chúng nó lại thu về đến, trở thành một môn hoàn chỉnh đạo thuật, sau đó mới có thể tiếp tục tu luyện. Mà nhất làm cho nhân thâm phục cái pháp môn này chính là, cái môn này hoàn chỉnh đạo thuật, rất khả năng một tổ hợp thành công thì có tứ hoặc cấp 5, đại đại tiết kiệm thời gian tu luyện, thực sự là đoạt thiên địa tạo hóa diệu pháp. Thì ra là như vậy. Thạch Hiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách thanh vân tử muốn để cho mình tại kim đan kỳ trước liền đem ngũ môn đạo thuật thần thông tu luyện hoàn tất nói là đến kim đan kỳ sau có chỗ tốt cực lớn ngươi kim môn đạo thuật nên cũng là loại này phân tách sau khi đạo thuật xem tình huống ngươi không ngừng có một môn a mạc quyên tựa như cười mà không phải cười mà nhìn thạch hiên thạch hiên chỉ được đàng hoàng địa trả lời khởi bẩm sư phụ đệ tử quả thật có ngũ môn nhưng cũng không có ghi chép tách ra tổ hợp phương pháp, mà là nhắc tới kim đan kỳ sau có chỗ tốt cực lớn. Mạc Uyên nhấp ngụm trà, xem ra là theo ngũ hành pháp tắt đến tách ra, nếu như vậy, theo kia bản đạo thư ghi chép, hợp thành nguyên bản đạo thuật sau, ngũ môn chính là cấp 5, ngũ hành hợp nhất lại tăng một cấp, đến thời điểm thì có lục giai, đầy đủ bớt đi gần 200 năm công lao, không hổ là tiền bối đại năng, coi như là tại chúng ta vũ dư đại thế giới ở ngoài, cũng chỉ có kia 27 cái có kim tiên đạo tổ thế giới khả năng có loại bí pháp này. Thạch Hiên lấy lòng cười, không biết sư phụ ngươi có thể muốn học, đệ tử được càng dương thanh đăng, vẫn không có đáp lễ đây. Dựa theo một ít cổ lễ, bái sư thì hẳn là đệ tử tiên cho hiến lễ, sau đó mới là sư phụ đáp lễ, mà Thạch Hiên lúc đó mặc danh kỳ diệu, mà thân không vật dư thừa, thêm vào bồng lai phái cũng không có đệ tử hiến lễ lời giải thích liền xem nhẹ quá khứ. Vi sư học được cần gì dùng? Chiếu ngươi lời giải thích, hẳn là sấn kết thành kim đan thì gió nổi mây vần, long hổ tụ hợp thời cơ, một lần đem đạo thuật tổ hợp lên. Quả nhiên, cũng chỉ có vào lúc này, mới có thể đoạt được thiên địa tạo hóa tuyệt diệu. Mạc Quyên mặc dù coi như lãnh diện lãnh khẩu, nhưng đối với đạo môn tiền bối nhưng là ngóng trong có chi, sùng kính có. Cảm thán xong, Mạc Quyên mới khẽ nói, ta thu ngươi làm đồ đệ, là xem ngươi chính là có thể tạo tài năng, mà cùng ta thời niên thiếu tại trên con đường tu luyện kiên trì khá là tương tự, cũng không phải ham muốn ngươi chỗ tốt gì, ngươi nếu như có thể thành tựu thượng phẩm kim đan, coi như là đối với vi sư tốt nhất báo đáp. Thạch Hiên đứng lên đến, cung cung kính kính làm một đại lễ, mới nói, đệ tử ghi nhớ. Được rồi, ngươi đi xuống đi, qua mấy ngày tống biệt minh sư điệp, ngươi nên bế quan. Đối với vừa đột phá dẫn khí kỳ tu sĩ tới nói, cần nhất chính là bế quan. Đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới nội khí toàn bộ cùng thiên địa linh khí kết hợp, chuyển hóa thành chân khí. Đây là một cái mài nước công phu, nhiều thì năm, sáu năm, chậm thì hai ba năm. Vâng. Thạch Hiên hành lễ xin cáo lui. Bồng lai đảo ngoại đón khách đảo. Chu Điệp Lan chính ông Minh Kinh Nguyệt nhẹ nhàng gào khóc, dư nhược thủy cũng vành mắt ửng hồng, hôm nay Minh Kinh Nguyệt liền muốn xuất ngoại du lịch thiên hạ, mà dỗ đạo tâm, này từ biệt, không biết bao nhiêu năm sau mới có thể gặp lại. Trong tông môn mài dỗ đạo tâm ngắn nhất chính là một ít công tử bột, hai ba năm sẽ trở lại, hoặc là liền dứt khoát tại tam đảo hải vực làm mưa làm gió, mà có ghi chép mài dỗ đạo tâm dài nhất chính là đệ tử đời thứ 12 gian giả hạt, đầy đủ 100 năm sau mới trở về tông môn, khi đó hắn đã là thành tựu thượng phẩm kim đan được rồi, được rồi, ta lại không phải không trở lại, đừng khóc. Minh Kinh Nguyệt một mặt bất đắc dĩ nhìn Thạch Hiên. Thạch Hiên ra hiệu dư nhược thủy khuyên nhũ Chu Điệp Lan, mới tiến lên phía trước nói, Kinh Nguyệt, lần này ngươi là từ Bắc Hải, Kinh Bắc Cực, quá phong bạo hải, lại tới Nam Mang, cuối cùng lại quá phong bạo hải, từ hải ngoại các nước, hỏa diễm quần đảo trở về, dọc theo đường đi gian nan hiểm trở rất nhiều, đặc biệt là Bắc Hải hải vực, Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Thạch Hiên ngươi làm sao cũng biến dông dài, ta biết rồi. Minh Khinh Nguyệt biết hắn là hảo ý, nhưng là hảo ý quá nồng trái lại để chưa từng có lĩnh hội quá cách sầu đừng tự minh khinh nguyệt thật không tiện, hơi có chút e lệ. Thạch Hiên cười khổ, còn không phải là bởi vì huyết ma tông huyết ảnh thần công tà nhẫn hung ác, ta đáng sợ ngươi bị người vừa vặn bổ một cái, liền đã biến thành một tấm không bì. Phi phi thạch hiên ngươi không thể miệng xui xẻo a à. dương nhược thủy thấy thạch hiên nói chuyện dấu hiệu không được ngay lập tức sẽ ngăn cản hắn minh Kinh nguyệt nhưng là kẻ nâng cầm có chút kiêu ngạo mà nói chỉ cần không gặp bọn họ thần hồn kỳ đại cao thủ ta nhưng là không e ngại ta chính là sợ ngươi quá hiếu thắng vì lẽ đó căn dặn một câu thạch hiên ôn nhu nói minh Kinh nguyệt cá tính tranh cường từ nhỏ bị được sủng ái yêu không người dám bắt nạt tiến vào tông môn, rồi lập tức bị Kim Đan Tông sư thu làm đệ tử. Nhân nhân tôn kính, thiếu kinh thế sự, sơ sảy bất cẩn không thể tránh được. Minh Kinh Nguyệt thấy Thạch Hiên nói tới Trịnh Trọng, sắc mặt khẽ biến thành hồng. Ta sẽ chú ý. Lại nói ta còn có sư phụ cho cấp năm đạo thuật phòng thân vòng tay, còn có trong tông môn lan truyền tin tức đồng tâm ngọc bội, có nguy hiểm gì tình huống, mấy ngàn dặm bên trong đồng môn đều sẽ biết được ngươi quá mấy năm tiểu thành sau khi, cũng sẽ ra ngoài, ta nếu là còn chưa trở về, cần phải nhớ ta hôm nay căng dặn, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Nói xong lời cuối cùng, Minh Kinh Nguyệt trái lại căng dặn lên Thạch Hiên đến. Thạch Hiên nghe khẽ mỉm cười, đem Minh Kinh Nguyệt cười đến phấn mặt ửng đỏ, đột nhiên dậm chân một cái, ngươi người này nhưng là không nhìn được lòng tốt, ta còn muốn về nhà một chuyến, vậy thì xuất phát sau đó Minh Kinh Nguyệt cùng Dư Nhược Thủy, Chu Điệp Lan từng cái ôm ấp cáo biệt, nhấc lên phiên hải xích màu xanh biết lưu quang, bay lên bầu trời, tại biến mất ở phía chân trời trước, nàng tự hồ quay đầu lại lần thứ hai liếc mắt nhìn bên này. Sau khi Thạch Hiên cùng Dư Nhược Thủy, Chu Điệp Lan trải qua cầu vòng kiều trở về tâm Nguyệt Phong, Thạch Hiên đem mình lập tức muốn bế quan sự tình nói cho với hai nữ. Minh Tỷ Tỷ vừa đi, Thạch Đại ca ngươi cũng lập tức sẽ bế quan, chỉ còn dư lại ta cùng dư tỷ tỷ hai người tu luyện chu điệp lan thở dài nói ta đây là dẫn khí kỳ nhất định phải bế quan một cái giai đoạn hai người các ngươi chỉ phải kiên trì hiện tại con đường tu luyện ngày sau cũng có thể có như thế một ngày khà khà ta không chính là các ngươi tấm gương thạch hiên rõ ràng nếu là đem tông môn tuyển chọn truyền thừa đệ tử quan sát thử thách cho các nàng nói rồi ngược lại sẽ làm cho các nàng tích trữ tâm tư lộ khiếp tu luyện thời điểm cũng sẽ nghĩ đông nghĩ tây dễ dàng phạm sai lầm bởi vậy cũng chỉ là dùng chuyện cười phương thức âm thầm đề điểm một cái dư nhược thủy mỉm cười gật đầu hai chúng ta là tận mắt đến thạch hiên ngươi từng bước từng bước làm sao đi tới hiện tại có như thế tốt tấm gương làm sao sẽ không biết học tập hơn nữa năm năm này hạ xuống tuy rằng đang dược chỉ là mỗi ngày một hạt thế nhưng tại linh hồn khống chế thượng tại đối với thiên địa linh khí cảm ứng rõ ràng trình độ thượng, ta đều là so với cái khác những đệ tử kia cao hơn một bậc. Ta có lòng tin tại sau khi khoảng 20 năm không cần thái thượng cảm ứng đang đột phá đến dẫn khí kỳ. Thạch Hiên rõ ràng dư như nhược thủy không có chính mình vô thượng đại pháp, đương nhiên phải tiêu hao nhiều thời gian hơn tích lũy mới có thể đột phá, bởi vậy cười cổ vũ nàng nói, ta xem không hẳn muốn 20 năm, không chắc 14, mười lăm năm liền có thể đột phá chu điệp lan cũng là hy vọng ngươi có thể tại trong vòng hai mươi năm liền có thể đột phá mượn ngươi các ngôn dương nhược thủy nở nụ cười xinh đẹp chu điệp lan cũng thẹn thùng cười nói ta sẽ không để cho thạch đại ca ngươi thất vọng cáo biệt hai nữ thạch hiên trở lại động phủ rất nghỉ ngơi một đêm vì đó sau bế quan chuẩn bị sẵn sàng ngày mai thạch hiên đi tới mạc quyên động phủ sư phụ đệ tử chuẩn bị kỹ càng không biết đi nơi nào bế quan bởi vì thiên cơ phong cùng thiên khu phong hậu sơn đều có bế quan động phủ vì lẽ đó thạch hiên muốn tiên trưng cầu hạ sư phụ ý kiến mạc quyên thanh lãnh nói ngay ở thiên cơ phong hậu sơn đi ngược lại dẫn khí kỳ cô động chân khí là không thể ham nhiều cầu nhanh còn có kỳ thực bế quan cũng là một loại tâm tính tu luyện người bình thường tổng suy nghĩ ở đây sau một cái trong động phủ Gốc tới mấy năm, không người nói chuyện, không người giao lưu, là cỡ nào khô khan khổ sở, mà tu sĩ liền muốn tu luyện tâm tính, chuyển đổi suy nghĩ vấn đề phương thức, đem bế quan biến thành một loại bình thường việc. Bằng không, coi như thiên đại kỳ ngộ được trường sinh, cũng sẽ nhân vì trường sinh cuối cùng quá tẻ nhạt mà điên mất. Đệ tử đa tạ sư phụ chỉ điểm. Thạch Hiên sau khi từ biệt Mạc Uyên sau khi liền đến đến Thiên Cơ Phong hậu sơn muốn một cái linh khí sung túc động phủ sau khi tiến vào dùng trận pháp đem phong bế đến dẫn khí kỳ liền có thể ít cốc thân thể cần thiết do thiên địa linh khí bổ sung bởi vậy mới có thế mở bắt đầu trường thời gian chân chính bế quan tu luyện thạch hiên điều và hảo tâm tình tiến vào quan tưởng bên trong khống chế trong cơ thể kia một đạo chân khí màu xanh tại thân thể bên trong kinh mạch chung quanh đi khắp liên tục rèn luyện da thịt bắp thịt kinh mạch mạch máu nội phủ các loại, chỉ có trải qua chân khí rèn luyện, dục thân mới có thể chống lại càng nhiều thiên địa linh khí, mới có thể cô động, chứa đựng càng nhiều chân khí. Quá một khoảng thời gian rất dài, Thạch Hiên thở dài một hơi, trên người che kín một tầng màu đen tanh tưởi chất lỏng, đây là tôi thể có hiệu quả rõ ràng biểu hiện, tiện tay khiến cho một cái thanh khiết thuật làm sạch sẽ thân thể, Thạch Hiên cảm thấy tinh thần sáng láng, liền lại vùi đầu vào tu luyện ở trong lần này là quan tưởng lên thanh phong minh nguyệt chiếu thần chân pháp, quá trình cũng giống như vậy, thanh phong phủ thần, minh nguyệt chiếu hồn, duy nhất không giống là, thanh phong mang tới một tia phong tính chân khí, đi trừ linh hồn tạp chất hiệu quả càng thêm hiện ra, mà minh nguyệt kéo nội khí hóa thành thiên hàng mưa phùng giống như minh nguyệt tinh hoa, cũng đem kia một đạo tam muội thần phong chân khí chuyển hóa ở giữa, lâm tại linh hồn bên trên, khiến linh hồn được thiên địa linh. Khí tẩm bổ càng mạnh mẽ, so với xuất khiếu kỳ thì quan tưởng một lần hiệu quả tốt thượng gấp mấy chục lần. Bình thường dẫn khí kỳ tu sĩ, làm xong trở lên hai bước sau khi, chính là lần thứ hai tiếp dẫn thiên địa linh khí vào thể, bởi vì thân thể bị chân khí rèn luyện quá, có thể tiếp dẫn thiên địa linh khí sẽ tăng cường một tia, quá trình này lặp lại, mãi cho đến thân thể nội khí toàn bộ ngưng luyện thành chân khí, khi chính là cách dẫn khí tiểu thành kém một bước. Mà trong quá trình này, thân thể tự nhiên sản sinh chính là nội khí, chân khí là sử dụng một ít thiếu một ít, chỉ có thể một lần nữa thu nạp thiên địa linh khí, đem cùng nội khí kết hợp, mới có thể lần thứ hai ngưng luyện thành chân khí. Chờ đến thân thể bị chân khí hoàn toàn rèn luyện xong xuôi, mỗi lần hít thở trong lúc đó, tự động thu nạp thiên địa linh khí, tự động sinh thành tam muội thần phong chân khí, mà không phải nội khí, chính là dẫn khí tiểu thành rồi cho tới dẫn khí đại thành, chính là chân khí cửu chuyển, hóa khí vì dịch. Dẫn khí viên mãn nhưng là mở ra đan điền, chân khí vòng xoáy. Bất quá đối với Thạch Hiên tới nói, tại lần thứ hai tiếp dẫn thiên địa linh khí trước, còn có một chuyện rất trọng yếu muốn tu luyện, vậy thì là đem tam muội thần phong chân khí chuyển hóa thành âm dương nhị khí. Đây chính là thiên địa lục hợp thần phong chân giải, trong thiếu hụt nội dung chủ yếu một trong. Thạch Hiên đem linh giác chiếu xạ đến tam muội thần phong chân khí thượng, cẩn thận cảm nhận trong đó âm dương biến hóa, chậm rãi phỏng đoán. Một ngày, hai ngày. Đầy đủ dùng một năm này, Thạch Hiên mới nắm chặt đến như vậy một tia huyền diệu, sử dụng, bảo lục, cung cấp phương pháp, đem linh giác cùng tam muội thần phong chân khí quấn quanh, ở trong đó âm dương kết hợp yếu kém nhất nơi, bí pháp triển khai, vù một tiếng, Thạch Hiên não hải nhất không, thân thể cũng chịu đến trung động, suýt nữa liền trưởng không cầm được, còn hảo, bảo lục, từ vừa mới bắt đầu liền cường điệu trưởng khống, nắm giữ, thạch hiên miễn cưỡng chống đỡ lại, tiếp tục xử. Dùng bí pháp Làm tất cả dừng lại, thạch hiên bên trong kinh mạch đạo kia màu xanh tam muội thần phong chân khí đã biến mất, thay vào đó chính là một đạo hắc bạch cuốn quanh, nhưng tuyệt không liên quan chân khí, đây chính là âm dương nhị khí. Sau khi Thạch Hiên lần thứ hai tiếp dẫn thiên địa linh khí sau khi, liền có thể so với trước nhiều tiếp dẫn như vậy một tia phong tính linh khí, mà nội khí cùng phong tính linh khí kết hợp trong quá trình, được âm dương nhị khí ảnh hưởng, trực tiếp liền đã biến thành hắc bạch quấn quanh âm dương nhị khí. Lại sau đó chính là dùng âm dương nhị khí tôi thể, tẩm bổ linh hồn, nếu không là trải qua một phen tam muội thần phong chân khí rèn luyện tẩm bổ, thân thể vẫn đúng là không chịu nổi như thế hung mảnh âm dương nhị khí, còn hảo thạch hiên khẩn theo, bảo lục, tiên dùng tam muội thần phong chân khí tôi thể, tẩm bổ linh hồn một phen. Tu luyện có một kết thúc thì, thạch hiên vận lên bên trong thân thể âm dương nhị khí, dựa theo vừa nãy thể ngộ tam muội thần phong chân khí âm dương tổ hợp phương thức, một lần nữa lại sẽ âm dương nhị khí chuyển hóa thành tam muội thần phong chân khí. Dù sao tại giai đoạn này, âm dương nhị khí trừ ra tôi thể, tẩm bổ linh hồn hiệu quả cường không ít ở ngoài, công kích, phòng ngự, thần diệu đều phải kém hơn với tam muội thần phong chân khí, chính là thạch hiên tại dẫn khí kỳ chủ yếu thủ đoạn. Bất quá bởi vì Thạch Hiên đã thể ngộ rõ ràng âm dương nhị khí cùng tam muội thần phong chân khí chuyển hóa phương thức, bởi vậy hai người có thể tùy ý chuyển đổi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thạch Hiên cô động chân khí tốc độ càng lúc càng nhanh, bởi vì đến cuối cùng, thân thể có thể chịu đựng thiên địa linh khí đã gia tăng nhiều, linh hồn được tẩm bổ sau năng lực khống chế cũng hết sức đề cao, bên trong kinh mạch chân khí cùng nội khí chi so với cũng rất là lên cao, vì lẽ đó cô động chân khí là trước chậm sau nhanh một cái quá trình. Từ Thạch Hiên bế quan bắt đầu toán lên, 5 năm sau một ngày, Thạch Hiên với trong phòng tối chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn mạnh, rọi sáng một thất, trên thân thể tỏa ra nhàn nhạt linh khí uy thế, trải qua thời gian dài như vậy bế quan, thạch hiên bên trong thân thể nội khí đã toàn bộ chuyển hóa thành tam muội thần phong chân khí, cũng hoặc là nói âm dương nhị khí. Bởi vì thạch hiên từ vừa mới bắt đầu liền có thể khống chế trụ tự mình tu luyện chân khí, vì lẽ đó cũng không có chân khí không bị khống chế hiển lộ tại ngoại biểu hiện, linh khí uy thế cũng phải so với bình thường dẫn khí kỳ tu sĩ nhạc thượng không ít, nhưng làm vì giai đoạn này mang tính tiêu chí biểu trưng đặc thù thạch hiên chỉ có thể chờ đợi đến thần niệm cùng linh hồn kết hợp thần hồn linh giác hóa thành thần thức sau khi mới có thể hoàn toàn thu liễm lại một cái dẫn khí kỳ tu sĩ nếu như thường thường phục thực hàm tương ứng thiên địa linh khí đang dược như hỏa linh đan thủy linh đan các loại như vậy hắn nội khí toàn bộ ngưng luyện thành chân khí tiêu tốn thời gian đại khái tại hai năm tả hữu bất quá bọn hắn nếu muốn dẫn khí tiểu thành thì lại phải hao phí 10 năm trở lên, bởi vì bọn họ thân thể được thiên địa linh khí rèn luyện không đủ, dù sao trong đan dược hàm chính là luyện chế quá, nhu hòa rất nhiều thiên địa linh khí. Mà đối với Thạch Hiên tới nói, không có ăn một hạt đan dược, hơn nữa thể ngộ âm dương biến hóa lại tiêu tốn rất nhiều thời gian, tuy rằng thân thể rèn luyện rất tốt, có thể thu nạp thiên địa linh khí càng nhiều, nhưng nói tóm lại vẫn là tiêu tốn 5 năm mới đưa nội khí toàn bộ cô động thành công. Có thể đồng dạng, nhiều nhất thời gian một năm, Thạch Hiên liền có thể dẫn khí tiểu thành, mà này thời gian một năm liền không cần bế quan, hàng ngày duy trì tu luyện liền xong rồi. Tại trong 5 năm này, Thạch Hiên cũng không phải liền vẫn tại cô động chân khí, bởi vì thu nạp thiên địa linh khí là một cái không thể ham nhiều cầu nhanh quá trình, không cẩn thận liền bạo thể mà chết, trừ ra năm thứ nhất thể ngộ âm dương biến hóa ở ngoài, sau khi 4 năm, thời gian dư thừa đều dùng ở nắm giữ pháp khí, tế luyện pháp khí, thiên phú tu luyện tiểu thần thông lên. Tiểu hữu thanh phong độn, kim long hộ giáp chú, ẩn thân nặc khí chú, kim nhận thần phong trảm, vọng khí thuật, âm dương nhãn đã là cấp 5 pháp thuật, khoảng cách lục giai cũng chỉ cần tu luyện nửa hơn một năm, thượng thanh thủ xu lôi đã là lục giai pháp thuật, muốn tu luyện tới cấp 7, còn cần gần 5 năm. Tại dẫn khí kỳ, thiên phú tiểu thần thông bình thường chỉ có thể tu luyện tới lục giai, loại kia nguyên vốn là có cấp bậc ngoại trừ, tại lục giai cơ sở thượng tương ứng tăng cường. Bởi vì là tại động phủ mình, công kích loại thiên phú tiểu thần thông thạch hiên còn chưa từng thử uy lực, nhưng kim long hộ giáp chú, ẩn thân nặc khí chú, tiểu hữu thanh phong độn thì lại uy lực bất phàm, đặc biệt là tiểu hữu thanh phong độn, đã có thể cưỡi gió bay lên không, ngày đi 3.000 dặm trở lên, tốc độ như thế này, tư thạch hiên giải, tại dẫn khí kỳ trong là có thể xếp hạng thứ 10, chỉ so với những kia lôi độn, quan độn kém một chút. Pháp khí trong, vạn tượng vô ảnh kiếm là 30 năm tầng cấm chế, khoảng cách tứ trọng thiên viên mãn chỉ cần lại tế luyện mấy tháng, đã có thể xem như là một cái sắc bén bất phàm phi kiếm, mê hồn phiên nhưng là 37 tầng cấm chế. Khoảng cách hạ tầng cấm chế còn cần lại tế luyện hơn nửa năm, tại tứ trọng thiên viên mãn thì, có thể trực tiếp đem xuất khiếu kỳ trở xuống tu sĩ linh hồn soạt ra đến, giam cầm tại phiên trong, dẫn khí kỳ tu sĩ bị soạt sau khi thì lại khả năng linh hồn bị thương, tại chỗ rơi vào ảo giác. Mà càng dương thanh đăng, Thạch Hiên đã nắm giữ đến 56 tầng cấm chế, cũng chính là lục trọng thiên viên mãn nhiều hơn chút, mà còn lại mấy tầng muốn nắm giữ trụ, chí ít còn cần 5 năm bất quá uy lực đã là thạch hiên trên người trừ ra đạo thuật ở ngoài đệ nhất phần sơn chữ hải tuy rằng khuếch đại một điểm nhưng phần tiểu sơn chữ đại hồ cũng coi như là nỗ lực có thể cùng cho tới toái ngọc quyết cùng thiếu âm tâm dương hư thực chân hỏa thạch hiên cũng đang bế quan tu luyện thành công toái ngọc quyết là một loại kích phát tiềm năng đạo thuật tu luyện thành công sau khi còn chưa từng thử mà thiếu âm tâm dương hư thực chân hỏa nhưng là dùng một cái chu tước lông chim thượng ẩn chứa nam minh ly hỏa cùng chính mình quan tưởng trong chém ra đến lửa giận, lòng đố kỵ, lửa tình chờ hư hóa chi hỏa kết hợp, sẽ cùng tâm hỏa lấy bí pháp đồng thời rèn luyện, phong với trái tim một cái nào đó thần bí vị trí, trở thành một loại có thể phần hiện thực, cũng có thể phần linh hồn huyền ảo chi hỏa. Mà tại lần bế quan này bên trong, Thạch Hiên mặt khác một thu hoạch lớn chính là đối với tâm tính rèn luyện, Đối với kiểu sinh hoạt này phương thức từ tự hỏi phương thức thượng chuyển biến, có không ít tu sĩ chính là tại cửa ải này quá không được, từ đây thành điên điên khùng khùng phế nhân. Lần này sau khi xuất quan, Thạch Hiên chuẩn bị đi Tử Khí Đông Lai lâu nhìn một chút, bởi vì muốn xem thử xem có hay không thích hợp bản thân tu luyện mặt khác ba môn đạo thuật thần thông thiên tài địa bảo, còn có chính là Bảo Lục, tại dẫn khí kỳ mới hiển lộ ra nội dung liên quan với bản mệnh pháp khí luyện chế cũng là cần không ít tài liệu quý hiếm. Đối với tu sĩ tới nói, có thể thu nhận ở đan điền hoặc thân thể cái khác khiếu trong huyệt, cũng chỉ có pháp bảo hoặc bản mệnh pháp khí, bảo lục, đưa ra bản mệnh pháp khí có 7 loại, đảm nhiệm tuyển hai loại tu luyện, bởi vì so với bình thường tu sĩ tới nói, thạch hiên âm dương nhị khí hiện tại vẫn là hổ không lệ thuộc, có thể một loại tế luyện một cái bản mệnh pháp khí. Này 7 loại bản mệnh pháp khí phân biệt là, thái cực đồ, âm dương chung, âm dương nhị khí bình, hỗn độn lôi kính, lưỡng nghi bát quái tiên y, hắc bạch song hoàng, độ ách lưỡng nghi thần kiếm. Từ người, xuyên Việt, gốc độ tới nói, thái cực đồ loại này vừa nghe liền rất đột nhiên bản mệnh pháp khí là nhất định phải tuyển, còn có phải là cùng kiếp trước thái cực đồ như thế, vậy thì là một chuyện khác, ngược lại này thái cực đồ tại luyện khí kỳ là công phòng một thể, huyền ảo cực kỳ pháp khí một món khác bản mệnh pháp khí thì lại để thạch hiên vạn phần khó có thể lựa chọn âm dương chung cùng thái cực đồ công năng trùng điệp quá nhiều có thể không chọn hắc bạch song hoàng chủ yếu công năng âm dương nhị khí bình đều có có thể không chọn độ ách lưỡng nghi thần kiếm vừa nghe chính là thanh phi kiếm mình đã có vạn tượng vô ảnh kiếm tự hồ cũng có thể không chọn nhưng là vạn tượng vô ảnh kiếm không chỉ có muốn vô hình thần thiết còn muốn luyện chế chân pháp mới có thể thành thượng phẩm pháp khí, ân, tiên chờ định. Lưỡng nghi bát quái tiên y là thuần túy phòng thân chi bảo, có thái cực đồ đầy đủ, có thể không chọn. Hỗn độn lôi kính nhưng là có thể phát sinh hỗn độn thần lôi, thái cực thần lôi, âm dương thần lôi chờ bảo kính, đáng tiếc những này thần lôi muốn đến trở thành pháp bảo mới có thể phát đến ra đến, trước cũng chỉ là thần tiêu tam thập lục lôi cùng thiên cương địa sát nhất bách linh bát lôi. Đúng là cùng bản môn Trấn Phái Pháp Bảo Chư Thiên Thần Lôi Giám có chút giống nhau, chờ định. Âm Dương Nhị Khí bình nhưng là thả ra hắc bạch song sắc âm dương nhị khí, có thể thu pháp khí, cầm kẻ địch, cất vào âm dương nhị khí bình sau, toàn lực phát động pháp khí, trong thời gian ngắn kẻ địch sẽ hóa thành máu đen, đương nhiên có thể thu nạp kẻ địch cảnh giới cùng pháp khí bản thân tế luyện tầng thứ có quan hệ. Hơn nữa ngược lại thời gian sử dụng sẽ đem kẻ địch hóa thành máu đen tinh hoa hóa thành từng trận cam lộ dùng cho chữa thương nhuận vật đúng là cùng đời trước truyện phong thần trong nói dương chi ngọc tịnh bình tương tự chờ định này ba loại bản mệnh pháp khí nên lựa chọn thế nào đây thạch hiên vạn phần xoắn suýt thậm chí cân nhắc có muốn hay không cố vấn hạ sư phụ cuối cùng thạch hiên xuống dưới một cái không phải quyết định quyết định vậy thì là ba loại bản mệnh pháp khí trong loại nào tài liệu luyện chế tiên thu thập đủ, liền tuyển loại nào. Dùng pháp thuật thanh khiết sạch sẽ thân thể cùng y vật sau, Thạch Hiên đóng lại trận pháp, tinh thần sáng láng địa từ bế quan vị trí động phủ trong đi ra, hô hấp sáng sớm không khí trong lành. Trị thủ động phủ nơi đệ tử thấy Thạch Hiên xuất quan, mau tới tiến lên lễ, Thạch Sư Thúc, ngài rốt cục xuất quan, nghĩ đến công lực đại tiến đi. Nhận được các ngôn, vẫn tính có chút thu hoạch. Thạch Hiên khách khí trả lời, trước mắt vị này đệ tử ngoại môn rất là xa lạ, bất quá Thạch Hiên những năm trước đây bị chèn ép, quanh năm trị thủ âm phong động, sau đó lại đang thiên cơ phong khắc khổ tu luyện, bởi vậy cùng phần lớn đệ tử ngoại môn đều chưa quen thuộc, rất nhiều không quen biết cũng là bình thường. Nhất lên thanh phong Thạch Hiên đầu tiên là đến sư phụ Mạc Viên Động Phủ bái kiến, một là biểu thị chính mình xuất quan, hai là đem trong năm năm này tích lũy vấn đề hướng sư phụ hảo hảo thỉnh giáo một phen nhưng là đến mạc quyên động phủ lại phát hiện không người ở bên trong chỉ có trận pháp thủ hộ nếu sư phụ không ở thạch hiên liền chuẩn bị đi tâm nguyệt phong nhìn dư nhược thủy chu điệp lan chào hai vị hữu xem nhìn các nàng năm năm này tu vi tiến triển làm sao nghe nghe các nàng trong năm năm này cái gì chuyện thú vị ấn xuống thanh phong rơi vào tâm nguyệt phong thượng thạch hiên xe nhẹ chạy đường quen địa liền đến dư nhược thủy động phủ trước nhưng là bên trong vẫn như cũ không người còn hảo dư nhược thủy thị nữ ngọc lan nói cho thạch hiên nguyên nhân nguyên lai khoảng thời gian này chính là 10 năm một lần chưa thu đệ tử pháp hội dư nhược thủy chu điệp lan chờ nhân nhận thiện công nhiệm vụ phụ trách tiếp dẫn những kia chuẩn bị tham gia pháp hội tu sĩ đi tới hôm nay phải rất muộn mới sẽ trở về Minh Nhật Tắc là tân tiến vào đệ tử đến thiên khu phong cử hành nghi thức nhập môn tháng ngày. Thạch Hiên không thể làm gì khác hơn là trở lại chính mình động phủ, khảo sát chính mình tạp dịch, thị nữ tu vi, cố gắng bọn họ một phen, trong đó Thanh Liên, Thanh Tùng đã đến sắp đột phá đến suốt khiếu kỳ mức độ, Thanh Trúc muốn kém một chút, nhưng cũng không xa, Nguyệt Quý thì lại phải kém rất nhiều, bất quá bản thân nó là hoa tinh, tuổi thọ cũng phải so với ba người kia nhiều gấp đôi ngày mai đệ tử mới môn ngồi xuyên vân chu chuẩn bị đến thiên khu phong tham gia nghi thức nhập môn xuyên vân chu thượng bọn họ đều biểu hiện hưng phấn vô cùng phấn khởi dù sao có thể từ rất nhiều tu sĩ trong sát tướng ra đến bị tuyển chọn vào bồng lai phái đúng là một cái thay đổi vận mệnh đại hỷ sự như vậy hài lòng bên dưới thêm vào còn chưa tới thiên khu phong bọn họ ngay ở xuyên vân chu thượng xì xào bàn tán lên này bồng lai phái thực sự là đại a, chúng ta nơi ở là thật lớn một ngọn núi, lại chỉ có chúng ta chừng 40 cái đệ tử, rất trống trải. Một vị nụ cười ánh mặt trời nam đệ tử mang theo mấy cái hảo hữu tại cùng một ít các nữ đệ tử thấy sang bắt quàng làm họ. Một vị vui tươi nữ đệ tử đối với vị này nam đệ tử thấy sang bắt quàng làm họ rất là hưởng thụ, cười trả lời, chúng ta mới hơn 30, chẳng phải là rất trống trải nhưng trên ngọn núi cũng không có thiếu tạp dịch thị nữ đầu bếp nông phu ngược lại cũng không hiện ra trống vắng nữ tử chúng ta đều cảm thấy như vậy các ngươi nam tử còn sợ gì trống trải vệ vô kỵ ngươi nhưng là xuất khiếu kỳ đệ nhị a à. vì nhi ngươi cũng biết ta này xuất khiếu kỳ đệ nhị nhưng là có rất lớn lượng nước nếu không là ngọc sư thúc tổ bày xuống cực kỳ khổng lồ huyển cảnh để các tu sĩ từ đón khách đảo bắt đầu liền đặt mình trong huyển cảnh trong khảo sát bọn họ mỗi tiếng nói cử động, không biết bao nhiêu thiên tư ưu dị gia tộc tử đệ rơi xuống bản tính, bị từng cái biếm lạc, ta ít nhất đến xếp hạng người thứ 10 sau khi. Vệ vô kỵ cười hì hì trả lời. Vi Nhi cũng vui tươi cười đáp lại, đúng đấy, Ngọc Sư Thúc Tổ thực sự là ta tấm gương A, nhân Mỹ lại sĩ nữ, mà pháp lực cao thâm, thần thông quảng đại, xếp hạng thiên cơ bản đệ nhất, hơn nữa đối với ta chờ tán tu lại khá là chăm sóc, một chút cũng không để ý tới những kia đại gia tộc mặt mũi. Lúc này có mặt khác một vị anh Tuấn Nam đệ tử chen miệng nói, ta làm sao nghe nghe đồn nói Ngọc Sư Thúc tổ tính khí rất táo bạo, một nỗi giận lên, không người dám đứng trước mặt nàng. Lưu kế hiền ngươi nói mò, chưa thu đệ tử Pháp hội thượng, Ngọc Sư Thúc tổ là như vậy yên tĩnh như vậy sĩ nữ, nào giống tính khí táo bạo. Vi Nhi bên cạnh một bên xinh đẹp nữ đệ tử cũng rất sùng bái Ngọc Linh Lung, lập tức phản bác. Lưu kế hiền nhìn xinh đẹp nữ đệ tử một chút, lấy lòng cười, bích vân, ta nghe nói lần trước pháp hội sau khi, ngọc sư thúc tổ nhưng là thu rồi hai cái đệ tử, năm nay không chắc đồng dạng muốn thu đệ tử, các ngươi nữ đều hy vọng không nhỏ, cái nào giống chúng ta nam tử. Ân, ừ, hy vọng như thế chứ. Giảng Bích Vân cùng Vi Nhi đồng thời trả lời. Mấy người nói chuyện phím trong lúc đó, xuyên vân chu cũng sắp đến thiên khu phong lưu kế hiền chỉ vào thiên khu phong nhất cá đệ tử nói đó là bàn hỏi chúng ta đệ tử nội môn rất kiêu ngạo rất uy phong vệ vô kỵ tiếp miệng ân những kia đệ tử nội môn phần lớn mắt cao hơn đầu hừ ngày sau ta nhất định phải rất sớm đột phá dẫn khí kỳ cũng tiến vào vào nội môn tại trước mặt bọn họ uy phong một cái giảng bích vân cười duyên lên khi mấy cái nữ đệ tử nội môn ngược lại không tệ, tuy rằng lạnh nhạt điểm, nhưng cũng không có cái gì kiêu ngạo thái độ. Lúc này, một cơn gió mát từ đằng xa bay tới, rơi vào thiên khu phong thượng, lộ ra một người mặc màu xanh đạo bào tuổi trẻ đạo nhân, vừa tại vài tên tân tiến vào đệ tử trong miệng kiêu ngạo cực kỳ đệ tử nội môn, đều lộ ra mỉm cười, dùng dập tiếng lên hành lễ, thạch sư thúc mạnh khỏe. Ngươi xem, ngươi xem, những kia đệ tử nội môn lại thái độ như thế, bọn họ kiêu ngạo đây. Sự oai phong của bọn họ đây. Lưu kế hiền thở phì phò ở trên trời chỉ vào phía dưới kia vài tên đệ tử nội môn, chỉ vào xuyên vân chu trận pháp bảo vệ, chỉ có thể bọn họ nghe đến phía dưới âm thanh, mà phía dưới không nghe được mặt trên chu trong âm thanh. Vệ vô kỵ cũng khinh bỉ mà cười, bọn họ cười đến rất lấy lòng, bất quá người kia là ai, lại uy phong như vậy. Tuy Nhi suy nghĩ một chút, mới chần chờ mở miệng, ta nghe bọn họ gọi Thạch Sư Thúc, lẽ nào chính là Mạc Sư Thúc tổ đệ tử Thạch Hiên. Cái kia bên ngoài lưu truyền đến mức bay lả tả, chỉ dùng 6 năm thời gian liền đột phá đến dẫn khí kỳ thiên tài tuyệt thế. Nên chính là, thời gian 6 năm A, như thế ta cũng có thể nhanh như vậy đột phá, không, có thể thời gian 10 năm đột phá, ta liền hài lòng. Giảng Bích Vân một mặt ngóng trông, sau đó lộ ra quý mến địa vẻ mặt, có người nói Thạch sư Thúc không chỉ có là thiên tài tu sĩ, hơn nữa làm người sự hòa hợp, không có cái giá, chân thực là nhân trong chi long. Bây giờ nhìn lại, tướng mạo tuy rằng không tính quá tốt, nhưng cũng là có thể xem, quả nhiên, nhân vô hoàng nhân, như vậy Thạch sư Thúc càng thêm khiến người ta cảm thấy thân cận. Giảng Bích Vân quá độ hoa si, cũng không có ảnh hưởng đến những người khác trái lại gây nên đông đảo tân tiến vào đệ tử thảo luận, dùng dập biểu thị nếu có thể như thạch sư thúc giống như vậy, vậy thì thật là không uổng công đời này. Chỉ có lưu kế hiền mang theo vẻ phức tạp thở dài nói, chúng ta nam nhi, liền nên như vậy. Vệ vô kỵ cũng thở dài một hơi, hy vọng 10 năm sau khi, sẽ có tân tiến vào đệ tử như vậy xem đợi chúng ta. Thạch Hiên cùng đứng ở bên ngoài các vị đệ tử nội môn cáo biệt, trực tiếp tiến vào tiếp thiên điện đây là nhập môn phái truyền thừa đệ tử quyền lợi mới vừa vào đại điện liền nhìn thấy ngọc linh lung cười híp mắt đứng chư vị trưởng lão thủ tọa bên trong bên cạnh một bên đại đa số trưởng lão đều là sắc mặt tái xanh hận đến nghiến răng có thể lại không dám đem lửa giận chiếu xạ đến ngọc linh lung trên mặt dáng vẻ chính mình sư phụ vẫn như cũ là mặt không hề cảm xúc địa đứng bên cạnh nhìn thấy thạch hiên đi vào vừa mới gật đầu ra hiệu hắn quá khứ chờ thạch hiên đi một vòng lễ sau mạc quyên mới nói vi sư hôm qua sau khi trở lại nghe nói ngươi đã xuất quan có thể có thu hoạch gì thạch hiên đem tu vi của chính mình tiến độ cho sư phụ báo bị một hồi sau đó trực tiếp thỉnh giáo lên tích lũy lại đến vấn đề đối với thạch hiên loại này dành thời gian cử động mạc quyên rất là thỏa mãn đều nhất nhất giải đáp mạc sư đệ ngươi làm sao thu rồi cái giống như ngươi muộn đồ đệ vừa đến đã chỉ biết là thỉnh giáo tu luyện thượng vấn đề, rất vô vị. Nhưng là Ngọc Linh lung tuyệt mỹ dung nhan mang theo kinh bỉ vẻ mặt nhìn hai người bọn họ. Mạc Quyên lạnh lùng trả lời, Ngọc Sư tỷ, ngươi phải chú ý duy trì phong độ, cũng không nên tại những kia tân tiến vào đệ tử trước mặt lộ bản tính. Ngọc Linh lung trừng hai mắt một cái, liền muốn phát hỏa, lúc này tân tiến vào đệ tử đã lần lượt từng cái đi vào, chỉ được mạnh mẽ thu liễm lại, dùng ánh mắt nói cho mạc uyên qua đi ngươi sẽ biết tay đối với ngọc linh lung như thế tiểu hài tử cá tính trưởng bối thạch hiên đúng là cảm thấy nàng sống được rất tùy tâm tự tại mà đối với sư phụ thạch hiên thì lại vì hắn có thể có độc lưỡi biểu hiện âm thầm khiếp sợ nghi thức nhập môn cùng thạch hiên trải qua như thế không cái gì chỗ thần kỳ bất quá thạch hiên nhìn thấy đến xem lễ dư nhược thủy chu điệp lan ra hiệu các nàng muộn chút thời gian đến động phủ mình gặp mặt nghi thức sau khi Thạch Hiên theo sư phụ đầu tiên là trở về hắn động phủ còn Ngọc Linh Lung đã hoàn toàn quên trước mặt Quyên ác miệng sự tình chìm đắm tại rất nhiều tân tiến vào đệ tử tán dương nàng khuôn mặt đẹp lại sĩ nữ mở trong lòng đem vấn đề thỉnh giáo xong xuôi sau Thạch Hiên suy nghĩ một chút nói sư phụ đệ tử mặt khác ba môn đạo thuật thần thông cần một ít hiếm quý vật liệu làm phụ trợ phân biệt là vạn tái băng phách tâm, nham thạch chi tâm hoặc là ngũ thải tiên thạch, vạn niên thụ yêu căn hoặc là rất nhiều thành niên thần một rễ cây, không biết bên trong môn phái có hay không. Mạc Quyên cẩn thận suy nghĩ một chút, vạn tái băng phách tâm vi sư nhớ tới tại quảng hàng tông có thu gom, bất quá quá mức quý giá, nếu là muốn cùng bọn họ trao đổi, có thể muốn chuẩn bị kỹ càng không thua kém gì cái này hiếm quý vật liệu. Nham thạch chi tâm, ngũ thải tiên thạch, vạn niên thụ yêu căng, bản môn không có, những tông môn khác vi sư biết đến cũng không có, chỉ có thể ngươi chính mình ra ngoài du lịch thì tìm, mà thành niên thần một rễ cây, trong bổn môn đúng là có hai loại, phù tan thần thụ rễ cây, vạn tái thanh không thụ rễ cây, chỉ là lấy ngươi hiện tại thiện công, sợ là không cách nào hối đoái đi. Không biết muốn bao nhiêu. Thạch Hiên còn ôm một tia hy vọng. Mạc Quyên lắc đầu, 50 vạn thiện công trở lên, bất quá như thế ngươi có thể đột phá đến thần hồn kỳ đến thời điểm có thể đi tử khí đông lai lâu tuyển chọn trừ pháp bảo ngoại đảm nhiệm một chuyện vật thạch hiên gật gật đầu quyết định ra ngoài du lịch thì tìm nếu là không tìm được lại về môn phái bên trong tuyển chọn cũng không muộn ngươi hiện tại đã cô động chân khí là nên cân nhắc bản mệnh pháp khí có thể có nghĩ kỹ luyện chế cái gì tốt nhất sớm còn tại môn phái thì quyết định Vi sư tuy rằng không tính luyện khí đại sư, nhưng cũng có thể đem ra được. Mạc viên đổi đề tài, hỏi Thạch Hiên bản mệnh pháp khí. Thạch Hiên do dự nửa ngày, cuối cùng quyết định vẫn là trực tiếp hỏi đi, ngược lại sư phụ cũng không cách nào từ bản mệnh pháp khí luyện chế thượng suy đoán ra chính mình có, bảo lục, muốn thông điểm ấy. Thạch Hiên đem âm dương nhị khí bình, độ ách lưỡng nghi thần kiếm, hỗn độn lôi kính từng người công dụng, quy lực tài liệu cần thiết miêu tả một lần cho Mạc Uy nghe. Mạc lời giải thích nói là tại thu được đạo thuật thần thông kỳ ngộ trong biết được những pháp khí này phương pháp luyện chế. Cho tới có thể ôn dưỡng hai cái bản mệnh pháp khí cùng thái cực đồ sự, cũng chỉ có thể tiên tạm thời ẩn giấu ít hôm nữa sau chính mình trở thành đệ tử chân truyền, ở bên trong môn phái phân lượng càng nặng thì, lại nói cũng không muộn, nếu là môn phái vẫn như hiện tại giống như đối xử chính mình, căn cứ, bảo lục, hoàn thiện, thần tiêu chân pháp cũng không phải là không thể, kia khả là trong truyền thuyết thiện công cao nhất nhiệm vụ, bất quá vẫn chưa ghi rõ cụ thể. ngược lại có Chúc giá cả diện nghị cảm giác, Mặt quyên trầm ngâm nửa ngày đều là âm dương lưỡng nghi loại pháp khí a, ngươi tam muội thần phong chân khí cũng coi như là âm dương chi chút, đến còn chuẩn xác. nếu là lựa chọn độ ách lưỡng nghi thần kiếm, vậy ngươi sau đó liền muốn đi kiếm đạo tu hành con đường bằng không liền lãng phí này một cái bản mệnh pháp khí. Phải biết nếu là ngươi có thể thành tựu kim đăng đại đạo, kia bản mệnh pháp khí chính là duy nhất một cái có thể không trở ngại địa sát cấm chế hợp nhất trở thành thiên cương cấm chế pháp khí, nếu là đến nguyên thần bên trên, ngươi bản mệnh pháp khí cũng là tối có hy vọng trở thành pháp bảo. Bởi vì bản mệnh pháp khí cùng tu sĩ linh hồn tương liên, mà ngày đêm ở bên trong thân thể ôn dưỡng, vì lẽ đó cùng chủ nhân tu vi vui buồn tương quan. Thạch Hiên không chút do dự liền phủ quyết, chính mình là muốn tu luyện, bảo lục, bảo lục, cũng không phải cái gì kiếm đạo tu hành công pháp, đệ tử chỉ là yêu thích kiếm thuật, không sẽ chọn kiếm đạo con đường tu hành. Mạc Quyên gật gật đầu, hỗn độn lôi kính cùng bản môn chư thiên thần lôi giám tương tự, ngày sau nếu là ngươi có thể tu luyện, thần tiêu chân pháp, kia được cho ông trời tác hợp cho. Vi sư bản mệnh pháp khí chính là phỏng chế chư thiên thần lôi giám, vi lực to lớn. Chỉ là ngươi này hỗn độn lôi kính so với chư thiên thần lôi giám nhiều cần một loại vật liệu, vậy thì là hư không thần thiết, đây là thiên tài địa bảo cấp độ kia, cho dù ở đây sao nhiều đại thế giới bên trong, cũng là rất ít xuất thế. Thạch Hiên rõ ràng sư phụ ý tứ, chính là như lựa chọn hỗn độn lôi kính, vậy rất có thể đến nguyên thần, vẫn không có đem bản mệnh pháp khí luyện chế thành công, xem ra chính mình chỉ có thể lựa chọn âm dương nhị khí bình mạc quyên lại nói kia âm dương nhị khí bình hiệu dụng kỳ diệu đúng là cùng vi sư nghe nói qua một kiện pháp bảo tương tự vậy thì là lưỡng cực nguyên từ bình đều có thể thu nạp pháp khí cầm thu kẻ địch chỉ là ngươi kia âm dương nhị khí bình có thêm đem kẻ địch hóa thành máu đen công hiệu hơn nữa còn có thể đem máu đen tinh hoa biến thành cam lộ chữa thương nhuận vật hiệu dụng phi phàm cùng bản môn vạn lôi hóa thủy quyết tu luyện được chân khí có tương đồng chỗ bất quá mạc quyên giọng nói vừa chuyển này âm dương nhị khí bình vật liệu cũng đồng dạng hiếm thấy cái khác vi sư nơi này tập hợp một tập hợp tông môn nơi đó thiện công hối đoái một điểm ngược lại cũng có thể tập hợp nhưng này chủ yếu một cái vật liệu âm dương ngọc khuê cũng được cho thiên tài địa bảo xuất thế cực nhỏ vì lẽ đó ngày sau ngươi có thể tiên được cái nào kiện vật liệu vậy thì luyện chế cái nào kiện bản mệnh pháp khí đi. Thạch Hiên suýt chút nửa lệ rơi đầy mặt, miên lai sư phụ cùng chính mình đánh cho là như thế chủ ý, xem ra chỉ có thể như thế làm, lại nói như thế một hỏi dò, còn có thể từ sư phụ tư gia cất giấu trong được một ít trợ giúp, thật là không tồi. Từ sư phụ nơi cáo từ ra đến, Thạch Hiên tại chính mình động phủ không chờ bao lâu, dư như nhược thủy, chu điệp lan liền đến, nhìn các nàng vẻ mặt tươi cười, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt vẻ mặt lẽ nào thật sự có chuyện tốt gì hay sao thạch đại ca ta cho ngươi biết một tin tức tốt chu điệp lan biệt không ra thoại dành trước nói ra thạch hiên vui cười hớn hở nói là hà chuyện tốt dương nhược thủy lúc này mới không nhịn được sắc mặt vui mừng địa mở miệng chúng ta lần này đi chiêu thu đệ tử pháp hội hỗ trợ thì gặp phải ngọc sư thúc tổ nàng biết chúng ta là minh tỷ tỷ hảo hữu hỏi qua chúng ta thông thường tình huống tu luyện sau đem chúng ta giới thiệu cho nàng một vị sư tỷ cũng chính là nội môn trưởng lão nhạc quyển âm nhạc trường lão hôm nay trả lời chắc chắn nói nếu chúng ta đồng ý có thể bái vào nàng môn hạ đây thực sự là chuyện tốt to lớn a à? thạch hiên rất thế các nàng hài lòng đương nhiên trừ ra ngọc linh lung giới thiệu ngoại các nàng hàng ngày tu luyện khắc khổ đối với con đường kiên trì cũng là nhạc quyển âm trưởng lão đồng ý nguyên nhân chủ yếu, không nhìn thấy nhạc trường lão là quá mấy ngày mới đáp ứng không, khẳng định là đi tìm hiểu các nàng ở ngoại môn tu luyện tình hình đi tới. Chu Điệp Lan sợ Thạch Hiên không quen biết vị này nhạc quyển âm trưởng lão, cho hắn giới thiệu một chút, nhạc trường lão đã 200 tuổi, tại thần hồn kỳ trong cũng đã dừng lại hơn trăm năm, gần nhất với trong tu luyện tìm tới thời cơ, chuẩn bị qua một thời gian ngắn liền ra ngoài tìm kiếm kết đăng cơ duyên nhưng là lại sợ chính mình ra ngoài sau bất ngờ vẫn lạc một thân tu vi thất truyền lúc này mới nổi lên thu đồ đệ đệ tâm tư ngọc sư thúc tổ chính là nghe nói việc này mới đem chúng ta giới thiệu cho nàng chia sẻ xong vui sướng sau khi hai nữ lại cho thạch hiên nói về trong năm năm này bên trong chuyện đã xảy ra như một vị sư huynh cùng một vị sư muội kết thành tần tấn chi hảo một số sư huynh sư tỷ thấy đột phá vô vọng cáo biệt môn phái tự đi nhân gian hưởng thụ vinh hoa phú quý đi tới, vân vân. Bất quá buồn cười nhất một chuyện là, du vấn đạo tại Thạch Hiên bế quan sau không lâu, chỉ vì cái trước mắt, tẩu hỏa nhập ma, suýt nửa liền thân tử đạo tiêu, còn hảo bên trong đại năng không ít, đem hắn từ tử vong bên cạnh kéo trở lại. Sau khi hắn về nhà điều dưỡng 2 năm, khôi phục thân thể sau mới trở về môn phái, bất quá tính tình liền trở nên cổ cổ quái quái, trầm mặt âm lãnh, thường thường một người lầm bầm lầu bầu đại gia đoán là tẩu hỏa nhập ma di chứng về sau sau khi hai nữ hỏi thạch hiên sự tiến bộ tu vi thạch hiên thật lòng trả lời e sợ không tới một năm liền muốn dẫn khí tiểu thành ra ngoài du lịch hai nữ khá là đáng tiếc dương như nhật thủy thở dài nói chúng ta lập tức liền muốn bái sư bởi vì sư phụ quá mấy năm liền muốn ra ngoài tìm kiếm kết đan cơ duyên cho nên nàng truyền lời nói hy vọng có thể tại ra ngoài trước thủ hộ chúng ta lần thứ nhất tiếp dẫn thiên địa linh khí sau khi mấy năm qua xem ra chúng ta sẽ ngày đêm khổ tu cơ hội khó được đồng thời chuyện phiếm thạch hiên lắc đầu cười nói đại gia tuổi thọ so với người bình thường nhiều hơn không ít nếu là đột phá cảnh giới có thể tăng cường gần trăm năm tuổi thọ ngày sau chuyện phiếm thậm chí đồng thời tìm kiếm động phủ di tích cơ hội khẳng định rất nhiều hạ tất chấp nhất với nhất thời một ngày đây. Không biết Nhược Thủy, Điệp Lan các ngươi tu hành tình hình làm sao? Dư Nhược Thủy, Chu Điệp Lan gật gật đầu, xem như là đồng ý Thạch Hiên lời giải thích. Thấy Thạch Hiên hỏi chính mình tiến độ, Dư Nhược Thủy khôi phục ý cười, lẽ ra coi chính mình muốn khoảng 20 năm mới có thể đột phá, nhưng năm năm này chiếu Thạch Hiên việc tu luyện của ngươi phương pháp hạ xuống, cảm giác tăng tiến rất nhanh, tuy rằng linh hồn cường độ không sánh được người khác, nhưng đối với thiên địa linh khí cảm ứng nhưng càng thêm rõ ràng, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là ăn thái thượng cảm ứng đang, không chắc liền đột phá, coi như không dùng, 5 năm tả hữu nên cũ. Nờ dê có thể đột phá. Người thi đấu thì cầm người thứ ba, không phải có ba hạt thái thượng cảm ứng đang sao. Thạch hiên lái chơi cười. Dư nhược thủy trắng thạch hiên một chút, ta là dự định hướng ngươi học tập, không ăn thái thượng cảm ứng đang liền đột phá kia ba hạt ta đã đưa về gia tộc bên trong đi tới ta những kia đường huynh đường đệ môn rất cần phải cái này chu điệp lan lại có chút thật không tiện tu vi của ta tiến độ không sánh được dư tỷ tỷ nhưng đại khái bảy tám năm dáng vẻ cũng có thể đột phá đặc biệt là bái sư sau khi có sư phụ chỉ điểm nên càng mau một chút ngày thứ hai thiên khu phong tiếp thiên điện thạch hiên nhìn dư nhược thủy chu điệp lan hai nữ bái vào nhạc quyển âm môn hạ này nhạc quyển âm là cái thanh tú thiếu phụ gián dấp ăn mặc một thân cung trang thuộc về là thiên tuyền phong người cuối cùng lễ thành thời gian nhạc quyển âm phân biệt ban tặng hai nữ một cái lục trọng thiên viên mãn pháp khí dư như nhược thủy là hỏa vân chướng chu điệp lan là ô vân đâu đều là độn tốc nhanh chóng pháp khí nhạc quyển âm cảm thán mà nói ra tại trong tu chân giới quan trọng nhất chính là bảo mệnh này hai cái pháp khí cũng coi như là nhất lưu trốn chạy đồ vật hai người ngươi ngày sau ra ngoài du lịch thì cũng không thể cậy mạnh giống ta kia đạo lữ còn có chính là nhắc nhở các ngươi không cần tại tu hành trên đường phân tâm sấn còn trẻ thì tiến bộ dũng mãnh đến kim đan sau khi có chính là thời gian làm những chuyện khác đây là sư phụ nhiều như vậy năm giáo huấn thạch hiên nghe nói này nhạc quyển âm trưởng lão còn trẻ thì đã từng có cái đạo lữ hai người ân ái phi thường, đáng tiếc vị kia đạo lữ ra ngoài du lịch thì gặp phải nguy hiểm vẫn lạc, nhạc viễn âm trưởng lão biết được sau thương tâm gần chết, từ đây tu vi tiến triển liền phi thường chậm chậm, sau đó thậm chí tại thần hồn kỳ đình trệ hơn trăm năm, mãi đến tận gần nhất mới đi ra tâm chướng. Hiện tại dư nhược thủy, Chu Điệp Lan cũng coi như là đời thứ 16 đệ tử, cùng Thạch Hiên cùng thế hệ, đạo hiệu từng người gọi thiên ninh, thiên vân bất quá xem dáng vẻ của các nàng liền biết, không dự định dùng như thế nào cái này đạo hiệu, còn minh kinh nguyệt, đạo hiệu kêu trời cùng. Nghi thức bái sư sau khi, dư như nhược thủy, chu điệp lan hãy cùng theo nhạc quyển âm đồng thời khổ tu, thạch hiên chỉ có mỗi ngày đi âm phong động bên trong tôi thể thời điểm, mới có thể gặp được tại ngoài động tu luyện hai nữ, nói giỡn hai câu. Cho tới thạch hiên hai cái bản mệnh pháp khí, tại cướp đoạt chính mình sư phụ không ít cất giấu, thêm vào đi tử khí đông lai lâu hối đoái thiện công sau khi, chỉ kém vài món chủ yếu vật liệu, chính là thái cực đồ hỗn độn ngư bì, hai giới thần thạch, âm dương nhị khí bình âm dương ngọc khuê, hỗn độn lôi kính hư không thần thiết, trừ ra thái cực đồ ở ngoài, còn lại tiên xoay sở đủ loại nào liền luyện chế loại nào. Ngày hôm đó, Thạch Hiên đang muốn đi âm phong động bên trong tôi thể, có một đệ tử nội môn đến đây, nói là có việc cho biết. Thạch Hiên để Thanh Tùng mời hắn vào, vừa nhìn nhưng là người quen, cái kia đã từng trị thủ thiên nhai hải giác lâu Ngụy Ninh, hắn cười hì hì bái kiến quá Thạch Hiên, mới nói, Thạch Sư Thúc, lần này nhưng là có cái tông môn nhiệm vụ phân phái đến trên người ngươi. Thạch Hiên bừng tỉnh, mình đã đột phá đến dẫn khí kỳ, mà bế quan kết thúc, dựa theo tông môn quy định, là có nhiệm vụ phân phái, suýt nữa liền đã quên có chuyện này, nhờ có Ngụy Ninh đến đây báo cho đa tạ ngụy sư điệp không biết là hà nhiệm vụ ngụy ninh cũng không thừa nước đục thả câu tông môn phân phái cho thạch sư thúc ngươi nhiệm vụ chính là ngày mai đi thính đạo điện trong cho đệ tử ngoại môn giảng đạo gần như mỗi cái đệ tử nội môn đều sẽ có như thế một lần đối với đệ tử nội môn tới nói đi thính đạo điện trong giảng đạo là kiện rất khó vượt qua sự tình bởi vì phải đối mặt những kia đệ tử ngoại môn thiên kỳ bách quái vấn đề như thế trả lời không được đặc biệt mất mặt. Thạch Hiên còn tưởng rằng là nguy hiểm gì tính nhiệm vụ, không nghĩ tới chỉ là giảng đạo, hài lòng gật gật đầu, lần này đa tạ ngươi, ta nhưng là suýt chút nữa đã quên chuyện này, ân, ngày mai ta sẽ đi thính đạo điện. Chờ Ngụy Ninh sau khi rời đi, Thạch Hiên theo thói quen chuẩn bị lên giáo án đến, chờ quay đầu lại, mới nở nụ cười chính mình một phen, nơi này cái nào cần muốn cái gì giáo án, coi như tọa đàm là được. Ngày thứ hai, Thạch Hiên rất sớm liền đến đến Tham Thủy Phong, sau đó chậm rãi đi vào Thính Đạo Điện, lúc này Thính Đạo Điện trong chỉ có trị thủ đệ tử tại, hắn nhìn thấy Thạch Hiên đi vào, rất là cung kính mà hành lễ, Thạch sư thúc được, ngài làm đến thật là sớm, còn một số thời khắc mới đến giảng đạo thời gian. Thạch Hiên gật đầu, ngươi tự bận biểu đi thôi, ta chỉ là tùy ý nhìn. Nhìn đến mấy năm chưa từng đến đây Thính Đạo Điện, Thạch Hiên chỉ cảm thấy quen thuộc mà lại xa lạ khi giảng bên dưới đạo đài thiên tả vị trí chính là mình thường tọa, chỉ là sau đó e sợ khó có thể dùng đến, mình coi như muốn nghe đạo, cũng sẽ là tại Diêu Quang Phong. Tại trong đại điện đi bộ một vòng, Thạch Hiên đi tới giảng đạo đài, nhìn xuống một lúc phía dưới, cảm thán một phen chính mình nhanh như vậy liền có thể ở đây giảng đạo, mới ngồi ngay ngắn chính trung bồ đoàn, nhắm mắt điều tức lấy chờ các vị đệ tử ngoại môn trước hết đến chính là một ít tân tiến vào nam đệ tử trong đó có vệ vô kỵ cùng lưu kế hiền nhìn thấy thạch hiên đã ngồi ngay ngắn giảng trên đạo đài bọn họ đều cung cung kính kính địa hành lễ vấn an thạch sư thúc được sau đó mau mau ở phía dưới tìm một cái bồ đoàn từng người ngồi xong ngóng trông có chi thầm hạ quyết tâm có sau khi đến chính là tân tiến vào nữ đệ tử nhìn thấy ngồi ngay ngắn bên trên thạch hiên không thiếu nữ đệ tử đều lộ ra ngưỡng mộ sùng kính vẻ mặt, tranh nhau chen lấn địa vấn an, trong khoảng thời gian ngắn đủng niệu yến ngữ tràn ngập đại điện. Thạch Hiên mỉm cười đáp lại các nàng vấn an sau, các nàng đều một mặt hưng phấn ngồi ở trên bồ đoàn xì xào bàn tán. Tới chấp nhất chính là những đệ tử ngoại môn khác, nhìn đã từng chính mình xem thường, trào phúng đối tượng, nghiêm túc tọa đang giảng đạo trên đài tiếp thu chính mình hành lễ vấn an, đều lộ ra vẻ phức tạp, có bao hàm xấu hổ, tỉnh lại, có bao hàm làm thấp đi khó chịu cũng vẫn có không phục xem thường thạch hiên nhìn túng năm tụng ba tiếng vào đệ tử ngoại môn làm lễ chào mình vấn an bỗng nhiên trong lúc đó có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác mấy năm trước chính mình vẫn là đi vào hành lễ vấn an yên tĩnh nghe giảng bài trong một thành viên hiện tại cũng đã ngồi ở chỗ này tiếp thu người khác vấn an như vậy cảm thụ làm sao có thể không cho thạch hiên cảm thấy thế sự kỳ diệu như vậy khác nào nhất mộng. Thạch Hiên hôm nay nói được là xuất khiếu kỳ linh hồn khống chế cùng nhục thân rèn luyện tầm quan trọng, kết hợp tự thân trải qua, êm tai nói, sinh động hình tượng, những kia tân tiến vào đệ tử đều lộ ra đâm chiêu, thậm chí kích động khó nhịn biểu hiện, hẳn là dự định sau khi cứ dựa theo như vậy con đường tu luyện đến tu hành, chỉ là, trong bọn họ, sẽ có mấy cái có thể tiếp tục kiên trì đây. Mà những đệ tử ngoại môn khác nhưng là các loại vẻ mặt đều có, nhưng bên trong lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt chỉ được như vậy chừng 20 cái, bởi vì bọn họ nghe qua loại này giảng đạo đã không biết bao nhiêu lần, nhưng là tại hàng ngày trong tu luyện, tại người khác cười nhạo, mắt lạnh, trào phúng trong, sớm liền từ bỏ con đường này, cảm thấy con đường này là sai lầm, mặc cho Thạch Hiên nói như thế nào, cũng là xoay chuyển không trở về phần lớn đệ tử đã thành hình cái nhìn. Làm Thạch Hiên nói sau khi, chính là mỗi cái đệ tử vấn đề thời gian những kia tân tiến vào đệ tử còn chìm đắm tại vừa nãy giảng đạo trong, còn chưa làm rõ chính mình dòng suy nghĩ, vì lẽ đó trước tiên vấn đề chính là những kia lão tư cách đệ tử ngoại môn. Một vị ngạo khí bất phàm tuổi trẻ đệ tử ngoại môn trạm lên, "Thạch sư thúc, tại sao ta nhớ tới ở ngoại môn mỗi tháng kiểm tra trong, ngươi đều là xếp hạng cuối cùng đây?" Thạch Hiên nhớ tới người này là Du vấn đạo kia một đám đệ tử trong một thành viên, bất quá nhưng lại không biết tên của hắn ngư cùng hùng trưởng sao có thể đều chiếm được, linh hồn khống chế, nhục thân rèn luyện cùng linh hồn cường độ muốn duy trì phối hợp thống nhất, không thể một phương diện địa chỉ tăng cường như thế. Thạch Hiên mỉm cười trả lời, cuối cùng thêm vào một câu, vì lẽ đó, hôm nay ngồi ở chỗ này chính là ta, mà không phải ngươi. Lời này vừa nói ra, tốt hơn một chút đệ tử ngoại môn nhịn không được cười lên, vì kia ngạo khí bất phàm đệ tử trẻ tuổi tức giận đến sắc mặt trắng bệch quát mồm lè lưỡi không biết làm sao đáp lại. Lúc này, du vấn đạo trạm lên, năm năm không gặp, hắn càng hiện ra gầy gò, trên mặt kiêu ngạo đã không còn lại bao nhiêu, cả người có vẻ trầm mặt ít lời, bất quá hắn kia xem thường vẻ mặt vẫn như cũ, thạch sư thúc, ta thế nào cảm giác là bởi vì ngươi có cái kim đan tông sư sư phụ đây. Thạch Hiên lắc đầu nói, có kim đan tông sư làm sư phụ, bên trong cũng có chừng 10 cái, có thể có cùng ta giống như vậy, Sáu năm liền đột phá đến dẫn khí kỳ sao. Minh Kinh Nguyệt khẳng định là không tới 6 năm, nhưng nàng là nhập môn trước liền đột phá, chúng vị đệ tử cũng không biết nàng sử dụng thời gian cụ thể. Đó chỉ là ngươi số may mà thôi, chúng ta không bằng lại nhiều lần, ai tiên kết thành kim đan. Hệ so sánh liền thua du vấn đạo lại lần thứ hai đánh cược, hơn nữa có vẻ hoàn toàn tự tin, không biết có cái gì lá bài tẩy nhưng lời nói của hắn bị những kia nghe nói qua lại sự tích tân tiến vào các đệ tử lớn tiếng cười nhạo, thực sự là không biết xấu hổ bì, thua liền nhận mà, như điều chó ghẻ tựa như. Nhiều lần so với, chiếu hắn làm như thế, so với đến chết cũng không sánh bằng xong. Chính là, hắn không bằng cùng thạch sư thúc so với ai khác càng như du vấn đạo, vậy hắn chắc thắng không thua. Tiếng cười nhạo trong, du vấn đạo sắc mặt xám xịt hạ xuống, nhưng vẫn như cũ dùng cuộc cường ánh mắt nhìn Thạch Hiên. Thạch Hiên cười nhạt nói, ta vẫn là câu nói kia, bất hòa bại tướng dưới tay ta lần thứ hai giao đấu. Được được được. Chờ ta thành tựu kim đan sau khi, lại ngắm nghía cẩn thận các ngươi là cái gì sắc mặt. Du vấn đạo phải tay áo bỏ đi, mau ra đại điện thì, Thạch Hiên nhìn thấy hắn tại nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, không biết đang nói cái gì. Du vấn đạo sau khi rời đi, những kia tân tiến vào đệ tử dùng dập bắt đầu vấn đề bất quá vấn đề của bọn họ đối với quen thuộc đạo thư lại vẫn bước đột phá thạch hiên tới nói đều là việc nhỏ như con thỏ trong đó những kia tân tiến vào nữ đệ tử đang hỏi một chút đề thời điểm báo đáp thượng chính mình họ tên như thạch sư thúc ta tên từ vi người có thể gọi ta vi nhi ta nghĩ hỏi một chút đối với cho chúng ta loại này vừa đột phá không lâu đệ tử tới nói cái nào loại phương thức càng có thể hữu hiệu tăng cường linh hồn khống chế thạch hiên ta tên giảng bích vân ta nghĩ hỏi một chút linh hồn cường độ cùng linh hồn khống chế nên duy trì phối hợp tới trình độ nào như vậy vân vân mà những kia lão tư cách trong đệ tử ngoại môn lên đề loại này vấn đề cũng chỉ có những kia bản thân liền đối với thạch hiên khá là có hảo cảm những đệ tử ngoại môn khác vẫn y như cũ đối với đại đa số người mà nói bị sự thực chứng minh chính mình sai lầm không phải suy nghĩ cải chính, mà là liên tục kiếm cớ, tìm lý do, vì chính mình sai lầm biện hộ, thậm chí tiếp tục đem sai lầm xem là chính xác, hoàn toàn không để ý tới sự thực. 7 tháng sau Thạch Hiên chính đang âm phong động bên trong tôi thể, bởi vì có âm phong động bên trong âm phong sự giúp đỡ, chính mình nhục thân đã gần như bị chân khí điêu luyện một lần, chỉ kém như vậy một điểm liền đạt đến liền thành một khối, dẫn khí tiểu thành cảnh giới đang thông thả đi trừ xâm lấn trong cơ thể âm khí thời điểm, nhục thân cùng chân khí càng ngày càng đồng bộ, mỗi lần hít thở trong lúc đó, nội thiên địa, ngoại thiên địa lẫn nhau trao đổi, bên ngoài thân màu xanh tam muội thần phong chân khí chấn động rung động, khác nào tim đập. Bỗng nhiên trong lúc đó, màu xanh tam muội thần phong chân khí hướng về trong cơ thể một xuyên, một luồng màu đen âm phong mang theo nhục thân tạp chất từ lỗ chân lông trong sông ra, Thạch Hiên nhất thời cảm thấy chấn động toàn thân, thân thể mềm mại, trong ngoài một thể, dĩ nhiên đơn thuần dựa vào chân khí cũng đã phù không mà lên, hô hấp trong lúc đó, bên trong thân thể sản sinh không còn là nội khí, mà là tam muội thần phong chân khí. Thạch Hiên rốt cục dẫn khí tiểu thành. Hắn sắp ra ngoài du lịch thiên hạ, mài vũ đạo tâm. Đồng thời này hơn 7 tháng trong, Thạch Hiên lật tung rồi chính mình sư phụ cất giấu đạo thư thậm chí đem trên người còn sót lại như vậy một điểm thiện công cũng hối đoái các loại kỳ văn dị lục thẻ ngọc, rốt cục tìm kia vài loại vật liệu khả năng xuất hiện địa phương. Vạn tái băng phách tâm không nói, nhất định phải tại vùng đất cực bắc, vạn trượng hàng băng bên dưới, mới có thể tìm tới, nham thạch chi tâm nhưng là thái cổ thì bách tộc một trong thạch nhân tộc trong tộc sinh ra tân người đá hạt giống, mà hiện tại trong tu chân giới, người đá bộ tộc đã biến mất rất lâu, chỉ có thể nhìn hoang hải hải vực có còn hay không bọn họ bóng dáng mà ngũ thải thần thạch xuất xứ không rõ hỗn độn ngư hư không thần thiết đều phải tại mở ra khai phá hư không hỗn độn sơ phân chia thanh khí trọc khí địa phương mới có thể tìm được còn âm dương ngọc khuê lưỡng giới thần thạch là muốn tại cực dương nơi vùng đất cực âm hoặc là ngược lại cực âm nơi vùng đất cực dương thời đại thượng cổ có vị dương thần chân nhân đã từng thu thập đủ hỗn độn ngư cùng lưỡng giới thần thạch, chuẩn bị luyện chế một cái chuyển hóa âm dương pháp khí, đáng tiếc hắn tại mỗi lần ra ngoài hội động phủ lộ trình trong, vẫn lạc tại đại phá diệt bên dưới, còn hắn động phủ, nhưng là ở vào bị tinh thần vẫn lạc kích trúng trụy tinh hải nội hải, 8, 9 phần 10 đã tổn hại. Thạch Hiên chỉ có thể căn cứ những đầu mối này, tìm đến tìm chính mình bản mệnh pháp khí vật liệu, Thạch Hiên từ âm phong động trong sau khi đi ra, vừa vặn dư nhược thủy, Chu Điệp Lan vừa vặn tu luyện tới một cái giai đoạn, dừng lại nghỉ ngơi, nhìn thấy Thạch Hiên, dư nhược thủy nghi ngờ nói, Thạch Hiên ngươi không phải mỗi ngày đều tu luyện tới trạng vạn sao, hôm nay làm sao ra làm đến như vậy chi sớm. Thạch Hiên mỉm cười nhìn hai nữ, ta hôm nay đã dẫn khí tiểu thành, vừa vặn lại đây cùng các ngươi chào từ biệt. Thạch Hiên là chuẩn bị nhanh lên một chút xuất phát, chính mình bản mệnh pháp khí còn chờ vật liệu luyện chế đây. Dư Nhược Thủy, Chu Điệp Lan dường như tống biệt minh kinh nguyệt như thế, lộ ra khổ sở biểu hiện, bất quá Dư Nhược Thủy rất nhanh sẽ thu liễm lại, ngươi dọc theo đường đi phải cẩn thận, hy vọng ngươi trở về trước, chúng ta cũng đã đột phá đến dẫn khí kỳ, đến thời điểm ngươi nhưng phải đưa chúng ta chút lễ vật, ha ha. Tuy rằng cười, vành mắt nhưng có điểm ửng hồng. Thạch Hiên gật đầu, trong lòng tính toán, đến thời điểm dư nhược thủy, Chu Điệp Lan cũng là muốn luyện chế bản mệnh pháp khí, chính mình ly hỏa kim tinh hy vọng đến thời điểm có thể quan minh chính đại địa đưa đi, bởi vậy hồi đáp, đó là tự nhiên, bất quá các ngươi tu luyện cũng không thể quá cấp thiết, hay là muốn duy trì một viên không vội không từ chi tâm. Dư nhược thủy gật đầu đồng ý, Chu Điệp Lan cố nén lệ ý, thạch đại ca, vạn sự nhất định cẩn tắc vô ưu, không cần cậy mạnh được rồi, ta sẽ chú ý, không ở nơi này nhiễu loạn tu luyện của các ngươi tâm tình, chờ trở lại bái biệt quá sư phụ, ta liền lặng lẽ xuất phát. Hôm nay coi như chính thức cáo biệt. Nói xong, Thạch Hiên nhấc lên thanh phong, bay về phía Thiên Cơ Phong, lưu lại hạ hai nữ mặc nhìn một hồi. Thiên Cơ Phong, Mạc Quyên động phủ, sư phụ, đệ tử hôm nay là đến chào từ biệt, đệ tử đã dẫn khí Tiểu Thành sắp sửa ra ngoài du lịch. Kim tìm kiếm bản mệnh pháp khí vật liệu. Thạch Hiên đại lễ tham bái sau, tương lai ý đồ sư phụ nói rõ. Mạc Quyên vẫn là mặt không hề cảm xúc dạng, ân, chỉ là bế quan khổ tu là không cách nào tiếp tục tinh tiến. Nếu là ngươi có thể ở bên ngoài tìm tới thích hợp sát khí, do đó ngưng sát luyện cương, có thể rút ngắn rất nhiều chân khí cửu chuyển, hóa khí vì dịch thời gian, hơn nửa ngày sau Kim đăng kỳ cô động thần quan thì cũng phải dùng ít sức không ít còn có nơi này là một ít thích hợp ngươi sát khí địa điểm cùng với vi sư một ít luyện khí tâm đắc ngươi tìm tới bản mệnh pháp khí vật liệu sau khi nếu là gấp gáp liền chính mình luyện chế đi nói xong đưa cho thạch hiên một cái thẻ ngọc đa tạ sư phụ không biết sư phụ còn có dặn dò gì thạch hiên tiếp nhận thẻ ngọc nên nói vi sư tại thu ngươi làm đồ đệ kia thiên liền nói hiện tại chỉ là cho ngươi một cái ngọc bội bên trong phong ấn ta cấp hai đạo thuật thanh ngọc lôi y, tổng cộng có thể sử dụng 3 lần, coi như gặp gỡ kim đan kỳ tông sư, cũng có thể ngăn thượng chặn lại. Mặt khác, ngươi đem chính mình muốn ra ngoài du lịch Việt báo bị đến linh tinh sư huynh nơi đó, tông môn còn có thể cho ngươi một tấm bảo mệnh phù triện, một cái đồng tâm ngọc bội. Mạc Quyên lại lấy ra một cái bạch ngọc chi bội. Thạch Hiên tiếp nhận ngọc bội sau khi, nghĩ tới một chuyện, đem bên trong túi trữ vật tấm gương lấy ra đến, sư phụ, đây là đệ tử tại trung thổ thời gian được một cái pháp khí mảnh vỡ, ngài nhìn có cái gì công dụng. Chính là từ lão đạo dùng thái ớt quanh thiên lôi phù kích sát bách niên lão quỷ thì được kiện pháp khí kia mảnh vỡ. Mạc Quyên cẩn thận thưởng thức lại tấm gương, món pháp khí này chất liệu rất tốt, hẳn là truyền thừa nhiều đại trung cổ đồ vật, công hiệu là định hồn, ta xem cùng ngươi cái này mê hồn phiên đúng là có chút phù hợp ngươi đem kia phiên cho vi sư, ta ba ngươi trọng tân luyện chế một hồi. Thạch Hiên theo lời lấy ra mê hồn phiên, đưa cho sư phụ. Mạc Uyên bắt được mê hồn phiên sau, trong miệng phun ra một đạo tựa như thanh tựa như tử hỏa diễm, đem mê hồn phiên cùng tấm gương đều bao vây ở bên trong, bất quá chốc lát, mê hồn phiên thượng cấm chế phù triện liền nổi lên, tấm gương thì lại bắt đầu trở nên mềm mại. Nhân cơ hội này, Mạc quyên hai tay liên tục hướng về mê hồn phiên cùng trên gương đánh ra huyền ảo phù triện văn tự, tấm gương dần dần biến thành mấy trăm hơn một nghìn cái khối nhỏ, cùng mê hồn phiên thượng cấm chế kết hợp lại, chậm rãi bị khảm nạm đến mê hồn phiên mặt trên. Cuối cùng mạc quyên hai tay nhất định, trong miệng hỏa diễm bùng cháy mạnh, mê hồn phiên thượng hắc quang lóe lên, đã khôi phục bình thường, chỉ là màu đen phiên trên mặt có thêm đếm không hết lóe sáng tinh điểm nhất minh nhất ám trong lúc đó khiến người ta cảm thấy choáng váng đầu phía này phiên cấm chế rất tốt bất quá vi sư không thấy được nó trưởng thành đến cuối cùng sẽ có cái gì hiệu dụng hiện tại tấm gương này mảnh vỡ thêm vào về phía sau có thể phát sinh trăm nghìn đạo bạch quan ổn định tu sĩ linh hồn đương nhiên hiện nay chỉ có thể ổn định xuất khiếu kỳ tu sĩ dẫn khí kỳ tu sĩ thì lại nhất định phải linh hồn bị thương sau khi Mạc Quyên đem trọng tân luyện chế một phen mê hồn phiên giới thiệu một chút. Thạch Hiên cung kính mà tiếp nhận mê hồn phiên, cẩn thận kiểm tra một hồi, sư phụ lại đang không có phá hoại nguyên bản cấm chế tình huống, đem tấm gương mảnh vỡ hoàng mỹ khảm nạm tiến vào, hơn nữa còn cùng nguyên bản cấm chế trở thành một thể, xem ra trước sư phụ nói chính mình không phải luyện khí đại sư thoại là khiêm tốn, bất quá này tinh điểm liền lên làm sao như vài chữ đây. Sư phụ, ngài có phải là tại phiên trên mặt bài xuất bốn chữ? Thạch Hiên cao mày nhìn mê hồn phiên. Mạc Uyên khẽ nói, nếu là bài xuất hoa văn, có vẻ quá âm u nhu nhược, vì lẽ đó ta liền xếp thành bốn chữ. Mạc Uyên một thừa nhận, Thạch Hiên liền nhận ra mặt trên là chữ gì đây, thế thiên hành đạo. Không biết sư phụ là từ nơi nào xem ra, nếu như là người bình thường sử dụng, rất nhiều chính là tụ nghĩa cử sự nhãn hiệu, nhưng ở tu sĩ trong tay, thế thiên hành đạo liền rất không bình thường, không phải kia loại đại thần thông tu sĩ, không có chạm tới đạo biên giới, không cái gì nhân không ngại ngùng dùng, thạch hiên cảm thấy áp lực rất lớn. Bất quá xem sư phụ dáng vẻ là không dự định một lần nữa lại luyện chế một phen, thạch hiên chỉ được nhắm mắt tiếp nhận rồi. Vừa mới chuẩn bị bái biệt, trong lòng lại tới một chuyện, sư phụ, ta trước đây tại trung thổ thì, đã từng thu quá mấy cái đệ tử, lần này muốn sấn du lịch thiên hạ cơ hội, hồi đi xem xem, như thế bọn họ lòng hướng về đạo vẫn như cũ kiên định, tâm tính cũng không đồi bại, liền chuẩn bị đem bọn họ mang tới tu chân giới đến. Chỉ là trước nghe nói trung thổ chi địa đến dẫn khí kỳ tu sĩ đều phải bị thần tiêu cung cho di đi ra ngoài, không biết ta bực này dẫn khí kỳ tu sĩ có thể không tiến vào. Ân, xác thực không thể. Vi sư chờ đợi cho ngươi thảo một tấm phù triện, Đến thời điểm thiếp ở trên người liền có thể vào trung thổ chi địa. Mạc Uyên đối với Thạch Hiên đệ tử sự không đáng trí bình, dù sao không thấy bản thân, không biết bọn họ làm người tâm tính, lấy Mạc Uyên tính cách là sẽ không vọng hạ quyết đoán. Thạch Hiên thở vào nhẹ nhõm, xem ra không cần lo lắng không thể quay về trung thổ, liền đứng lên đến đại lễ tham bái Mạc Uyên một phen, đệ tử kia liền cáo từ, đi qua thứ vụ đường sau liền tự mình rời đi. Chờ đã, còn có một chuyện mạc quyên đột nhiên gọi lại thạch hiên thiên khu phong thứ vụ đường thạch hiên cung kính mà đứng linh tinh tông sư hạ thủ nghe hắn nói chuyện ngươi ra ngoài du lịch thì nhớ tới nhất định phải cân nhắc sau đó làm không phải nói không thể hành hiểm nhưng cũng phải có sáu bảy phần mười nắm mới có thể đi làm được rồi nơi này là đồng tâm ngọc bội cầm trong tay nó có thể để cho ngươi cùng chu vi ngàn dặm nắm giữ đồng tâm ngọc bội đệ tử bổn môn trò chuyện giao lưu gặp nguy hiểm thì tuyệt đối không nên không bỏ được da mặt linh tinh cái này bình thường người trung niên nhất quán là người hiền lành tư thái ở bên trong môn nhân duyên tương đối khá còn có nơi này có ba tấm bảo mệnh phù triện là bên trong kim đan tông sư đạo thuật biến thành tuy rằng ngươi có sư phụ của ngươi đưa cho ngươi bảo mệnh đồ vật nhưng này bảo mệnh phù triện vẫn là có thể chọn một tấm. Linh tinh lấy ra ba tấm vẽ ra thượng cổ vân triện lá bùa, để thạch hiên tuyển chọn một tấm, một tấm là thần tiêu tử lôi, một tấm là thanh ngọc lôi y, một tấm là chỉ xích kim quan độn. Nói cách khác, này ba tấm phù triện phân biệt là một tấm tuyệt phản kích dùng, một tấm bảo mệnh phòng ngự dùng, một tấm lao nhanh thoát thân dùng, thạch hiên sớm có chủ ý, đối với linh tinh tông sư đạo, linh tinh sư bá, đệ tử tuyển chỉ xích cực quan độn. Linh tinh gật gật đầu, ân, tuyển đến mức rất thực tế, chỉ xích kim quan độn, cấp 2 đạo thuật, ngày đi 28.000 dặm, sử dụng sau khi có thể chống đỡ một canh giờ, cũng chính là chạy ra hơn 2.000 dặm, coi như là kim đang tông sư, nếu không phải là có cấp 2 đạo thuật trở lên độn pháp. Trong thời gian ngắn cũng không đuổi kịp. Cuối cùng, Thạch Hiên lựa chọn con đường vừa vặn cùng Minh Kinh Nguyệt ngược lại từ trụy tinh hải ngoại hải xuất phát, mãi cho đến hải ngoại các nước hải vực, lại quá phong bạo hải đến Nam Mang, sau đó xuyên qua thập vạn đại sơn trở lại trung thổ, cuối cùng từ trung thổ kinh phong bạo hải vực, hải ngoại các nước hải vực, bắc hải hải vực trở lại tam đảo hải vực. Thạch Hiên thu thập xong tứ trọng thiên viên mãn vạn tượng vô ảnh kiếm, 38 tầng cấm chế mê hồn phiên, nắm giữ đến 58 tầng cấm chế càng dương thanh đăng, cùng với sư phụ ban tặng một ít đan dược chữa trị vết thương, bổ sung thiên địa linh khí phong linh đan, lặng yên không một tiếng động địa liền rời đi bồng lai phái. Nhìn sóng bạc lăn lộn biển rộng, nghe nhẹ nhàng khoan khoái vi tinh gió biển, Thạch Hiên chỉ cảm giác mình tâm tình khoan khoái, bế quan tu luyện là một sự hưởng thụ, ra ngoài du lịch, kiến thức các loại phong cảnh cũng là một sự hưởng thụ. Dừng lại chốc lát, Thạch Hiên vận lên tiểu hữu thanh phong độn, hóa thành một luồng thanh phong, Hướng về Trụy Tinh Hải ngoại hải bay đi, dọc theo đường đi trải qua rất nhiều hòn đảo, bao quát Minh Nguyệt đảo, Triều Tịch phường, cũng không có dừng lại, nửa ngày trong lúc đó, đã là đến Trụy Tinh Hải ngoại hải biên giới, nhìn trải rộng cùng phong sóng lớn vùng biển này, Thạch Hiên hít sâu một hơi, bay vào. Bởi vì hôm nay Trụy Tinh Hải ngoại hải bảo táp không ngừng, dẫn khí kỳ trở xuống tu sĩ cũng không dám tiến vào ở giữa vì lẽ đó thạch hiên tại trong mưa gió chỉ cảm thấy chính mình phản phất thiên địa này bảo táp trong lúc đó một con cô đơn hải âu. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái hỏa màu đỏ đạo bào tóc bạc bạch mi già nua tu sĩ, hắn cười hít mắt nhìn thạch hiên, há mồm chuẩn bị nói cái gì. Thạch hiên nhận ra là mạnh ly, trong lòng biết không được, cũng không đáp lời, đổi phương hướng, toàn lực vận lên tiểu hữu thanh phong độn, cấp tốc mà chạy. Mạnh Ly tự hồ không nghĩ tới Thạch Hiên vừa thấy mặt, liền thoại đều không nói liền trực tiếp chạy trốn, hai mắt hung quang bắn thẳng đến, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, liền đuổi tại Thạch Hiên phía sau. Thạch Hiên tiểu hữu thanh phong độn tuy rằng có thể ngày đi ba ngàn dặm, nhưng Mạnh Ly làm kim đan tông sư, động tốc vài lần với hắn, hô hấp trong lúc đó, đã là đuổi tới trăm trượng bên trong. Tiểu tử, chịu chết đi, vì Ngọc thường chôn cùng đi. Mạnh Ly không nhìn ra nửa điểm mất công sức, còn có rảnh rỗi địa hung tận nói chuyện, sau đó dương tay một đạo màu đỏ thẩm thần quang, đánh tới Thạch Hiên sau lưng. Thạch Hiên đã sớm kích thích lên thanh ngọc lôi y, một cái màu xanh mỹ ngọc giống như y vật ra hiện tại trên người hắn, bên trên lôi quang vờn quanh, ung dung liền đem màu đỏ thẩm thần quang cho cản lại, nhưng là Thạch Hiên cũng không thoải mái, ngược lại, phi thường vất vả, kim đang tông sư thần thức khóa chặt, liền để thạch hiên khổ không thể tả linh giác chuyển động đều suýt chút nữa đình trệ còn được chính mình đối với thân thể trưởng khống đủ mạnh mới không có trực tiếp liền ngốc tại chỗ mạnh ly cười gằn ta ngược lại muốn xem xem ngươi này thanh ngọc lôi y có thể sử dụng mấy lần hai tay vung lên màu đỏ thẩm thần quang liên tục đánh ra mặc dù không cách nào đánh vỡ thạch hiên thanh ngọc lôi y nhưng liên tục tiêu hao thạch hiên pháp lực lớp hai đạo thuật đối với pháp lực yêu cầu vô cùng lớn. Thạch Hiên sơ ý một chút không thể bổ sung thượng chân khí. Thanh Ngọc Lôi Y liền bị Mạnh Ly màu đỏ thẩm thần quan cho đánh vỡ. Còn hảo trong nháy mắt Thạch Hiên đã lại kích thích lên một đạo Thanh Ngọc Lôi Y. Chặn lại rồi đến tiếp sau tiến công. Thạch Hiên sốt ruột mà nhìn bốn phía, trong lòng dần dần hoảng lên. Lại sau một chốc, khi này đạo Thanh Ngọc Lôi Y cũng không còn cách nào duy trì thời điểm. Thạch Hiên nhìn mạnh ly khuôn mặt dữ tợn, nhìn màu đỏ thẩm thần quang bị chặn sau khi rời khỏi đây thậm chí trực tiếp phá hủy một ngọn núi đỉnh núi, trong lòng xuống dưới quyết đoán, cắn răng một cái, dùng ra chỉ xích kim quang độn, hướng về trong ký ức một cái nào đó vị trí độn ra, hô hấp liền biến mất ở chân trời. Hừ, bị bản tọa thần thức khóa chặt, sao có thể chạy thoát? Bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi có vài tờ chỉ xích kim quang độn phù triện. Mạnh Ly hừ lạnh một tiếng, hỏa diễm lưu quang so với vừa nãy càng nhanh hơn địa đuổi theo. Sau một canh giờ, Thạch Hiên đứng ở Trụy Tinh Hải ngoại hải một cái nào đó hải vực, tìm trong ký ức một ít đặc thù đồ vật, chính đang nhìn thấy không gian sương mù bên cạnh cái kia cổ quái đại nham thạch thời điểm, một cái hỏa bóng người màu đỏ liền ra hiện tại chân trời. Thạch Hiên nhìn kia cổ quái đại nham thạch còn rất dài một khoảng cách, lấy chính mình độn tóc muốn qua đi khẳng định bị mạnh ly ngăn cản trong lòng lo lắng không thể tả kiềm chế ý nghĩ ép buộc chính mình tỉnh táo lại một bên hướng về cổ quái đại nham thạch phương hướng bỏ chạy vừa mở miệng câu hỏi không biết mạnh sư bá ngươi vì sao phải truy sát sư điệp nhưng là định dùng câu hỏi kéo dài một điểm thời gian mạnh ly cười gằn bởi vì ngọc thường cái chết thạch hiên trốn chạy trong dùng vạn phần oan ức ngữ khí nhưng là Ngọc Thường cái chết cùng ta không hề quan hệ a. À. Ta biết, ngươi không bản lãnh kia giết đến Ngọc Thường, chỉ là ai kêu ngươi đắc tội quá Ngọc Thường đây. Kẻ thù của hắn đều nên vì hắn chôn cùng. Mạnh Ly vẻ mặt giữ tợn. Ngươi liền không sợ tông môn giới luật. Thạch Hiên hết sức dùng lo lắng bại hoại ngữ khí. Ha ha, ta tự nhiên phương pháp giấu giếm được, tiểu tặc ngươi không cần thay ta lo lắng, làm sao? muốn dùng nói chuyện phân ta tâm hảo trốn vào trụy tinh hải nội hải bắt kia cửu tử nhất sinh cơ hội mạnh ly khôi phục thông dong tự nhiên vẻ mặt loại thủ pháp này ta chưa từng thấy một ngàn cũng có tám trăm chỉ là đột nhiên rất muốn nhìn một chút tiểu tặc ngươi sắp chết dãy giụa mới không vạch trần mà thôi được rồi du hí chấm dứt ở đây vừa dứt lời mạnh ly độn quang lần thứ hai gia tốc đuổi tới thạch hiên phía sau thạch hiên biết chạy không thoát đi xoay người há mồm, một đạo tử lam sắc hỏa diễm phun ra ngoài. Mạnh ly ánh mắt ngưng lại, trên người màu đỏ thẩm thần quan mãnh liệt, đem tử lam sắc hỏa diễm cho cản lại, rơi xuống trụy tinh hải trong, bốc hơi lên lên đại lượng hơi nước. Nếu là nói trước mạnh ly là pháp lực thần hồn kết hợp lại tướng ôm phản phất bình tĩnh biển rộng, khi hiện tại chính là thai ngén khủng bố bảo táp biển rộng, kim đan kỳ uy thế trong nháy mắt liền bạo phát ra, chu vi khí trời đều thậm chí tối sầm lại. Bất quá Mạnh Ly cũng không có lập tức phản kích, mà là đình trên không trung ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú trong tràn ngập tức giận, trên người mơ hồ bốc lên hỏa diễm. Thạch Hiên nhìn thấy Mạnh Ly do bất cẩn bị chính mình hư thực chân hỏa trong hư hỏa thừa lúc, tuy rằng bị Kim Đan Kỳ uy thế cho ép tới suýt chút nữa không thể động đậy, nhưng Thạch Hiên có vô thượng pháp môn kiềm chế trụ ý nghĩ, lập tức xoay người bỏ chạy, bởi vì Thạch Hiên rõ ràng, coi như Mạnh Ly nhất thời bị hư hỏa phần lấy tu vi của hắn khôi phục thần trí chỉ là trong chốc lát chính mình nếu là tiến công dùng tới đạo thuật nhiều nhất đem hắn trọng thương thậm chí khả năng liền thương đều không đã thương được dù sao kim đan tông sư có cái gì thủ đoạn bảo mệnh chính mình có thể không rõ ràng còn không bằng nhân cơ hội này trốn vào vô thành khai ra mật đạo tiến vào trụy tinh hải nội hải thạch hiên miễn cưỡng đến bí mật hải đạo cách đó không xa phía sau gầm lên giận dữ tiểu tặc nạp mạng đi sau đó liền cảm thấy to lớn sóng linh khí ra hiện tại phía sau mà trước người bí mật hải đạo đã là mắt trần có thể thấy vào lúc này thạch hiên có hai loại lựa chọn loại thứ nhất là kích thích lên cuối cùng một đạo thanh ngọc lôi y ngăn trở mạnh ly công kích nhưng cũng sẽ bị mạnh ly cuốn lấy thân tử đạo tiêu chỉ là vấn đề thời gian vì lẽ đó thạch hiên không chút do dự mà lựa chọn loại thứ hai vậy thì là mạo bị thương nặng nguy hiểm, vận lên đạo thuật toái ngọc quyết. Thạch Hiên nhất thời chỉ cảm thấy linh hồn, dục thân đều là nóng lên, sắc mặt đỏ chót, gân xanh ẩn hiện, dục thân lớn lên mấy phần, động tốc trực tiếp tăng cường 5 phần 10, tại mạnh ly chính con viêm long đánh tới thời gian, lấy chút xíu chi kém, trốn vào bí mật hải đạo, biến mất ở không gian trong sương mù. Mạnh Ly cũng lại không kìm nén được nội tâm phẫn nộ, gào thét liên tục, lấy Kim Đan Tông sư Tôn sư, lại để một cái dẫn khí kỳ tiểu tặc đào tẩu, thực sự là thiên đại sĩ nhục, hơn nữa hôm nay xem ra, ngọc thường 89 phần 10 là chết ở này tiểu tặc trên tay. Lúc này, phía sau một cái thanh âm nhàn nhạt truyền tới, Mạnh sư huynh thực sự là thật lớn hỏa khí. Mạnh Ly sắc mặt cứng đờ, quay đầu nhìn lại, cách đó không xa không trung dừng một người mặt thái cực đạo bào thiếu niên đẹp trai đạo nhân, mặt không hề cảm xúc mà nhìn mình chính là mạc uyên mạnh ly trong lòng tính toán trong miệng bình tĩnh hỏi mạc sư đệ ngươi vì sao ở chỗ này chỉ cho mạnh sư huynh ngươi truy sát ta kia đồ nhi liền không cho phép ta này làm sư phụ ở đây sao mạc uyên lạnh lùng đáp lại mạnh ly trong lòng cảm giác nặng nề ngươi đều nhìn thấy đúng rồi xem ra ngươi ẩn thân nặc khí chú đã sớm là đạo thuật nếu muốn lén lút theo không bị phát hiện chỉ cần không toát ra sát ý liền rất là ung dung mạc uyên nhàn nhạt trả lời ân nhìn từ đầu tới đuôi mạnh sư huynh thực sự là lão ngay cả ta kia dẫn khí kỳ đồ đệ đều thu thập không được được rồi mạnh sư huynh đối với đệ tử bổn môn ra sát thủ phạm vào tông môn giới luật điều thứ ba y theo giới luật hôm nay ngươi liền vẫn lạc ở đây đi mạnh ly dùng khó mà tin nổi địa biểu hiện nhìn mạc uyên tức đến nổ phổi địa hô các ngươi là sớm có dự mưu mạc uyên ngươi vốn là nếu muốn giết ta mạc uyên suy nghĩ một chút tiếp tục dùng kia lạnh nhạt âm thanh trả lời dùng ta đồ đệ kia lời giải thích cái này gọi là câu cá chấp pháp hơn nửa chuyện vừa rồi ta đã lưu lại trải qua sẽ hiện cho trưởng môn xem mạnh ly tráng nổi gân xanh đột nhiên vậy sao ngươi vừa nãy liền trơ mắt mà nhìn ta đối phó ngươi kia tiểu tặc đồ đệ mà không phải ngay lập tức ngăn cản đây bởi vì ta đồ đệ kia nhất quán làm việc cẩn thận yêu thích tìm kiếm bày mưu cẩn thận rồi mới hành động vạn sự vạn vật đều muốn tại nắm trong bàn tay nhưng là chuyện thế gian tổng có thật nhiều biến số cũng có thật nhiều đột phát việc sao có thể kiện kiện đều bày mưu cẩn thận rồi mới hành động bất ngờ việc đều là sẽ xuất hiện làm gặp phải không nắm được thời khắc nguy cấp có thể bình tĩnh có quyết đoán hạ nhẫn tâm là hôm nay ta mượn mạnh sư huynh tay nói cho hắn một phen đạo lý. Mạc Quyên ngữ khí không hề có một chút chập trùng. Mà Mạnh Ly lại bị lời nói này tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, thất khiếu suýt chút nữa khói bay, nhắm thẳng vào Mạc Quyên. Ngươi liền không sợ ngươi đồ đệ kia chết ở trụy tinh hải nội hải không gian sương mù trong à. Mạc Quyên rốt cục lộ ra một điểm vui mừng vẻ mặt, hôm nay ta kia đồ nhi biểu hiện coi như không tệ, tại ta người sư phụ này không thể chạy tới bất ngờ việc phát sinh thì có thể tỉnh táo lại làm ra quyết đoán cuối cùng y dựa vào chính mình chạy ra ngoài không sai không sai còn không gian sương mù xem ta đồ đệ kia tìm tiêu chí động tác chạy trốn lúc đó có chỗ cần đến nhằm phía nơi đó liền biết hắn khẳng định biết được một điều mật đạo hơn nữa có thể từ kim đang tông sư dưới tay trốn chết với hắn mà nói là quý giá kinh nghiệm của cải cũng là đối với niềm tin của hắn rất lớn cổ vũ thực sự là đa tạ mạnh sư huynh ngươi cuối cùng mạc uyên lại còn chắp tay thi lễ một cái mạnh ly đã sắp cũng bị tức chết rồi trống to mạc uyên ngươi căn bản không đem bản tọa để ở trong mắt sau đó chính con viêm long thần quang đột nhiên liền đánh về phía mạc uyên mà chính hắn xoay người bỏ chạy xem ra hắn vẫn chưa hoàn toàn mất đi bình tĩnh Mạc Quyên trên người hiện lên một cái thanh sắc mỹ ngọc giống như y vật, ung dung liền đem mạnh ly công kích cản lại, sau đó hóa thành thanh sắc lôi quang đuổi tới, đồng thời lạnh nhạt nói: "Ở trong mắt ta, hạ phẩm kim đan cũng chính là lợi hại một điểm thần hồn kỳ mà thôi." Đợi đến đuổi sát mạnh ly thì, Mạc Quyên năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một kính hình, trung gian ao hãm pháp khí, ao hãm bộ phận chia làm 36 cái không đều đều bộ phận mỗi bộ phận mặt trên đều che kín huyền ảo cực kỳ phù triện hoa văn, bốn phía bộ phận thì lại chia làm 108 cái đều đều bộ phận, tương tự cũng che kín cổ phát thần bí phù triện hoa văn. Lúc này này pháp khí hết thảy bộ phận đều là sáng lên, màu đỏ, bạch sắc, thanh sắc, màu vàng, màu bạc, màu xanh lục, màu cam, màu xanh lam, màu tím, vô số màu sắc khác nhau lôi cầu ra hiện tại mạc quyên bốn phía, vây quanh hắn xoay tròn. Tiếp theo Mạc Uyên năm ngón tay hợp lại, chư sắc lôi cầu từng người vẽ ra quỷ tích huyền ảo đem Mạnh Ly từ bốn phương tám hướng vây nhốt, sau đó cùng nhau kích ở trên người hắn. Mạnh Ly bị vô số lôi cầu từ trên trời vẫn đánh tới một tòa trọng đại trên hòn đảo. Tại trong quá trình này Mạnh Ly trên người, xích sắc, hỏa sắc, thanh sắc chư quan lóng lánh, nhưng không tới chốc lát liền dùng dập bị đánh tan. Cuối cùng tại hắn tiếng kêu thê thảm trong, thân thể của hắn không ngừng mà nổ tung tin tức đến đảo trung ương ta lão tổ tông sẽ không bỏ qua cho ngươi mạnh ly lưu trên đời này câu nói sau cùng ầm 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 mãnh liệt tiếng nổ mạnh liên tục từ trên hòn đảo truyền đến đến cuối cùng một tiếng vang thật lớn toàn bộ hòn đảo cũng bị từ trung gian nổ ra phun trào ra vô số đá vụn gỗ vụn sau đó này chu vi mấy trăm dặm hòn đảo liền chậm rãi chìm vào biển rộng trên mặt biển chỉ còn dư lại một vòng xoáy khổng lồ. Mạc Quyên nhìn cái kia to lớn vòng xoáy, trầm mặt chốc lát, mới lạnh nhạt nói, Mạnh Sư Huynh, nhà ngươi lão tổ tông hơn 500 năm cũng không có thể đột phá đến nguyên thần, đã không cái gì hy vọng. Ngươi cái này linh khí đáng tiếc. Sau đó xoay người hóa quan mà đi. Thời gian trở lại Thạch Hiên bái biệt sư phụ trước. Thạch Hiên thở vào nhẹ nhõm, xem ra không cần lo lắng không thể quay về trung thổ, liền đứng lên đến đại lễ tham bái Mạc Quyên một phen, đệ tử kia liền cáo từ, đi qua thứ vụ đường sau liền tự mình rời đi. Chờ đã, còn có một chuyện. Mạc Quyên đột nhiên gọi lại Thạch Hiên. Thạch Hiên nghi hoặc mà nhìn sư phụ, không biết sư phụ còn có chuyện gì quan trọng. Mạc Quyên ngữ khí nhàn nhạt, gần nhất tam đảo hải vực tử không ít tu sĩ, cư vi sư xem, đều là cùng Mạnh Ngọc thường từng có hiềm thích. Thạch Hiên nội tâm chấn động mạnh, sư phụ ý của ngài là, Mạnh Ly rốt cục bắt đầu điên cuồng, muốn cho hết thảy cùng Mạnh Ngọc thường có cừu oán đều vì hắn chôn cùng. Nên như vậy, chỉ là Mạnh Ly còn tại thanh trừ không phải bản môn tu sĩ, tạm thời còn ra tay đối phó tông đệ tử trong môn phái, trưởng luật đường cũng không tiện nói gì. Mạc Quyên kể lễ một sự thật, Vậy thì là không thể bởi vì mạnh ly đại khái khả năng tự hồ sẽ đối với đệ tử bổn môn xuất thủ, mà dành trước đối phó hắn. Sư phụ ý của ngài là, ngươi tạm thời hộ tống ta một chuyến, chờ cách khá xa, mạnh ly cũng tìm không được. Nếu không có thể đối phó mạnh ly, Thạch Hiên chỉ có thể suy đoán sư phụ là muốn hộ tống. Mạc Quyên mặt không hề cảm xúc nói, không phải, đơn thuần hộ tống, vi sư có thể bảo vệ ngươi cả đời lại nói bị kim đan tông sư nhìn chằm chằm vậy thì thật là ăn ngủ không yên ngày đêm không thể buông lỏng tuy rằng chỉ là hạ phẩm kim đan bởi vì cũng không ai biết hắn có hay không thủ đoạn tìm tới ngươi thạch hiên có chút rõ ràng người sư phụ kia ngài ân lần này ra ngoài du lịch là mạnh ly ra tay đối phó ngươi cơ hội tốt nhất ngươi lựa chọn con đường thời điểm lựa chọn hẻo lánh ít người địa phương để hắn có thể không kiên dè chút nào xuất thủ đến thời điểm, hắn liền trái với tông môn giới luật điều thứ ba, vi sư liền có thể quan minh chính đại xuất thủ giết chết hắn, chấm dứt mọi chuyện. Mạc Viên dùng bình tĩnh ngữ khí kể rõ chính mình sắp xếp. Thạch Hiên cả kinh, sư phụ, này không phải câu cá chấp pháp, sao? Còn có, hội sẽ không quá ác một điểm. Cuối cùng câu nói kia thuần túy là Thạch Hiên thuận miệng nói, như thế không tàn nhẫn, sau đó đứng ngồi không yên chính là mình ân ừ, nếu muốn làm liền làm tuyệt câu cá chấp pháp có ý gì mạc quyên gật đầu thạch hiên đại khái giải thích lại câu cá chấp pháp ý tứ sau đó hỏi đệ tử kia phải nên làm như thế nào mạc quyên nói rằng vi sư không thể áp sát quá gần miễn cho bị phát hiện vì lẽ đó ngươi cần ngăn trở hắn chí ít mấy lần công kích bất quá ngươi có thanh ngọc lôi y ngọc bội hẳn không có vấn đề sau khi vi sư sẽ chạy tới Thạch Hiên bàn tính toán một chốc, gật đầu tán thành. Thạch Hiên tự nhiên không rõ ràng chính mình sư phụ như vậy xấu bụng, tại nhảy vào không gian sương mù sau khi, Thạch Hiên ấn lại vô thành giảng giải, quẹo trái hữu trầm, trong chốc lát, đã là chạy ra rất xa. Hắn lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, âm thầm nghi hoặc, sư phụ là bị chuyện gì cho bán ở sao? Làm sao sẽ không có chạy tới, suýt chút nữa liền để cho mình này cái mạng nhỏ cho qua đời ở đó. Lúc này, bên ngoài cự tiếng nổ lớn xuyên thấu qua không gian sương mù, mơ hồ truyền tới, Thạch Hiên bỗng cảm thấy phấn chấn, xem ra sư phụ đã đến, vẫn cùng mạnh ly đấu với nhau rồi, còn ai thắng ai thua, vậy còn dùng đoán sao? Thượng phẩm kim đan cùng hạ phẩm kim đan trên lệch, có tới gấp trăm lần, thậm chí có tiền bối dùng xuất khiếu kỳ cùng dẫn khí kỳ trên lệch đến so với. Bất quá Thạch Hiên cũng không dám hiện tại liền đi ra ngoài, bởi vì dùng qua toái ngọc quyết sau khi trước mặt mình nửa tháng chỉ có thể dùng ra một thành thực lực mà mặt sau gần ba tháng chỉ có thể dùng ra một nửa thực lực như thế hiện tại sau khi đi ra ngoài sư phụ đã chiến thắng rời đi chính mình lại đụng với chút biển rộng quái hoặc những kia yêu thích cướp đoạt dẫn khí kỳ tán tu vậy thì thật là khóc đều không vị trí khóc đi còn không bằng ngay ở vô thành bọn họ nói hòn đảo nhỏ kia bên trên yên tĩnh nghỉ ngơi ba tháng khôi phục thực lực lại đi nữa, lại nói, chính mình vừa nãy tuy rằng lấy chút xíu chi kém tránh thoát mạnh ly toàn lực công kích, nhưng là phần lưng chung quy vẫn là chịu đến một ít lan đến, đã là trọng thương tư thế, vì lẽ đó tình huống như thế, tự nhiên lấy liệu dưỡng hảo thương thế, khôi phục thực lực làm chủ. Thạch Hiên bán phù bán trầm địa theo hải lưu, tránh thoát đạo khe hở không gian, rốt cục nhìn thấy tòa kia hoang vu tiểu đảo, hòn đảo nhỏ kia toàn thể hiện ra màu xám, không hề có một điểm sinh cơ liền cây cối đều không có một cái chỉ có thể nhìn thấy không ít đá vụn bị sóng biển vọt tới phía trên hòn đảo nhỏ thạch hiên mới thở phào nhẹ nhõm rất sợ kia mật đạo là theo thời gian từ từ biến hóa như vậy chính mình không cẩn thận sẽ bị vết nứt không gian cho cắt thành hai nữa thạch hiên phần lưng đã mất cảm giác chỉ có hừng hực cảm giác vội vã móc ra sư phụ cho chữa thương chi dược dùng đi trừ hỏa độc bách thủy đan trị liệu nhục thân thương thế tiểu hoàng đan chỉ chốc lát sau rốt cục cảm giác được đau đớn hừng hực cảm giác cũng tiêu tan một chút thạch hiên dùng linh giác quan sát một phen phần lưng nơi đó đã là máu thịt be bét khắp nơi cháy đen như thế tại xuất khiếu kỳ chịu đến loại thương thế này vậy thì sẽ thương tổn được bản nguyên mà hiện tại trải qua chân khí tôi thể nhục thân càng thêm cường tráng năng lực hồi phục cũng tăng nhiều chỉ có thể coi là trọng thương mà căn cứ Thạch Hiên phán đoán, muốn khôi phục thương thế, ít nhất phải 3, 4 tháng, không nghĩ tới so với Toái Ngọc Quyết khôi phục còn cửu, này còn chỉ là hạ phẩm Kim Đan Tông Sư công kích dư âm, khi thượng phẩm Kim Đan Tông Sư chính diện uy lực công kích lớn bao nhiêu. Thạch Hiên không khỏi tưởng tượng xuất thần. Chờ Thạch Hiên từ xuất thần trong trở về, phát hiện Toái Ngọc Quyết hiệu lực đã qua, cả người chỉ cảm thấy vô cùng suy yếu cùng trước đây xuất khiếu kỳ thì cảm giác kém khá là giống nhau chỉ là thạch hiên đã quen dẫn khí kỳ mạnh mẽ hiện tại chỉ cảm thấy vạn phần không khỏe ngồi xếp bằng điều tức chốc lát thạch hiên phát hiện đảo này thượng linh khí cũng không thiếu trên căn bản cùng ngoại giới linh khí nhất trí nhưng là nơi này làm sao liền không hề có một điểm sinh cơ đây coi như trước đây tại tinh thần vẫn lạc to lớn trùng kích vào hết thảy sinh mệnh đều biến mất nhưng trải qua nhiều như vậy năm khôi phục linh khí cũng bình thường, nhưng là nơi này làm sao còn có thể như vậy âm u đầy tử khí. Phải biết nhưng là có nước biển thông qua kia mật đạo mang vào không ít sinh mệnh, liền ngay cả thạch hiên loại này đại hình sinh vật đều trà trộn vào đến rồi, những kia bé nhỏ sinh mệnh, khẳng định cũng xông lại không ít. Chỉ bằng điểm này, thạch hiên liền cảm thấy nơi này vạn phần quỷ dị, quyết định chủ ý, chờ nửa tháng vừa qua, có thể dùng tới 5 phần 10 thực lực thì, liền rời đi nơi này, miễn cho gặp gỡ cái gì chuyện nguy hiểm. Khôi phục một điểm tinh thần, Thạch Hiên cẩn thận tra xét lên tòa này cổ quái tiểu đảo, tiểu đảo cũng không lớn, chu vi mấy dặm mà thôi, rất nhanh sẽ đi rồi toàn bộ, đáng tiếc không có thứ gì, trừ ra những kia xem ra có chút âm khí âm u tảng đá. Hơn 10 ngày thoáng một cái đã qua, ngày hôm đó Thạch Hiên chính đang làm quan tưởng phối hợp đang dược chữa thương. Đột nhiên, thạch hiên chỉ cảm thấy chu vi linh khí không bị khống chế địa đi phía trái tay phương hướng chạy như bay trong thời gian ngắn ngủi trên hòn đảo nhỏ linh khí tận nhưng đã hình thành một đạo sóng lớn hướng cái hướng kia mãnh liệt nhào tới những nơi khác linh khí thì lại bổ sung đến trên hòn đảo nhỏ sau đó gia nhập đạo kia sóng lớn thạch hiên trong lòng cảnh giới điều động vạn tượng vô ảnh kiếm lên tới nhất định độ cao giỏi mắt hướng phương hướng kia nhìn lại chỉ thấy sương mù tiêu tan, bên kia xuất hiện một tòa cự đại hòn đảo, trên đảo tất cả đều là bạch cốt, chồng chất thành một tòa lại một tòa bạch cốt sơn, sau đó bạch cốt sơn tạo thành một cái trận pháp huyền ảo. Tại kia bạch cốt hòn đảo trung tâm, lượng lớn linh khí từ bốn phương tám hướng thành cuộn sóng trạng hướng về nơi đó đầu đi, liền ngay cả không gian sương mù cũng là bị thu nạp hết sạch, tại trên hòn đảo không thậm chí hình thành linh khí chi vụ sau đó lại có lượng lớn linh khí từ nơi nào xì ra, chỉ là trong đó đã ít một chút kỳ quái linh khí. Cả hòn đảo nhỏ liền phản phất một cái to lớn phổi, mỗi lần hít thở trong lúc đó, Chu Vi không biết bao nhiêu dặm bên trong linh khí liền bị hút quá khứ, tiếp theo lại hô lên, hình thành đồ sộ mà lại kỳ diệu cảnh tượng. Thạch Hiên nhìn ra tê cả da đầu, loại này có thể tạo thành khủng bố thiên địa dị tượng cảnh tượng, có thể không phải là mình có năng lực đi tìm tòi nghiên cứu một, hai, hơn nữa nhìn kia hòn đảo bố trí, cũng là hung mang tàn nhẫn kia một hình, chính mình vẫn là tránh né một hồi là hơn. Liền, Thạch Hiên lặng lẽ ấn xuống kiếm quang, rơi xuống hoang vu trên hòn đảo nhỏ, chăm chú cuộn mình tại hai khối đá lớn trong lúc đó, sau đó vận lên ẩn thân nặc khí chú, biến mất thân hình và khí tức, đại khí cũng không dám nhiều thở một hồi. Khi hòn đảo hô hấp càng lúc càng lớn, không chỉ có đem linh khí thu nạp hết sạch, liền ngay cả trong biển ẩn chứa sinh cơ cũng cùng nhau hút đi. Nếu không là thạch hiên đối với thân thể mình, linh hồn trưởng khống đủ mạnh, e sợ cũng phải lấy ra pháp khí thủ hộ mới có thể tránh miễn sinh cơ bị thu nạp. Rốt cục, tại khi hòn đảo hô hấp đạt đến to lớn nhất thời điểm, nó im bặt đi. Có thể thạch hiên vẫn là không dám nhúc nhích mảy may, mãi, mãi đến tận một ngày quá khứ không gian sương mù lại lan tràn tới, một lần nữa lại sẽ kia hòn đảo che lấp tại sương mù nơi sâu xa, Thạch Hiên mới từ đá lớn trong lúc đó trạm lên, khôi phục thân hình. Thạch Hiên vừa thở vào nhẹ nhõm, liền thân thể cứng đờ, bởi vì một cái âm u cực kỳ âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tiểu bằng hữu thật giữ được bình tĩnh A, à, suýt chút nữa liền giấu giếm được lão tử thạch hiên lặng lẽ lấy ra càng dương thanh đăng cái này hiện nay trên người tối có uy lực phát khí chuẩn bị liều mạng sau một đòn lập tức bỏ chạy còn có thể hay không chạy thoát vậy thì là một chuyện khác cũng không thể đứng ở chỗ này mặc cho sâu xé đi tiểu bằng hữu không nên kinh hoảng lão tử hôm qua luyện chế độ kiếp chi bảo lại thất bại tâm tình rất kém cỏi sẽ không giết người kia âm u cực kỳ biểu hiện tiếp tục truyền đến thạch hiên chỉ cảm thấy toàn thân âm lãnh khoảng cách chết cứng chỉ thiếu chút nữa càng không cần đề phát động pháp khí chỉ được làm bộ bình tĩnh mà trả lời tiền bối vì sao tâm tình rất kém cỏi thì trái lại sẽ không giết người đây nói thật thạch hiên cũng có chút hiếu kỳ đây chính là hoạt nguyên thần chân nhân phải biết những khác ma đạo tà đạo tu sĩ đều là tâm tình kém liền muốn giết người vị này nguyên thần chân nhân làm sao sẽ phương pháp trái ngược thanh âm kia mờ ảo địa cười khẩy nói, các ngươi những này đạo môn chính tông tu sĩ chính là không hiểu được tươi đẹp, giết người như vậy chuyện tốt đẹp, làm sao có thể tại tâm tình kém thì làm đây. Đương nhiên phải đợi được tâm tình khoan khoái thì, chậm rãi hưởng thụ. Thạch Hiên Á Khẩu không trả lời được, vị này nguyên thần chân nhân dòng suy nghĩ cũng thật là kỳ lạ. Sách, bản chân nhân biết được ngươi cảm thấy lão tử là kẻ điên, bất quá lão tử cùng những kia kẻ điên chỗ bất đồng chính là ở lão tử biết các ngươi là làm sao suy nghĩ vấn đề lão tử lúc cần thiết cũng có thể chuyển hóa thành các ngươi suy nghĩ vấn đề phương thức chỉ là bình thường tự nhiên vẫn là theo chính mình bản tâm bản tính làm việc thanh âm kia phản phất đoán được thạch hiên trong lòng nói thạch hiên rõ ràng chính mình là giảng bất quá vị này nguyên thần chân nhân chỉ có thể cung kính mà hỏi không biết tiền bối cùng tiểu tử chào hỏi có thể có sự dặn dò. Có thể có chuyện gì? Ngươi có bản lãnh gì giúp đỡ được lão tử? Chỉ là lão tử ở đây tránh né thiên kiếp kim luyện chế độ kiếp chi bảo đã hơn nghìn năm, nhìn thấy người sống, khó tránh khỏi hiếu kỳ một hồi. Tiểu tử ngươi làm sao tiến vào? Thạch Hiên đem chính mình bị người đuổi giết, ngẫu nhiên phát hiện một điều mật đạo, sau đó tiến vào Trụy Tinh Hải Nội Hải sự nói một lần, đương nhiên bên trong nói thật lời nói dối lẫn lộn, ngược lại kia nguyên thần chân nhân sẽ không đi truy hỏi những thứ này. Tiểu tử ngươi cũng thật là vận khí không tệ, lại phát hiện lão tử mở ra đến mật đạo. Âm u âm thanh kinh ngạc một hồi. Thạch Hiên cũng kinh ngạc nhảy một cái, khi mật đạo là tiền bối ngươi mở ra. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng sẽ tự nhiên hình thành như vậy loan đến loan đi, cuối cùng còn có thể đến một cái bình tĩnh tiểu đảo bí mật hải đạo sao ha 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 cười chết lão tử âm u âm thanh cười to lên thạch hiên chỉ cảm thấy nội tâm lo lắng ngàn vạn không thể để cho quỷ dị này nguyên thần thật tâm tình người ta tốt lên nếu không mình liền nguy hiểm tiếng cười kia ngừng lại một hồi lâu mới nói xem chân khí của ngươi ngươi là bồng lai phái vẫn là la phù phái vãn bối là bồng lai phái thạch hiên báo tới môn phái hy vọng có thể để kia nguyên thần chân nhân sát tâm lên thì, có thể bận tâm một, hai. Bồng lai phái, ha, các ngươi môn phái gian lão quỷ còn chưa có chết chứ. Năm đó hắn suýt chút nữa liền để lão tử vẫn lạc, lão tử còn nhớ kỹ món nợ này đây. Ai, bất quá các ngươi đại môn phái chính là được, lúc độ kiếp có tông môn pháp bảo có thể sử dụng, gian lão quỷ sợ là đã vượt qua một lần thiên kiếp. Thanh âm kia thở dài nói. Thạch Hiên cũng không biết vị này nói Giang lão quỷ là ai, tự môn phái lịch sử mới đọc được đệ lục đại, bởi vậy thành thật trả lời, đệ tử không biết. Liêu ngươi cũng không biết, xem tu vi của ngươi hẳn là mới ra ngoài mài dũa đạo tâm đệ tử." Thanh âm kia tiếp tục nói, "Ai, biết ngươi là Bồng Lai phái sau khi, lão tử liền không dám tùy ý giết ngươi." Như thế ngươi mạo phạm lão tử, lão tử giết liền giết, không ai dám nói lời dèm pha nhưng là tiểu tử ngươi cũng không cái gì sai lầm, như thế tùy tiện giết, nhà ngươi trưởng bối nhất định phải tìm đến lão tử nói một chút, lão tử thiên kiếp còn độ không độ. Thạch Hiên trong lòng buông lỏng, khách khí trả lời, vãn bối là mới ra ngoài mài vỗ đạo tâm, kim tìm kiếm bản mệnh pháp khí vật liệu. Thanh âm kia nghi hoặc một hồi, ồ, còn có các ngươi trong tông môn không có vật liệu. Là tiểu tử ngươi hối đoái không nổi, vẫn là xác thực không có. Thạch Hiên đàng hoàng địa trả lời, là trong đó vật liệu khó tìm, phân biệt là hỗn độn ngư bì, lưỡng giới thần thạch, âm dương ngọc khuê, hư không thần thiết. Cũng thật là chút quý giá dị thường vật liệu, lão tử bản mệnh pháp khí luyện chế thì cũng chưa xài qua tốt như vậy vật liệu. Ách! Thanh âm kia đột nhiên trầm mặt lại, một hồi lâu mới mở miệng, lão tử nhưng là biết một nơi có hỗn độn ngư bì cùng lưỡng giới thần thạch, này vẫn là lão tử ở đây tìm tu bên trong ngẫu nhiên phát hiện vốn định vượt qua thiên kiếp sau khi đi cướp đoạt một hai thế nào có muốn hay không tiện nghi tiểu tử ngươi thạch hiên làm sao nghe đều cảm thấy vị này trong giọng nói có chứa nụ cười không mang theo ý tốt bởi vậy đang chuẩn bị từ chối nhưng là thanh âm kia lại vang lên ân lão tử liền làm một lần người tốt đưa ngươi tới đi khà khà có thể hay không được liền xem tiểu tử ngươi phúc phận. Liền Thạch Hiên chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích, sau đó nhìn từng viên một linh thạch từ đằng xa bay tới, tại chung quanh hắn cấu trúc thành một cái thần diệu trận pháp, chính là Thạch Hiên gặp truyền tống trận. Chỉ chốc lát sau, lúc thì trắng quang né qua, Thạch Hiên liền từ kia truyền tống trận biến mất không còn tâm hơi, thanh âm kia cười ha ha, tiểu tử này vừa nhìn chính là bồng lai phái tương lai đệ tử chân truyền lão tử khoảng thời gian này không dám giết, còn đưa ngươi một phen lợi ích khổng lồ, nơi đó quả thật có hỗn độn ngư bị cùng lưỡng giới thần thạch, nhưng là lão tử chưa từng nói ngươi có thể từ nơi nào ra đến. Như vậy bồng lai like phái có thể không trách được lão tử trên đầu. Ha 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 ha. Coi như được, cũng là cho lão tử làm giá y. Video đến đây là hết nếu bạn thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.